Tống Nhất Phàm vốn muốn đến thành phố Lỗ phát triển với khả năng của Tống Chiêu Độ, bất kể là cô ở lại Bắc Kinh, hay là ra nước ngoài, đều có nhiều nơi tốt để đi. Nhưng lại không, nhất định không muốn dựa vào ông ta, điều đó khiến ông ta chẳng biết làm thế nào. Nhưng sau đó có một số chuyện làm trì hoãn, chuyến đi tới thành phố Lỗ mãi vẫn không thành. Đúng lúc Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, cũng đúng dịp công ty của Vệ Tân bắt đầu ăn nên làm ra, Hạ Tưởng nghĩ ra một ý tưởng không ai biết. Đã hẹn chắc chắn với Cổ Thu Thực, ngày mai lại gặp Tống Triệu Độ, hôm nay hắn phải tận dụng nửa ngày rảnh rỗi để đi dạo với Tống Nhất Phàm cho thoải mái. Đi cùng Tống Nhất Phàm giữa nắng hè, người cô ấy không những thầm tỏa hương thơm nhẹ nhẹ, vừa dễ chịu, lại mát dịu dịu, khiến người ta như được hưởng một làn gió nhẹ. Chiếc váy dài cô mặc trên người trắng tinh như tuyết, dưới ánh nắng, trông như một cô bướm trắng đang bay lượn, tự do mà thoải mái, mà cũng rất kiều diễm. Hạ Tưởng năm nay tuy đã 35 tuổi, nhưng trông vẫn còn trẻ, ăn mặc thoải mái đi bên Tống Nhất Phàm, dường như không còn thấy khoảng cách về tuổi tác. Tống Nhất Phàm lúc thì ôm cánh tay Hạ Tưởng, lúc thì buông ra, vui vẻ vô tư, khiến Hạ Tưởng cực kỳ ngưỡng mộ tính cách trẻ con của cô ấy. Đi chẳng bao lâu thì tới công ty của Vệ Tân ở tòa nhà Hoa Hảo, công ty ở lầu 18. Khi lên thang máy, Hạ Tưởng tiện tay nắm bàn tay nhỏ của Tống Nhất Phàm chẳng qua chỉ là một hành động vô tình và tùy ý, nhưng lại khiến Tống Nhất Phàm bỗng nhiên đỏ cả mặt, gạt ngay tay hắn ra. Hạ Tưởng sửng sốt, sao thế? Hắn đảo mắt mới thấy trong thang máy có một cặp thanh niên đang hôn nhau đắm đuối như quên hết mọi sự xung quanh. Cách bọn họ quên hết xung quanh và mê đắm làm hắn cũng thấy xấu hổ. Cảm xúc mãnh liệt không phải là xấu, nhưng thang máy là nơi công cộng, ít nhiều cũng phải để ý một chút chứ. Có điều Tống Nhất Phàm từ trước đến nay vẫn rất thản nhiên, rất ít khi có cảm xúc về nam nữ khi đứng trước Hạ Tưởng. Nhưng biểu hiện hôm nay lại có chút khác thường. Hắn kín đáo ra hiệu bằng tay với Tống Nhất Phàm, ý là không muốn quấy rầy người khác, cứ đợi chuyến sau thì hơn. Không ngờ Tống Nhất Phàm bỗng nhiên kiên quyết lắc đầu, lại cứ lao lại, níu chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng, rồi ghé sát tai Hạ Tưởng nói thầm. Đồ nhát gan! Hạ Tưởng đành cười bất đắc dĩ, vờ như không nghe thấy. Ai ngờ cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm kia lại nghe thấy. Chàng trai quay sang nhìn Hạ Tưởng một lượt, lại liếc nhìn Tống Nhất Phàm, cười ha hả. Anh bạn, bạn gái anh xinh thật, có điều người đẹp thế mà không hôn là lãng phí đấy. Cái thứ logic gì vậy, Hạ Tưởng chẳng thèm để ý đến anh ta. Tống Nhất Phàm thì hai mắt long lanh, khẽ cắn môi, nhìn về phía Hạ Tưởng với nụ cười vừa khiêu khích vừa tinh quái. Rõ ràng, cô ấy đang muốn ra oai với Hạ Tưởng, là sự coi thường Hạ Tưởng không thương tiếc. Cô gái kia cũng trợn tròn mắt nhìn Hạ Tưởng, đôi mắt to một cách rất giả tạo, hơn nữa có phần vô hồn, những không ngăn nổi trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường rất rõ rệt với Hạ Tưởng. Loại đàn ông gì mà đến con gái cũng không dám hôn. Có phải đàn ông không đấy? Hạ Tưởng đương nhiên là đàn ông, mà còn đường đường chính chính là người đàn ông đã từng có vô số phụ nữ đẹp. Nhưng bảo hắn có suy nghĩ gì khác với Tống Nhất Phàm thì nhất thời vẫn thực sự không vượt qua nổi chướng ngại tâm lý. Và lại, hắn cũng không thích cái trào lưu ôm hôn say đắm giữa chốn đông người của các cặp trai trai kiểu này. Hắn là người điềm đạm chín chắn, dù gì cũng là một phó bí thư tỉnh ủy, nói có người nghe, đe có người sợ. Đợi một lúc, mấy người thấy Hạ Tưởng vẫn án binh bất động, Tống Nhất Phàm đã khiêu khích mà không làm gì, cũng không vì sự cổ vũ cặp thanh niên ôm hôn thắm thiết kia mà có hành động gì, mà chỉ cười, đứng thẳng người, chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Tống Nhất Phàm nổi giận, quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, còn khẽ lầu bầu. Đồ quỷ, chẳng vui tí nào. Cặp nam nữ kia cũng giễu cợt. Này, ra vẻ cũng khá đấy. Đúng là không đáng mặt đàn ông. Nói lý lẽ với họ cũng chẳng ích gì. Hạ Tưởng cũng không vô vị đến mức đi chấp nhặt với mấy kẻ nhàn hạ đến ngứa mồm ngứa miệng. Đang định tiếp tục giả lơ, ai ngờ Tống Nhất Phàm lại làm một hành động mà không ai có thể ngờ tới. Cô đột nhiên quay người lại, uyển chuyển như một con bướm, cô đưa hai tay quàng lấy cổ Hạ Tưởng, chân phải co lên yểu điệu, tạo thành một dáng đứng đẹp như thiên nga. Rồi lại như một con chuồn chuồn lướt nước, cô nhướn đôi môi lên, tuy rằng chỉ là chạm khẽ nhưng lại chuẩn xác vào môi Hạ Tưởng. Trong lúc Hạ Tưởng thì ngỡ ngàng, đôi thanh niên thì mắt trợn tròn, miệng há hốc, Tống Nhất Phàm lại quay người, váy cô tung bay, đẹp như hoa rơi trong mộng, nhẹ nhàng buông một câu. Anh ấy là người đàn ông đáng để phụ nữ phải chủ động. Khi cặp thanh niên còn đang ngỡ ngàng đến cứng họng, Hạ Tưởng nắm tay Tống Nhất Phàm hiên ngang bước ra,
xem như đã chứng tỏ đủ chí khí nam nhi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy nụ hôn của Tống Nhất Phàm cũng khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Hắn nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp Tống Triệu Độ, lại nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tống Nhất Phàm, thật là chẳng biết làm sao. Nếu so với sự đơn thuần của Cổ Ngọc, sự ân cần của Vệ Tân, thì sự hồn nhiên của Tống Nhất Phàm lại có vẻ táo bạo và gian xảo. Rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái trẻ. Mời anh ra ngoài. Còn chưa đẩy cửa bước vào công ty của Vệ Tân, đã nghe thấy âm thanh lời đuổi đầy phẫn nộ và không cam chịu của Vệ Tân. Vệ Tân mới đến Bắc Kinh đã có người ức hiếp rồi ư. Gương mặt Hạ Tưởng lập tức xa sầm. Công ty của Vệ Tân cũng không lớn, thuê một văn phòng lớn thông suốt, còn có 3, 4 phòng để các lãnh đạo cao của công ty dùng làm văn phòng cá nhân. Văn phòng của Vệ Tân nằm phía bên trái. Tiếng nói chính là vọng ra từ văn phòng bên trái. Không đợi Hạ Tưởng có hành động gì, Tống Nhất Phàm còn ghét điều xấu xa hơn hắn, giơ tay đẩy cửa phòng. Cô không nói lời nào mà xăm xăm lao vào trước. Trong phòng, Vệ Tân đang ngồi ngay sau bàn làm việc rộng lớn. Bởi vì các loại ghế văn phòng đều làm kiểu rất to, cô vốn dĩ vóc dáng đã nhỏ bé nên Vệ Tân ngồi đằng sau liền có cảm giác dường như bị lọt thỏm vào trong. So với người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, vừa vặn tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Rất rõ ràng, đứng trước người đàn ông đó, Vệ Tân liền giống như một cô bé đáng thương co quắp trong bóng đêm, gần như không có chút sức phản kháng nào. Tiếng hét yếu ớt của cô chẳng khác gì viên đá nhỏ rơi vào giữa đại dương mênh mông, khơi không nổi dù chỉ là một gợn sóng. Vệ Tân là nơi mềm yếu nhất trong lòng Hạ Tưởng, và cũng chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Hắn tuyệt nhiên không cho bất cứ ai động đến cô. Không chỉ vì Vệ Tân yếu đuối nhất, lương thiện nhất, mà vì trong mắt hắn tất cả phụ nữ đều có chỗ dựa, đều có nơi để trông cậy, chỉ mình Vệ Tân là không như vậy. Che chở vốn là bản tính của đàn ông, huống chi là đối với người yêu trong cả hai kiếp, một người mà trong mắt hắn gần như là hoàn mỹ như Vệ Tân. Có điều không đợi Hạ Tưởng ra mặt, Tống Nhất Phàm đã lao thẳng tới trước mặt người đàn ông to xác kia, ngẩng cao đầu, trên gương mặt hiện rõ khí thế bênh vực kẻ yếu. Nếu như còn bắt chéo tay, trông Tống Nhất Phàm lúc đó như một tiểu hiệp nữ. Nhưng cô lại chắp tay sau lưng, trông như đang tỏa hào quang khác thường. Anh là nam nhi đại trượng phu mà lại đi ức hiếp một cô gái, có biết tự trọng không thế? Anh cao to như thế, có phải chỉ là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, lại còn vô liêm sỉ hay không? Tống Nhất Phàm hầm hầm tiến lại, không chút nể nang. Người đàn ông cao to kia hơn 30 tuổi, tóc húi cua, gương mặt lớn, hơi béo. Thân hình gã to lớn như bò mộng, thoạt nhìn giống như một vệ sĩ. Có điều quần áo hàng hiệu rải khắp trên người anh ta cùng với phong thái không chút sợ hãi, chứng tỏ rằng anh ta chắc chắn không phải là một vệ sĩ, cho dù không phải là nhân vật có máu mặt thì cũng là ông chủ hoặc quản gia. So với sự yếu đuối dễ bắt nạt của Vệ Tân thì Tống Nhất Phàm có vẻ ghê gớm hơn nhiều. Nếu Vệ Tân chỉ giống như một chú chim nhỏ nép bên người thì vẻ ghê gớm tràn đầy sức sống của Tống Nhất Phàm càng có thể thu hút mọi ánh nhìn của người khác cũng như cảm tình của họ. Vẻ đẹp của Vệ Tân chỉ có thưởng thức rồi mới hiểu. Còn vẻ đẹp của Tống Nhất Phàm thì rực rỡ đầy sắc màu, mê hoặc lòng người. Người đàn ông cao to kia quay đầu lại, trước tiên là liếc nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt lạnh như băng, cũng chưa chắc coi hắn ra gì, sau đó thu ánh mắt lại, nhìn Tống Nhất Phàm một lượt từ trên xuống dưới, cười nói. Cô nhóc này ở đâu ra thế, thích xen vào chuyện người khác. Dáng vẻ này của cô, trốn cũng trốn không nổi, còn muốn chủ động chui ra, hay là chê bọn đàn ông đùa giỡn cô còn chưa đủ. Hạ Tưởng đang muốn ra mặt thì đột nhiên thấy Tống Nhất Phàm đưa mắt ra hiệu. Trong lòng hắn mặc dù rất tức giận nhưng đành phải nén xuống, cũng không biết cô có ý định gì. Cũng tốt, nếu cô đã muốn chơi thì cứ để cô làm loạn một phen. Vệ Tân chỉ nhìn Hạ Tưởng một cái rồi cúi đầu. Có lẽ cô thấy mình quá vô dụng. Cô rất đau lòng nhưng lại không dám biểu lộ ra, chỉ có thể kiềm nén bản thân. Lời nói của người đàn ông kia tuy là sắc sược, nhưng ít nhiều cũng giữ được vài phần kiềm chế. Hạ Tưởng còn định thay Vệ Tân giải quyết dứt hẳn vấn đề này. Cái đồ quỷ đầu to. Tống Nhất Phàm quá trong sáng, từ nhỏ tới giờ cô chưa từng học những lời thô tục để mắng chửi người khác, cho nên sức trả đòn rõ ràng thì vẫn chưa đủ. Tại sao anh cứ thích làm khó chị Vệ vậy? Tôi nói cho anh biết, công ty của chị Vệ cũng chính là chỗ của tôi, anh ở đâu chui ra thì quay về đó đi, sau này còn dám thò mặt ra thì tôi sẽ cho anh phải hối hận. Ha 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 ha! Người đàn ông kia cuối cùng lớn tiếng cười.
một con nha đầu như mày, khẩu khí cũng lớn thật đấy, mày có biết Bắc Kinh lớn thế nào không? Hay là với trình độ như mày thì Đông Tây Nam Bắc còn chưa biết ở đâu? Tao khuyên mày nên nhân lúc vẫn còn kịp thì bớt lo chuyện Bao Đồng đi, nếu không tao cũng không ngại gom luôn cả mày đâu. Nói thật, mày trẻ hơn Vệ Tân nhiều nên chắc cũng nuột nà hơn. Gã nói còn chưa dứt lời thì Tống Nhất Phàm đã tức đến mức đôi lông mày như muốn đanh lại, tay giơ lên, bốp, một tiếng, giáng cho gã một cái bạt tai. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tống Nhất Phàm đánh người. Người đàn ông kia xem ra cũng còn may mắn, được ăn một cái tát từ bàn tay ngọc ngà của Tống Nhất Phàm, gã cũng nên mãn nguyện đi là vừa. Tuy nhiên ở đời thì khó đoán trước được chuyện gì, người đàn ông kia thực ra hôm nay vốn là đến để truyền lời thay cho người khác. Vệ Tân vốn đã lọt vào mắt xanh của một nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh. So với đám phụ nữ chỉ biết hư vinh, tiền tài, quyền thế, trải chuốt màu mè ở Bắc Kinh thì vẻ trầm tĩnh và yếu đuối của Vệ Tân là vật báu hiếm có. Chỉ cần Vệ Tân chăm sóc, hầu hạ tốt cho y thì công ty của cô ở Bắc Kinh không những có thể nhanh chóng mở ra cục diện, hơn nữa công việc sau này chắc chắn sẽ không ngừng phát triển, đảm bảo cô sẽ kiếm được không ít tiền. Trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ đến Bắc Kinh làm ăn với hai bàn tay trắng, bọn họ đều lựa chọn con đường vững vàng nhất để đi, mà con đường vững vàng nhất đó chính là dựa vào một người đàn ông có thế lực. Còn lần này Vệ Tân đến Bắc Kinh kinh doanh, tuy rằng nhận được không ít sự giúp đỡ của Liên Nhược Hạm và Tiếu Giai. Nhưng suy xét từ góc độ việc đó xuất phát từ sự yêu quý dành cho Vệ Tân, họ đều âm thầm giúp đỡ chứ không công khai rõ ràng. Do vậy, trong mắt người ngoài thì Vệ Tân chẳng qua cũng chỉ là một phụ nữ độc thân từ ngoại tỉnh đến, xinh đẹp nhưng không có chỗ dựa. Trong mắt một số người thì đã độc thân, lại làm kinh doanh, không có nền tảng, lại xinh đẹp thì là tuýp phụ nữ dễ dàng theo đuổi nhất. Lại bị lúng túng ngay trước mặt Vệ Tân, người đàn ông cao to kia trong lòng đương nhiên rất giận. Thế lực của người chủ thực sự đằng sau gã lớn đến ghế người, trong phạm vi Bắc Kinh không chuyện gì vào tay y mà lại không thành. Một người đàn bà mà cũng không chiếm được, truyền ra ngoài quả là chuyện cười cho thiên hạ. Trong địa bàn của y, không tin cứ thử hỏi xem có nữ minh tinh nào mà lại chưa đi từng dùng cơm với y. Y muốn ai dùng cơm cùng cũng tốt, muốn người phục vụ chuyện khác cũng được. Chỉ cần muốn tồn tại ở Bắc Kinh, về cơ bản chỉ cần một câu của y. Nếu không, xin lỗi, Bắc Kinh không chào đón mày, mời mày tự động rời khỏi đây, nếu không sẽ phải mời đấy. Hôm nay không những phải chịu nhục, mà còn bị một con bé nhìn tuy rằng xinh đẹp nhưng rõ ràng chỉ là một con nhóc mới là học sinh cho một bạt tai. Lần này quá mất mặt, gã giận tím mặt. Với thân phận của gã, tuy rằng không phải là ông chủ thực sự, nhưng bình thường ở Bắc Kinh, đi đến đâu là được người ta cơm bưng nước rót đến đó, giống như ông chủ. Thế mà hôm nay lại bị một con nhóc đánh, chuyện này mà người khác biết, còn không cười vào mặt gã sao? Cũng không thèm thương hoa tiếc ngọc, gã ỷ vào sức vóc to khỏe của mình, giơ tay tóm lấy Tống Nhất Phàm. Mà chỗ nào gã không túm, lại cứ nhằm ngực Tống Nhất Phàm mà túm lấy, rõ ràng gã cố ý muốn làm cho Tống Nhất Phàm phải nhục nhã. Tống Nhất Phàm sau khi đánh người thì có phần cảm thấy hối hận. Trong lòng nghĩ tại sao lại ra tay như vậy, chẳng giống thục nữ chút nào. Cô vừa ngẩn người, gã đã giơ bàn tay hung ác nhằm ngực mình mà túm. Cô vừa thẹn vừa giận, trong lòng rất hối hận lúc nãy đã đánh quá nhẹ tay. Cô vốn đã muốn tránh ra nhưng đối phương ra tay nhanh quá, vừa nhìn thấy thì đã bị cánh tay dơ bẩn của gã đàn ông chạm vào ngay chỗ ngọc ngà mình đã gìn giữ bao năm. Tống Nhất Phàm cuống cuồng đến mức nước mắt lã chã tuôn rơi. Từ trước đến giờ cô luôn giữ thân như ngọc. Ngay đến tay cũng chưa để cho một người con trai lạ nào chạm vào, huống chi. Hạ Tưởng hiện đang là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng hắn chỉ mới 35 tuổi, máu nóng vẫn còn đang sôi sục, cảm xúc cũng còn rất mãnh liệt. Sự tôi luyện trên thương trường khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng không có nghĩa hắn lại không giận dữ, càng không đại diện cho việc hắn không thể vì một chữ hồng nhan mà tức giận. Ngay sau khi Tống Nhất Phàm giơ tay đánh người thì hắn cũng đã chuẩn bị động thủ. Tống Nhất Phàm là ai? Là người em duy nhất mà hắn có hết lòng che chở, không cho phép bất kỳ ai xúc phạm. Lúc gã kia thẹn quá hóa giận mà giơ tay chộp lấy Tống Nhất Phàm, chân phải của Hạ Tưởng đã tung một đòn, phang ngay vào mông gã. Hạ Tưởng gần như dùng hết toàn lực, chỉ một cú đá đã khiến gã gần như bay khỏi chỗ đang đứng, đầu va vào một chậu hoa gần đó, làm nó vỡ tung tóe, đầu hắn cũng bị mảnh vỡ làm rách, máu chảy ròng ròng. Gã thực sự tức điên lên. Gã xoay người lại. Tiện tay vớ lấy cái ghế, ném vào Hạ Tưởng.
Tống Nhất Phàm sợ hãi, hét lên. Anh Hạ, chạy mau. Vệ Tân chợt biến sắc. Hạ Tưởng, tránh ra mau. Hạ Tưởng đương nhiên không thể bị đối phương ném trúng, đã chuẩn bị tránh rất khéo từ trước. Không ngờ gã đàn ông đã giơ cao chiếc ghế chuẩn bị ném lại ngây người, không dám tin vào mắt mình mà nhìn Hạ Tưởng. Mày là Hạ Tưởng, Hạ Tưởng phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Câu hỏi này có chút ngớ ngẩn, nhưng chẳng ai để ý tới chỉ số IQ của gã làm gì. Hạ Tưởng không nói gì, Vệ Tân vội nói. Hắn chính là... Vừa nghe thấy tiếng Vệ Tân, người đàn ông kia chậm rãi buông chiếc ghế xuống, còn chưa hết cơn giận, bực mình nói. Nếu mày là Hạ Tưởng, thì tao tha cho mày lần này. Hạ Tưởng ngược lại hơi bất ngờ, hỏi. Mày là ai? Ai là người chủ đứng sau mày? Trực giác nói cho hắn rằng, người chủ thực sự sau lưng gã đàn ông cao to này, chắc hẳn từng biết hắn. Có quen hay không trước tiên chưa bàn đến, nhưng chắc chắn đã từng ngấm ngầm đọ sức. Chẳng có gì phải nói. Người đàn ông đó cất tiếng cười ha hả rồi xoay người bước đi. Tao không lôi thôi với mày, nhưng chuyện với Vệ Tân thì vẫn chưa xong đâu, còn cái con nhóc kia, mày sẽ vào tay tao là cái chắc. Giọng điệu của gã thật ngông cuồng, điệu bộ thì rất ngạo mạn. Rõ ràng, gã chỉ nể mặt Hạ Tưởng một chút, nhưng thế lực khổng lồ đứng sau vẫn rất ngông cuồng. Hạ Tưởng không đáp lại, cũng không ngăn cản, để mặc gã đẩy cửa phòng nghênh ngang bước đi. Vệ Tân không nói gì, Tống Nhất Phàm cuống quýt. Anh Hạ, không thể để gã bỏ đi như vậy, sau này gã lại gây rắc rối cho chị Vệ Tân, lúc đó thì làm thế nào? Gã không có cơ hội hại người nữa đâu. Trên mặt Hạ Tưởng thoáng hiện lên một tia nhìn sắc lạnh, đúng lúc đó điện thoại reo vang, hắn tiện tay bắt máy, chỉ nói một câu. Dọn dẹp đi. 10 phút sau, gã đàn ông vừa xuống lầu, đang chuẩn bị lên xe thì bị một chiếc ô tô lao nhanh đến đâm vào. Vết thương tuy không nặng, không chết được nhưng nửa cuộc đời còn lại thì chắc chắn không thể tự lo liệu được nữa. Nửa giờ sau, tại một câu lạc bộ xa hoa ở Bắc Kinh, chuyện về gã đàn ông kia đã được truyền đến tai một nhân vật đang nói chuyện cùng bạn bè, nét mặt vui vẻ đắc ý của y chợt biến đổi, tức giận nói. Lá gan của Hạ Tưởng cũng lớn thật. Hạ Tưởng đúng thật là hồn ma ám ảnh. Một người ở cạnh đó xen vào. Nếu như Hạ Tưởng có mặt ở đó, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì nói hắn giống như một hồn ma. Nhưng đúng thật đối với y mà nói, hắn chưa chắc đã không phải một hồn ma ám ảnh. Quốc Hoa Thụy. Mâu thuẫn giữa Quốc Hoa Thụy và Hạ Tưởng có thể nói là oán hận chất chứa từ lâu. Tuy nhiên trên thực tế Hạ Tưởng và Quốc Hoa Thụy chưa hề có xung đột lợi ích gì quá nghiêm trọng, hay nói cách khác, Quốc Hoa Thụy chưa từng thực sự đối đầu trực diện với Hạ Tưởng. Chẳng qua chỉ là sau chuyện ầm ĩ không vui vẻ gì vì hoa nhài vàng bạc lần trước. Quốc Hoa Thụy tuy rằng trong lòng rất tức tối, mặc dù gã có ông bố làm ở tập đoàn hóa dầu quốc gia và một người chú làm ủy viên bộ chính trị, nhưng sau khi bị Hạ Tưởng hiếu thắng mà ức hiếp một trận, gã luôn tìm đủ mọi cách trả đòn, tuy nhiên vẫn chưa lần nào được như ý muốn. Không chỉ vì Hạ Tưởng làm việc hết sức cẩn trọng, khiến gã không tìm ra chút sơ hở nào, mà còn vì ông bố ở tập đoàn hóa dầu quốc gia và người chú bước vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia của gã đều cảnh cáo gã hết lần này đến lần khác. Chớ có đụng đến Hạ Tưởng. Hắn là một tổ ong vò vẽ, không trêu vào được đâu. Quốc Hoa Thụy tuy tự cho mình là một trong những nhân vật con ông cháu cha nổi danh có máu mặt ở Bắc Kinh, nhưng sau này cũng nghe nói rất nhiều chuyện về Hạ Tưởng. Ví dụ như chuyện đấu đá với Nga Ni Trần, đọ sức với Trần Khiết Văn. Lại còn chuyện nước ngập Tần Đường kinh thiên động địa một thời gian, và hỏa thiêu Ngưu Lâm Quảng. Những chuyện đó cũng đủ khiến gã biết rằng, Hạ Tưởng không dễ động vào. Với chút trình độ vớ vẩn của gã mà nói, Hạ Tưởng quả thật không phải là đối thủ gã có thể địch lại được. Gã vẫn nên biết điều một chút, tránh chọc giận Hạ Tưởng để rồi bị hắn đánh đến mức không gượng dậy nổi, cũng chẳng còn đất sung thân. Nhưng vẻ biết điều bề ngoài không che giấu được nỗi căm phẫn trong lòng gã. Hạ Tưởng vẫn luôn là nhân vật phải bị trừng trị hàng đầu trong sổ đen của Quốc Hoa Thụy. Trước đó không lâu... Cha của Quốc Hoa Thủy Quốc Hàm Dương đã từ chức chủ tịch tập đoàn hóa dầu quốc gia để trực tiếp lên đảm nhiệm thẳng chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh, hoàn thành việc chuyển mình từ chủ tịch xí nghiệp quốc doanh sang chức quan to lớn. Tuy cái giá phải trả là chú của Quốc Hoa Thủy Quốc Hàm Thanh sang năm phải từ chức, nhưng chí ít, bí thư tỉnh ủy so với chức chủ tịch tập đoàn hóa dầu quốc gia thì không những quyền lực cao hơn rất nhiều mà tiền đồ chính trị còn rộng mở hơn. Quốc Hoa Thủy bỗng nhiên cũng trở thành quý tử của bí thư tỉnh ủy. Thân phận cũng từ đó mà tăng thêm nhiều bậc. Tuy nhiên,
việc trở thành quý tử của bí thư tỉnh ủy cũng chả mang lại cho Quốc Hoa Thụy thêm nhiều vui sướng gì. Bởi lẽ, không lâu sau đó, Hạ Tưởng lại được thăng lên chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, tiến lên thêm một bước vững chắc vào quan chức cấp bộ. Chính điều này đã khiến cho Quốc Hoa Thụy vô cùng buồn bực. Tuy nhiên điều còn làm Quốc Hoa Thụy sầu não hơn chính là lúc trước khi đi cha gã đã dặn đi dặn lại rằng, không có việc gì thì chớ có đụng vào Hạ Tưởng. Thậm chí còn nhấn mạnh rằng, cho dù là có bị Hạ Tưởng bắt nạt đi chăng nữa thì cũng nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì cũng phải nhịn. Bởi vì chiều hướng thăng chức của Hạ Tưởng đã là không thể cản trở. Hắn là một trong những lực lượng dự bị. Quốc Hoa Thụy miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại vô cùng tức tối. Bởi lẽ trước giờ gã luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ duy nhất có một kẻ vừa ức hiếp gã lại không đòi lại công bằng được chính là Hạ Tưởng. Mắt thấy sự nghiệp Hạ Tưởng ngày càng thăng tiến, gã không những không thể trả đòn, lại còn phải lẩn trốn khắp hơi. Sao có thể không tức nghẹn? Hạ Tưởng đã trở thành nỗi đau nhức vĩnh viễn trong lòng Quốc Hoa Thụy. Không ngờ, tại cuộc tụ tập bạn bè rất vui vẻ hôm nay, hồn ma Hạ Tưởng lẩn khuất kia lại vẫn nhảy ra. Đánh người của nha nội bị thương. Trong lòng Quốc Hoa Thụy liền vui như mở cờ. Gã không dám làm gì Hạ Tưởng, nha nội kia thì dám. Huống hồ nha nội và Hạ Tưởng vốn đã có xích mích từ trước. Đã may mắn gặp được chuyện tốt như thế, không thêm mắm dặm muối một phen thì gã không phải là Quốc Hoa Thụy. Quốc Hoa Thụy liền lập tức đổ thêm dầu vào lửa, thiêu dệt chiến tích huy hoàng của Hạ Tưởng. Nha nội sau khi nghe tin gã đàn ông cao giáo kia bị Hạ Tưởng đánh cho tàn phế, vốn dĩ lập tức đùng đùng nổi giận. Sau khi sửng sốt một hồi, cơn lửa giận của nha nội đã dần nguôi, vừa nghe Quốc Hoa Thụy xuyên tạc, lại ngẫm nghĩ dụng ý thật sự của Hạ Tưởng. Nha nội vốn có thù với Hạ Tưởng, còn hận Hạ Tưởng hơn cả Quốc Hoa Thụy. Nhưng nha nội lại chín chắn hơn Quốc Hoa Thụy nhiều, gặp chuyện thì càng suy tính kỹ càng rồi mới ra tay. Chuyện ở Tần Đường lần trước, Hạ Tưởng ra đòn hiểm độc đã chạm tới giới hạn của y, nhưng cuối cùng y lại nhẫn nhịn. Từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt trực tiếp làm kẻ thù với Hạ Tưởng. Cho đến ngày hôm nay tuy rằng y và Hạ Tưởng đã nhiều lần âm thầm đấu đá nhau, nhưng thực ra vẫn chưa hề gặp mặt lần nào. Suy nghĩ của nha nội phức tạp hơn nhiều so với Quốc Hoa Thụy. Nha nội tức giận chỉ trong vòng nửa phút sau, y lập tức bình tĩnh phân tích vấn đề. Bởi vì y biết rõ tính cách Hạ Tưởng không phải một người dễ dàng ra tay tàn độc. Nói đó là ưu điểm của Hạ Tưởng cũng tốt. Mà đó là khuyết điểm cũng được. Dù sao thì theo y biết, Hạ Tưởng có điểm yếu nhân từ và hay mềm lòng. Nhưng hôm nay, đột nhiên Hạ Tưởng lại ra đòn hiểm độc, trong đó chắc chắn có hàm ý sâu xa. Là bởi vì Vệ Tân là người của hắn, đã động đến điểm yếu của hắn. Hay là hắn nghĩ, thông qua việc này để cảnh cáo mình, khiến mình phải kiềm chế vài phần. Nhưng mình gần đây đâu có xung đột gì với hắn, mà cũng chẳng xảy ra mâu thuẫn gì ghê gớm. Lại nói Hạ Tưởng cũng chưa chắc biết Nhạc Quần là người của y. Quốc Hoa Thụy vẫn còn đang ở bên cạnh thao thao bất tuyệt phê bình Hạ Tưởng, nha nội liền xua tay, Quốc Hoa Thụy lập tức hiểu ý, rất thông minh mà ngậm miệng lại. Việc của nha nội cũng đã suôn sẻ, không quên khẽ gật đầu với Quốc Hoa Thụy tỏ ý biết ơn, sau đó mới hỏi. Nhạc Quần có nói cho Hạ Tưởng biết gã là ai không? Không. Người đến bắn tin cung kính bước đến trước mặt nha nội. Tuyệt không dám có một tia vô lễ. Bởi vì đừng nhìn nha nội đối tốt với mọi người, chưa từng hung hãn, thật ra những mánh khóe mà y âm thầm thực hiện mới khiến cho người ta kinh hồn khiếp đảm. Hạ Tưởng còn ở cùng với ai nữa? Ngoại trừ Vệ Tân. Còn có một cô gái, tuổi còn nhỏ, cỡ như học sinh. Lập tức tra xem cô ta là ai. Nha nội lại nghĩ. Chiếc xe đâm Nhạc Quần, đã tra rõ chưa? Xe không giấy phép. Tuy nhiên có người thấy chiếc xe có giấy thông hành bên quân đội, hẳn là xe dùng trong quân ngũ. Xe dùng trong quân ngũ. Nha nội thoáng suy nghĩ. Có ý nghĩa đấy, đòn của Hạ Tưởng có chút hung bạo hơn trước, tuy nhiên vẫn rất thận trọng. Không bao lâu sau lại có người truyền tin tức mới nhất đến. Cô gái ở cùng với Hạ Tưởng tên là Tống Nhất Phàm, là con gái độc nhất của bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Giang Tống Chiêu Độ. Một phó bí thư tỉnh ủy. Một thiên kim tiểu thư của bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn điều động bên quân đội, phô trương thanh thế thật không nhỏ. Phó bí thư Hạ, mày hiện giờ đã trở thành nhân vật lớn rồi. Nha nội vừa như lẩm bẩm, lại giống như đang ngồi nói chuyện với mọi người đang ngồi đó. Tất cả mọi người tuy vẫn đang nghe, nhưng không ai dám tiếp lời, bởi vì không ai biết rõ một nha nội đánh cả một viên đại tướng,
có thể nổi trận lôi đình đi tìm Hạ Tưởng đòi lại công bằng hay không. Bởi lẽ nha nội chưa bao giờ là kẻ chịu thua thiệt, trước kia y đã phải chịu thiệt một lần chính tại Tần Đường do Hạ Tưởng. Không ngờ hôm nay, thù cũ Tần Đường chưa báo, giữa y và Hạ Tưởng lại chất thêm hận mới. Nha nội suy nghĩ trong mấy phút, mới xua tay. Về sau đừng quấy rầy Vệ Tân nữa, sự việc hôm nay, không ai được phép nhắc lại trước mặt tôi. Quốc Hoa Thụy há mồm trợn mắt, thấy quá khó hiểu. Một người đa mưu túc trí lại có hậu thuẫn vững chắc, trong nước gần như không ai dám đụng đến như nha nội, sao có thể cũng sợ Hạ Tưởng như sợ cọp. Nha nội không hề giải thích gì thêm về quyết định của mình. Y vẫy tay cho bọn thủ hạ rút lui, sau đó lại tiếp tục nâng cốc hoan hỉ cùng mọi người, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho tất cả mọi người đang ngồi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nha nội thật sự có thể nuốt trôi cục tức này sao? Hạ Tưởng thực sự có uy khiến cho nha nội nhẫn nhịn đến thế ư? Khó hiểu thì khó hiểu, bao gồm cả Quốc Hoa Thụy, ai cũng không được nhắc lại việc này, sợ chọc đến cơn giận của nha nội. Buổi tụ hội lại kéo dài tiếp thêm hơn một tiếng đồng hồ, nha nội rất vui vẻ, dường như thật sự quên đi chuyện không vui vừa rồi. Điều đó khiến cho mấy người đang ngồi đều tấm tắc thầm khen y kiềm chế tốt. Sau khi kết thúc buổi tiệc, mọi người tản ra đi về, chỉ có Quốc Hoa Thụy đưa nha nội xuống lầu. Tới dưới lầu, sắp bước lên xe, nha nội bỗng nhiên ngoắc tay gọi Quốc Hoa Thụy. Quốc Hoa Thụy hiểu ý, lập tức lên xe của nha nội. Nha nội mở miệng nói ra một câu, lập tức khiến Quốc Hoa Thụy vô cùng thích thú. Thị trường bất động sản ở tỉnh Tề đang trên đà phát triển, đến tập đoàn Đạt Tài cũng quyết định đầu tư với lượng lớn vào Ngũ Nhạc. Hoa Thụy, cậu có hứng thú theo tôi đến thành phố Lỗ một chuyến để xem xét tình hình không? Nụ cười của nha nội rất thản nhiên, lời nói cũng nhẹ như gió bay, giống như một chuyện nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên trong lòng Quốc Hoa Thụy lại dấy lên cơn sóng gió động trời, bởi lẽ gã biết, đối với việc của Nhạc Quần, nha nội tuyệt đối không có ý nín nhịn. Chỉ là y giống với Hạ Tưởng, y muốn âm thầm xử lý việc này trong bóng tối. Y muốn tới làm đảo lộn tỉnh Tề. Nha nội có tập đoàn bất động sản Thiên Giang, thế lực hùng hậu. Lúc Hạ Tưởng còn ở tỉnh Tương, y cũng đã thuận lợi tiến quân sang thị trường bất động sản của thành phố Yến, nắm trong tay mấy lô đất quý ở khu trung tâm thành phố. Vốn dĩ y phát triển vô cùng thuận lợi ở thành phố Yến, sau đó nhất thời nổi hứng nhắm lấy công viên nước ở sông Hạ Mã của tập đoàn Viễn Cảnh, muốn thương lượng, mua một miếng đất từ công viên nước ấy. Kết quả là gặp phải một bức tường không lớn không nhỏ. Điều đó đã khiến cho nha nội buồn bực trong một thời gian, cũng khiến y hiểu rõ một sự thật, đứng trước một nhà họ Ngô hùng mạnh, một Hạ Tưởng không ngừng thăng tiến, tuy rằng y có được ưu thế về chính trị, kinh tế và xã hội mà người thường không thể so sánh, nhưng nếu như trở thành địch thủ với Hạ Tưởng một cách trực tiếp, cơ hội chiến thắng là rất mong manh. Tình hình hiện tại ở tỉnh Tề rất hỗn loạn. Dự án của tập đoàn Đạt Tài còn bị kẹt lại ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, sao y không nhân cơ hội này ra tay, dồn Hạ Tưởng vào chân tường. Đánh người của y thì phải trả giá, y có thể không tranh đoạt một người phụ nữ tên Vệ Tân, nhưng y có thể lợi dụng nước cờ kinh tế, đánh trực diện vào kế sách chính trị của Hạ Tưởng. Hơn nữa, Quốc Hoa Thụy chính là một con tốt có thể sử dụng rất hữu hiệu. Nhìn sang Quốc Hoa Thụy sung sướng đến gần như tưởng lên được trời, nha nội thở dài. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, tại sao y có thể đem một kẻ như Quốc Hoa Thụy đùa bỡn trong lòng bàn tay? Một kẻ quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, đưa mắt nhìn bốn phía, cảm giác khắp thiên hạ đâu đâu cũng là kẻ địch, cũng là một sự lạnh lẽo vô bờ. Hạ Tưởng tuy rằng miễn cưỡng có thể xem như một đối thủ, nhưng hắn vẫn là một kẻ quá thiển cận. Hắn còn thực sự nghĩ rằng hắn là lực lượng dự bị, đến lúc đó nhất định có thể lên chức. Mười mấy năm sau, ai biết nền chính trị trong nước sẽ có sự thay đổi lớn lao như thế nào, đến lúc đó sẽ phát triển đến thời kỳ mà kinh tế gây ảnh hưởng đến chính trị. Tuyển cử thật cũng tốt, tuyển cử giả cũng được, nói không chừng y còn có thể biến hóa nhanh chóng, từ đó tiến lên vũ đài lịch sử, để Hạ Tưởng chơi vơi, ngã cho mặt mũi bầm dập. Hạ Tưởng có thông minh hơn nữa cũng không thể nhìn ra, nền chính trị trong nước tương lai sớm muộn gì cũng là thiên hạ dưới tay các tư bản chủ nghĩa quyền quý. Được. Nếu Hạ Tưởng chọc giận y một lần nữa, có lần một, lần hai nhưng không thể có lần thứ ba, lần thứ tư. Quá tam ba bận, đến lần thứ ba y sẽ ra tay trả đòn. Nha nội giơ tay vỗ vai Quốc Hoa Thụy. Hoa Thụy, tỉnh Tề là một nơi rất tốt. Thế cục tỉnh Tề bắt đầu từ thời khắc nha nội quyết định nhảy vào đã mở ra rất nhiều biến số.
Hạ Tưởng vốn là muốn Tống Nhất Phàm đến làm việc tại công ty vệ tân, còn đối với Tống Nhất Phàm mà nói công việc không phải là mục đích của cô, chỉ là một quá trình cần có của cuộc đời. Cô muốn làm việc không phải vì kiếm tiền để nuôi sống bản thân, mà là muốn có điều kiện tăng thêm kinh nghiệm xã hội và những việc trải qua của đời người. Tống Nhất Phàm không thích kinh doanh, cũng không thích hợp theo chính trị, để cô nghiên cứu học vấn, dường như cô lại không thích, để cho cô và vệ tân cùng nhau kinh doanh công ty thương mại điện tử, vẫn có thể xem như là một chuyện tốt. Nhưng Hạ Tưởng còn e sợ Tống Nhất Phàm không vui, nhất định đòi cùng hắn đi thành phố Lỗ thì phiền phức, không ngờ xuất hiện một người đàn ông ngoài ý muốn. Sau khi chuyện xảy ra, không cần hắn mở miệng, Tống Nhất Phàm liền chủ động đề xuất giúp vệ tân, hiếm có được một thu hoạch lớn, khiến hắn vô cùng sung sướng. Vệ tân đúng là muốn tìm cũng tìm không thấy, vô cùng vui vẻ đáp ứng liền, còn lôi kéo tay Tống Nhất Phàm, nói không ngừng. Cũng kỳ lạ, vệ tân tính tình lạnh nhạt, cùng Liên Nhược Hạm quan hệ cực tốt, cũng là chưa từng có lúc cùng Liên Nhược Hạm tay cầm tay khăng khít như vậy, thế mà cùng Tống Nhất Phàm lại nhanh chóng tiếp cận. Tạo mối tình chị em, duyên phận giữa người và người quả thật là rất kỳ diệu. Sau khi người đàn ông đi rồi, Hạ Tưởng cũng không nói cho vệ tân và Tống Nhất Phàm, hắn đã lén lút xuống tay, chỉ có điều là Tống Nhất Phàm lại rất tức giận, tố cáo với Tống Triệu Đô. Cô bé Phàm cũng quả thật là tức điên, trong ấn tượng của Hạ Tưởng, rất ít khi cô tố cáo với Tống Triệu Đô. Lần này không bị thiệt thòi cũng phải gọi điện thoại để tố cáo. Rõ ràng là thật sự tức giận. Đoán chừng trong đầu cũng có ý nghĩ oán trách Hạ Tưởng không giúp cô ra mặt, nhưng cô cũng không suy nghĩ lại, Hạ Tưởng luôn bao che khuyết điểm đối với cô ấy, đem so với Tống Triệu Đô còn có phần hơn. Hạ Tưởng không để ý đến vệ tân và Tống Nhất Phàm đang ở bên cạnh nói không ngừng, bình tĩnh mà phân tích tình hình một chút, đang đợi một cuộc điện thoại gọi đến. Đợi một hồi, lại nghĩ tới một việc, lại cầm lấy điện thoại gọi cho Tiếu Giai. Tòa cao ốc Hoa Hảo là sản nghiệp của ai? Kiểm tra một chút, mua lại một tầng lầu, để tránh một số người không rõ ràng đến gây phiền phức. Tuy nói tài sản của Tiếu Giai thật ra có một nửa là cổ phần của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng vừa không có danh nghĩa, cũng chưa bao giờ nhắc đến, hắn và Tiếu Giai cũng không cần phân ra bên này với bên kia, cũng rất ít khi đề xuất bất cứ yêu cầu gì về tiền bạc với Tiếu Giai. Hắn chỉ biết giúp Tiếu Giai đưa ra chủ ý kiếm tiền, chứ không xài tiền. Tiếu Giai lo nghĩ. Tòa cao ốc Hoa Hảo. Từ trước đến nay yêu cầu của cô đối với Hạ Tưởng chưa bao giờ quan tâm đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần đủ khả năng, tuyệt đối không chút do dự. Không phải là nhân vật có bối cảnh gì cả, em lập tức cho Phong Nhi đi giải quyết. Đúng rồi, chỉ mua tầng lầu, chỉ bằng dứt khoát mua cả tòa nhà luôn là được rồi. Tiếu Giai cũng không phải là làm ra vẻ khinh người, mà là năng lực của cô và sự tín nhiệm tuyệt đối của cô đối với Hạ Tưởng, cho đến nay đều giúp đỡ ủng hộ tất cả quyết định của Hạ Tưởng. Chỉ cần một tầng thôi, một tòa, quá chói mắt. Hạ Tưởng theo sau lại hỏi vài câu liên quan đến vấn đề sinh hoạt, con gái Thiếu Hạ tất cả vẫn tốt, Tùng Phong Nhi và Hứa Quan Hoa tiến triển xem như thuận lợi, vân vân, rồi tắt điện thoại. Điện thoại của Thiếu Giai vừa mới tắt, điện thoại của Hứa Quan Hoa liền gọi vào. Điều tra xong, cậu không thể tưởng tượng được là ai. Giọng nói của Hứa Quan Hoa có một chút phấn khởi, Hạ Tưởng ở Bắc Kinh có việc. Trước nhất thông báo y đứng ra giải quyết, y không những không cảm thấy là phiền phức, mà còn có cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Bởi vì hiện tại giữa y và Hạ Tưởng, chẳng những tình bạn hợp ý nhau, lại bởi vì nguyên nhân Tùng Phong Nhi, gần như có xu hướng tốt như thông gia. Tùng Phong Nhi dịu dàng động lòng người, xinh đẹp hiền thục, khiến y đối với Hạ Tưởng vô cùng cảm kích. Hạ Tưởng bất giác mỉm cười. Quan Hoa, anh cũng học được chiêu thừa nước đục thả câu rồi. Ha ha. Tôi không cần vất vả mà tìm ra được. Hứa Quan Hoa nói. Tên đó là Nhạc Quần, là một người tài giỏi trong tay nha nội con ông cháu cha. Cậu phế gã, nha nội khẳng định sẽ không để yên cho cậu. Hạ Tưởng nói. Quan Hoa, là người của anh ra tay, nha nội nếu muốn trả đòn, cũng là tìm anh mới đúng. Hứa Quan Hoa cười ha ha. Cậu thiệt là một chút thiệt cũng không chịu, cùng tôi nói chuyện cũng không nhường nửa bước. Tôi là lo lắng cho cậu mới nhắc nhở cậu một chút. Nha nội dù hoành hành ngang ngược ở Bắc Kinh, gã cũng không dám đụng chạm đến quân đội, trừ phi đầu óc của gã có vấn đề. Ở Bắc Kinh, thái tử đảng dám đến bộ đội đùa giỡn hoành hành, đừng nói con ông cháu cha không trong thể chế, dù là ở trong thể chế tới cấp tỉnh bộ, cũng không dám giơ tay quá dài. Lời của Hứa Quan Hoa là lời nói thật,
Hạ Tưởng tràn đầy nhận thức đối với hiện trạng hệ thống quân tự thành. Lại cùng Hứa Quan Hoa nói vài câu, Hạ Tưởng tắt điện thoại, trong lòng phập phồng không yên, không nghĩ tới, hắn lại cùng con ông cháu cha oan ra ngõ hẹp, còn là lần thứ ba lại nảy sinh ra mâu thuẫn xung đột. Nhất quá tam, Hạ Tưởng đối với sự ngang ngược của con ông cháu cha trước đó cũng có nghe thấy, trước kia hai lần cũng có mâu thuẫn với nhau, sở dĩ hắn nhẫn nại ngấm ngầm chịu đựng, phỏng chừng cũng là không tìm được điểm đột phá, trước mắt lại xung đột một lần nữa, tuyệt đối chôn xuống phục bút việc nha nội con ông cháu cha, ra tay với hắn. Nếu như nha nội trực tiếp ra tay với hắn, hắn không một chút sợ hãi, chỉ sợ tên nha nội lại hướng về phía vệ tân mà chơi xỏ. Tuy nhiên có lý do để tin tưởng, là nha nội cao cấp số 1 số 2 ở Bắc Kinh, nha nội ở ngoài mặt biết rõ hắn ra mặt bảo vệ vệ tân, nếu lại ra tay với vệ tân, thì sẽ hỏng hết phép tắc. Đối với việc ra tay phế bỏ Nhạc Quần, Hạ Tưởng cũng không hối hận, hắn phải dung cây dọa khỉ, chính là muốn khiến nhân vật phía sau Nhạc Quần biết quyết tâm của hắn. Mặc kệ gã là nha nội hay là người khác, ở đất Bắc Kinh, ai dám động vào người được hắn bảo vệ, đều phải suy xét trước mới được. Hạ Tưởng của hiện tại, tuy rằng chỉ là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng hắn trẻ tuổi và không ngừng lên cao. Ai không nể ba phần, đừng nói gì đến hiện nay hắn là người tâm phúc trước mặt tổng bí thư, cũng là lực được thế lực gia tộc nhà họ Ngô bồi dưỡng. Hơn nữa nhà nội nhất định sẽ điều tra được thân phận của Tống Nhất Phàm, nếu lấy thể diện của hắn và uy danh của Tống Triệu Đô còn chưa đủ để nhà nội kinh ngạc, thì nhà nội đã uổng phí mấy chục năm lăn lộn rồi. Nhà nội lại dựa vào cha của gã là nhân vật có tiếng tăm trong quốc hội, trong lòng gã cũng biết, mấy ủy viên thường vụ tính cả ủy viên bộ chính trị toàn bộ sắp hết nhiệm kỳ, khi người mới thay thế người cũ, trong số lãnh đạo quốc gia lui xuống, còn được mấy người có lực ảnh hưởng trong quốc nội. Ngoại trừ tổng bí thư, quyền nói chuyện của người khác, cũng đã vì thoái vị mà nhanh chóng giảm xuống thấp nhất. Khi đang suy nghĩ thì điện thoại lại vang, Hạ Tưởng vừa nhìn điện thoại, trong lòng không khỏi nhảy dựng, là Tống Triệu Độ. Tống Triệu Độ sau khi nghe Tống Nhất Phàm tố cáo, nhanh chóng gọi điện thoại tới, liền chứng tỏ Tống Triệu Độ không dễ dàng tức giận, cũng đã nổi giận. Hạ Tưởng, là ai? Quả nhiên, Tống Triệu Độ bắt đầu bằng một câu chất vấn. Đương nhiên người ông chất vấn không phải Hạ Tưởng. Nha nội. Hạ Tưởng không một chút do dự, trên lập trường bảo vệ Tống Nhất Phàm, hắn và Tống Chiêu Độ chẳng những hết sức nhất trí, tâm ý hoàn toàn tương thông. Người ra mặt tên Nhạc Quần, đã bị phế rồi. Tống Chiêu Độ dường như là thở một hơi, im lặng một lát mới nói. Nhạc Quần nằm bệnh viện nào? Không đợi Hạ Tưởng trả lời, lại nói một câu. Thôi đi, không cần cậu cha, tôi tự cha cho rõ. Những việc khác, ngày mai gặp rồi bàn tiếp. Tống Triệu Đô tắt điện thoại, rất quả đoán, rất kiên quyết, phảng phất giống như nhiều năm trước khi Hạ Tưởng cùng ông lần đầu tiên chân thành hợp tác, một sáng một tối đã lật đổ Cao Thanh Tùng, sự quả cảm đó lại xuất hiện. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa bùng cháy. Năm đó tình thế hắn và Tống Triệu Đô liên kết tại tỉnh Yến lại hiện lên trước mắt, trong nháy mắt đã trôi qua hơn 10 năm, Tống Triệu Đô dường như đã hao mòn ý chí chiến đấu. Không còn những thời khắc hăng hái, một câu nói khiến trong lòng hắn kiên định, tại một lần đối mặt với chuyện quan trọng, Tống Triệu Đô nhẫn nại mà kiên định, đã trở về. Hạ Tưởng không tin Tống Triệu Đô chỉ vì thay Tống Nhất Phàm chút giận, mới tiếp tục mượn chuyện Nhạc Quần để nói, mà là từ đó kéo ra màn che tiến vào bộ, phỏng chừng có ý mượn sự việc này để dẫn phát đề tài, chế tạo sự tình. Tống Triệu Đô trước đây dường như là cùng phe thủ tướng. Nhưng những năm gần đây theo chính trị đường lối của ông dần dần ổn định, lập trường dần dần hướng về phía Tổng Bí Thư, từ đó ông muốn tiến vào bộ, chẳng những phải qua một cửa của Thủ tướng, còn có một phái phản đối cũng muốn ra mặt ngăn cản. Tống Triệu Đô không còn bị động ứng chiến, mà là chuẩn bị chủ động xuất kích. Buổi tối, Hạ Tưởng đang chuẩn bị cùng Vệ Tân và Tống Nhất Phàm ăn cơm, nhưng lại nhận được điện thoại của Hứa Quan Hoa muốn ăn cơm cùng với hắn. Nếu như chỉ là Hứa Quan Hoa một người thì không có vấn đề gì, nhưng lại có Tùng Phong Nhi, bày ra tình thế muốn cùng nhau đáp tạ bà Mai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ có thể đi dự tiệc, nhưng lại đề xuất muốn dẫn Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đi cùng, Hứa Quan Hoa cũng hoan nghênh. Cũng không biết là ai đã đề nghị, sắp xếp tụ hợp tại Toàn Tụ Đức, chắc hẳn là do Tùng Phong Nhi đã sắp đặt, Hạ Tưởng thích ăn vịt quay vốn không phải là sự thật, nhưng đã được Phó Tiên Tiên và Cổ Ngọc nghe nhầm đồn bậy. Có lẽ là do không cẩn thận chú ý, nhưng tất cả các người đẹp trong lòng đều nhớ rất cẩn thận. Gặp lại Tùng Phong Nhi, Hạ Tưởng cảm thấy Tùng Phong Nhi gầy đi.
Nhưng cũng may, tinh thần của cô rất tốt, nét mặt tỏa sáng. Có lẽ nguyên nhân là do có tình yêu, bên trong ánh mắt vui mừng hớn hở, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng. Tùng Phong Nhi cũng xem như may mắn, Hứa Quan Hoa mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng quả thật là một người đàn ông đáng tin cậy, đáng phó thác. Tùng Phong Nhi và Hạ Tưởng bắt tay, giữa cô và Hạ Tưởng có khá nhiều bí mật, nhưng có điều không thể nói, chợt cười. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ đã giới thiệu Quan Hoa cho tôi quen biết, Quan Hoa là người tốt, anh ta đối với tôi tốt lắm, tôi rất hạnh phúc. Lời nói này là nói cho Hạ Tưởng nghe, cũng chính là lời nói cho Hứa Quan Hoa nghe. Chẳng qua là trong lòng Hứa Quan Hoa và Hạ Tưởng đều có suy nghĩ riêng, không cùng hương vị và nội dung. Vệ Tân và Tùng Phong Nhi có quen biết, nhưng lại không nhận ra Hứa Quan Hoa. Giữa phụ nữ với nhau thì dễ giới thiệu, đến khi Hạ Tưởng giới thiệu Vệ Tân với Hứa Quan Hoa, thì phải tốn ít chất xám, cuối cùng liền lấy cách nói thành viên tổ chức kinh tế, nói cho lệ cho qua. Giới thiệu Tống Nhất Phàm thì dễ dàng hơn rồi, có thể trực tiếp nhắc tới Tống Triệu Đô. Hứa Quan Hoa vẫn là suy nghĩ ít, không nghi ngờ hắn, rất nhiệt tình mà mời Vệ Tân và Tống Nhất Phàm vào ngồi, còn chủ động gọi đồ uống cho hai người, bày tỏ sự chu đáo và kiên nhẫn của mình. Xem ra yêu nhau cũng khiến đàn ông thay đổi không ít, trong ấn tượng của Hạ Tưởng, trước kia Hứa Quan Hoa dường như chưa từng chu đáo và chủ động như thế. Một cuộc gặp gỡ coi như vui vẻ, trong bữa tiệc, Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa chẳng qua là trò chuyện vui vẻ, cũng không bàn đến những vấn đề nghiêm trọng. Lúc trở lại nhà họ Ngô đã hơn 9 giờ tối, phòng sách của ông cụ Ngô đèn vẫn sáng, rõ ràng vẫn đang chờ hắn quay trở về. Gõ cửa đi vào, Hạ Tưởng bỗng giật mình không nhỏ, bởi vì trong phòng sách không phải chỉ một mình ông cụ Ngô, ngoài ra còn có mấy người khác đang nhìn hắn mà mỉm cười, là khách quý mà đến Hạ Tưởng cũng không thể tưởng tượng ra được. Theo căn bản mà nói, giữa Hạ Tưởng và thế lực của gia tộc nhìn như có quan hệ mật thiết, kỳ thật cũng có bất hòa nhất định. Bởi vì ngoại trừ tiếp xúc khá nhiều với ông cụ Ngô, còn ba nhà họ Mai, Khâu, Phó thực tế người cầm lái là ba ông cụ đức cao vọng trọng thì tiếp xúc lại rất ít. Có thể nói, ngoại trừ ở thời kỳ ly hợp từng có vài lần gặp mặt và đàm đạo không quá thân thiết, thì mấy năm qua hắn khó được gặp mặt bất luận một vị nào. Phần lớn thời gian, hắn vẫn tiếp xúc khá nhiều với đời thứ hai, thứ ba của gia tộc thế lực. Nếu nghĩ lại cẩn thận, gặp mặt ít nhất, khoảng cách thời gian dài nhất là ông cụ Phó. Không sai biệt lắm cũng có đến 4, 5 năm rồi không nói quá một câu với nhau. Mà khiến Hạ Tưởng hoàn toàn bất ngờ chính là, hôm nay, xảy ra thình lình, dưới tình huống hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý, bốn ông cụ bốn nhà Ngô, Mai, Khâu, Phó tụ họp bất ngờ ở thư phòng bên trong của ông cụ Ngô, khiến cho hắn khiếp sợ rất nhiều, cũng âm thầm may mắn trở về đúng lúc, là lúc gặp cuộc hội họp. Trong lòng Hạ Tưởng cũng biết, bốn ông cụ tập trung cùng một chỗ. Cũng không phải là vì chờ hắn, hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy, bất luận người nào trong nước cũng không đủ tư cách, mà khẳng định là phải thương lượng chuyện đại sự gì. Hạ Tưởng vừa vào cửa, mấy ông cụ vẻ mặt khác nhau đều cười cười, chào hỏi, trong đó nhiệt tình bất ngờ nhất, là ông cụ Phó. Nói đi cũng phải nói lại, người mà Hạ Tưởng mâu thuẫn sâu nhất, lại đã từng trực tiếp chính diện đối mặt, cũng chỉ có ông cụ Phó mà thôi. Bởi vậy ông cụ Phó nhiệt tình quá mức. Có vẻ như đầy thâm ý một cách khác thường. Tuy nhiên mấy vị đang ngồi đều là người già thành tinh rồi, đều hiểu được sau lưng việc ông cụ Phó vô cùng nhiệt tình, cố nhiên có nguyên nhân là Hạ Tưởng đã cứu Phó Tiên Tiên, nhưng chủ yếu là, trong lúc Hạ Tưởng ở tỉnh Tương có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Phó Tiên Phong. Mỗi người còn biết là, sau khi Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tương, thành viên tổ chức chính trị và kinh tế ở tỉnh Tương, vẫn bắt tay chặt chẽ với Phó Tiên Phong như cũ. Cũng là nhờ Hạ Tưởng lôi kéo các thành viên tổ chức kinh tế và trợ giúp, mới khiến nhà họ Phó nhanh chóng mở ra cục diện kinh tế ở tỉnh Tương, và bước đầu đã đứng vững gót chân. Ông cụ Ngô cũng không nói lời nào, chỉ im lặng mà cười, ông cụ Khâu chỉ gật đầu ra hiệu, cười cười, nhưng còn ông cụ Mai, liên tiếp gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng thủ đoạn và sự thông minh của Hạ Tưởng. Kế sách hợp tác quan trọng nhất chính là tạo ra một tập thể có ích lợi chung, dùng tục ngữ nói chính là, mọi người cùng ăn trong một nồi cơm, khẳng định sẽ cùng xem trọng nồi cháo, không cho người ngoài nhúng bẩn, lại càng không làm người ngoài đánh vỡ nồi của mọi người. Hạ Tưởng càng thông minh ở chỗ, hắn mặc kệ là cùng ai hợp tác, đều biểu hiện rộng lượng làm cho người ta khâm phục, bởi vì hắn không làm chuyện tiểu nhân, không lòng tham, không tính toán chi ly, thậm chí không thèm để ý được mất. Đây cũng là chỗ cao minh nhất của hắn,
bởi vì hắn càng không đề cập tới điều kiện, ai cũng sẽ có tình cảm đối với hắn, cũng sẽ không bạc đãi hắn, bởi vì ai cũng ngại ngùng vì việc cũ. Hạ Tưởng trước sau hợp tác với nhà họ Ngô tại tỉnh Yến, đồng thời, lại có quan hệ chặt chẽ phức tạp nhất với nhà họ Ngô. Ở tỉnh Tương, lại thành lập thêm một bước cơ sở ích lợi lâu dài với nhà họ Phó. Mà hiện tại ở tỉnh Tề, lại có quan hệ hợp tác chân thành với nhà họ Khâu. Về phần nhà họ Mai dường như có hơi bất hòa, kỳ thật vì Mai Thái Bình ám chỉ, ông cụ Mai cũng đã sớm coi Mai Đình là cốt nhục của Hạ Tưởng, cho nên đối với nhà họ Mai mà nói, Hạ Tưởng không phải người ngoài. Cả bốn ông cụ đều vô tư yêu ái một người, Hạ Tưởng có thể thắng được mấy vị ở trong nước thì việc được các ông cụ trân trọng là hết sức quan trọng, không phải may mắn, cũng không phải bởi vì miệng hắn có bao nhiêu ngọt có bao nhiêu gian, bởi vì mấy vị đó đã trải qua vô số sóng gió, bất luận kỹ xảo nào cũng đều bị thất bại. Có điều, chỉ có thật lòng chân thành, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tiếp nhận. Cũng là bởi vì Hạ Tưởng thực lòng, thành tâm và tới tâm, mới trở thành nhân tài trẻ tuổi có thể tin tưởng và bồi dưỡng trong mắt bốn ông cụ. Nếu nhìn lại thì với vài ông cụ không đánh nhau thì không quen nhau và từng bước được bọn họ tiếp nhận, hết sức đôn hậu nhưng thận trọng như thế nào. Hạ Tưởng cung kính mà không mất thân thiết cười, hỏi thăm từng ông cụ. Cũng quả thật, ở trước mặt bọn họ, hắn không có một chút lý do để không khiêm tốn. Tuy rằng hiện tại hắn có một chút thành tích, tốc độ lên trước coi như tên lửa, nhưng đang ngồi với mấy ông cụ, năm đó ở trong nước, không có chỗ nào mà không phải là ngôi sao chính trị chói mắt. Hạ Tưởng ngồi rất thông minh, vừa không hỏi nhiều, cũng không quá nhiệt tình, dù sao thật lòng là muốn đứng lên, hắn ở nhà họ Ngô cũng coi như khách, không thể đổi khách thành chủ, nhưng cũng không chủ động rời đi, sẽ chờ ông cụ Ngô mở miệng. Ông cụ Ngô quả nhiên mở miệng. Tiểu Hạ qua đây đúng lúc, ngồi cùng bàn một chút cũng tốt, dù sao sự việc cũng có chút quan hệ với cháu. Có ý tưởng, cũng có thể phát biểu một chút ý kiến. Chẳng khác nào một hội nghị thế lực gia tộc trọng đại phạm vi hẹp. Hạ Tưởng trong lòng hơi sốc, trực giác nói cho hắn, bình thường bốn ông cụ hiếm khi ngồi cùng một chỗ, hôm nay hiếm thấy tụ họp, nhất định là muốn thảo luận chuyện đại sự gì. Liên tưởng đến Tống Chiêu Độ thường xuyên hành động, cùng với sắp đến nhiệm kỳ mới của các tỉnh trong nước, xa nữa còn có nhiệm kỳ mới của Trung ương năm sau, hắn mơ hồ đoán được chuyện gì. Hạ Tưởng an vị ở một bên nghe mấy ông cụ nói chuyện, quả nhiên, là nhằm vào bố cục thế lực gia tộc bước tiếp theo và kế hoạch lâu dài. Là vì mưu cầu càng nhiều vị trí cấp tỉnh bộ, cùng với đề cử các ứng cử viên thích hợp có đủ lý lịch kinh nghiệm, như thế vân vân. Hoàn toàn là liên kết thế lực giữa các gia tộc trước nay chưa từng có một lần. Nếu nội dung hội nghị để lộ ra, tuyệt đối sẽ khiến cho khắp nơi chấn động rất lớn. Đáng tiếc chính là, thế giới có rất nhiều sự việc, vĩnh viễn không sáng tỏ, vĩnh viễn không bị người ngoài biết được. Tuy nhiên cho dù là Hạ Tưởng, cho dù hắn sớm chuẩn bị tâm lý, đang nghe đến kế hoạch bước tiếp theo của thế lực gia tộc, vẫn không khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng có cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Nếu nói trước kia chỉ có nhà họ Ngô tán thành hắn, còn lại ba nhà đối với hắn tuy là ủng hộ, nhưng cũng là ủng hộ có hạn chế, vẫn chưa được tín nhiệm hoàn toàn, nhưng hôm nay, vào lúc này, không dè chừng việc hắn ở đây, đem toàn bộ kế hoạch của thế lực gia tộc bày ra trước mặt hắn, chính là bốn nhà đối với hắn đã có 100% tín nhiệm. Hắn có cảm giác vinh hạnh sâu sắc, cũng càng biết trách nhiệm trên vai. Tiểu Hạ, hãy nói quan điểm của cháu đi. Sau khi mấy ông cụ thảo luận một hồi, ông cụ Ngô đã đem đề tài giao cho Hạ Tưởng, hơn nữa còn tung ra một vấn đề nan giải. Trước kia cháu từng có một thời gian rất dài có thành kiến đối với thế lực gia tộc, trải qua nhiều năm chìm nổi trong quan trường, kiến thức càng nhiều, cũng quen biết được rất nhiều người bề ngoài vì nước vì dân, sau lưng lại hành động hoàn toàn ngược lại, hiện tại cháu hẳn là có nhận thức rất sâu. Nói thử xem. Kỳ thật từ lúc ở tỉnh Tương, Hạ Tưởng đã được thừa nhận trong ánh mắt lâu dài mà thâm thúy của ông cụ Ngô, vô cùng khâm phục đối với sự kiên nhẫn của hắn, lại tin tưởng trí tuệ chính trị tài trí hơn người của hắn. Bởi vì khi Hạ Tưởng nhận thức hiện nay trong nước cái gọi là thế lực gia tộc cũng tốt, hệ bình dân cũng được, thậm chí là phe phản đối cũng chẳng sao, cho dù hô vang khẩu hiệu rất nhiều, cho dù quan niệm chính trị vì nước vì dân, kỳ thật đều giống với đường lối của thế lực gia tộc. Nói cách khác, cũng có thể miễn cưỡng dùng chủ nghĩa tư bản quyền quý để hình dung, nói ngắn lại một câu, ở trong nước trước khi cải cách chính trị còn chưa tiến được đến dân chủ, giành chức chiếm lĩnh tối cao, cho dù chỉ dùng thủ đoạn chính trị, cũng tốt thôi, hay là dùng thủ đoạn kinh tế, lũng đoạn và chuyên doanh, thành lập kinh tế đế quốc, cũng tốt thôi.
đều muốn đạt tới mục đích giống nhau, chính là chắc chắn năm sau, chính trị trong nước tiến đến thời đại dân tuyển, làm dân chúng cao hứng phấn chấn bầu cử người lãnh đạo quốc gia, mới rõ ràng phát hiện, cuối cùng thông qua thủ đoạn bầu cử dân chủ hợp pháp mà tìm ra người lãnh đạo, đều là hậu duệ của người lãnh đạo quốc gia. Cho đến ngày nay, luân chuyển quyền lực không phải dựa vào cha truyền con, không phải dựa vào vương quyền, cũng không phải dựa vào bổ nhiệm, mà là dựa vào định hướng của lòng dân. Nhưng lòng dân từ đâu mà đến, từ nghe được, theo truyền thống, theo tuyên truyền che trời phủ đất, theo các con đường chỗ nào cũng nhúng tay vào ảnh hưởng, nhưng ở sau lưng, động lực khổng lồ chống đỡ cho tuyên truyền lại là cái gì? Hai chữ tiền tài. Triều đại thay đổi, quyền lực thay đổi con người, quy luật lịch sử không ai thay đổi được, nhưng mấy ngàn năm lịch sử nhân loại văn minh, lòng người có theo hướng được chỉ đạo vĩnh hằng không thay đổi giống như đồ vật hay không, là người xua như xua vịt và tình nguyện trả giá hết thảy. Vẫn là tiền tài. Thông thường mà nói, ai có tiền người đó là đại gia. Trang trọng mà nói, ai là tư bản chủ nghĩa quyền quý, người đó sẽ được lòng dân hướng theo, ai là đại diện cho dân chủ, người đó nắm giữ được lực lượng chính trị lớn nhất. Thế lực gia tộc sở dĩ không dung tha cho hệ bình dân hoặc phe phản đối, mà còn thường xuyên bị một ít người gọi là chuyên gia giảng dạy dùng ngòi bút làm vũ khí trên truyền thông, nâng cao quan điểm. Nguyên nhân căn bản chính là thế lực gia tộc đi trước tất cả thế lực, là vì cầm quyền trong nước từ lâu rồi, là chiếm trước một bước đầu tiên vững chắc. Và sau khi các phe phái khác tỉnh ngộ, thế lực gia tộc dĩ nhiên trở thành bầu khí hậu, bọn họ ngoại trừ hâm mộ, ghen tị, hận thù, thì không còn cách nào. Hơn nữa dùng ngòi bút làm vũ khí sau lưng, đều bị phía sau tiếp trước noi theo thế lực gia tộc mà thực hiện, không bị chậm lại phía sau nhiều lắm. Chèn ép, lôi kéo, phân hóa thế lực gia tộc nguyên nhân căn bản không phải vì nước vì dân, mà là vì muốn đánh vỡ quấy rầy lực lượng thế lực gia tộc, do đó khiến chính mình có cơ hội được nâng cao thôi. Hạ Tưởng bắt đầu từ mâu thuẫn thế lực gia tộc, rồi hoàn toàn hiểu ra chỗ tinh tế trong đó, và hoàn toàn hiểu rõ mục đích chính trị và lợi ích kinh tế đích thực của các phái hệ, trong suốt thời gian 10 năm. Đỗ Mục có câu thơ, 10 năm cảm giác mộng Dương Châu, chỉ dành được tiếng bạc tình thanh lâu. Mà cho Hạ Tưởng nói thì thành, 10 năm cảm giác mộng Quan Trường, mới nhận lại được tỉnh táo, tinh tường. Cơ quan quốc gia khổng lồ mà phức tạp, lung tung mà ẩn núp sâu vô cùng. Không phải con nít danh mới vào quan trường có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu, bản thân phải đã trải qua thế sự, biết người trong quan trường đăm chiêu suy nghĩ, chân chính cảm nhận được bộ mặt thật sau lưng mỗi người, mới có thể hoàn toàn thấy rõ phía trước sáng sủa và có đường dưới chân. Cháu thật sự là chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn mấy ông cụ hoặc nghi vấn hoặc chờ mong hoặc ánh mắt thân thiết, Hạ Tưởng lần đầu tiên trước mặt người cầm lái thế lực gia tộc, nói ra một hồi, khiến mấy ông cụ như có niềm vui bất ngờ. Đêm đã khuya, nhà nhà đã lên đèn, mấy người mộng đẹp mấy người tỉnh táo. Vào đêm Bắc Kinh, vẫn phồn hoa như cũ, vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, người dân chỉ mong ước một điều đơn giản chính là sau một ngày mệt nhọc, có thể có một buổi đêm ấm áp và thả lòng. Nhưng đối với một số ít người, từ ngày đến đêm, không ngừng nghi một phút nào, cho dù là làm lụng vất vả quốc gia đại sự, hay là vì lợi ích cá nhân được mất mà ưu sầu suốt ngày. Tóm lại, lòng người không chỉ có tinh thần hăng hái hướng về phía trước, mà còn là nỗi thống khổ và mất ngủ. Tuy nhiên, người khác thống khổ và mất ngủ Hạ Tưởng mặc kệ, hiện tại hắn đối mặt với mấy nhân vật đứng đầu chính trị tung hoành trong nước vài chục năm và còn muốn suy nghĩ cho tương lai kinh tế chính trị trong nước. Ở trước mặt bọn họ, cho dù là tuổi tác hay là lý lịch kinh nghiệm, hắn còn kém khá xa. Nhưng mấy ông cụ không đề phòng hắn chậm rãi mà nói ngay trước mặt, bởi vì Hạ Tưởng cũng quả thật có nhận thức thiết thực. Cũng quả thật nói ra suy nghĩ của mình. Trước kia có một vấn đề cháu nghĩ mãi vẫn không rõ, đó là cho dù là tập đoàn hóa dầu quốc gia cũng tốt, hóa thạch quốc gia cũng tốt, mười mấy năm hô khẩu hiệu, vẫn chỉ thấy sét đánh không thấy trời mưa, chẳng lẽ quốc gia thật sự không có cách nào lấy một doanh nghiệp? Huống chi là doanh nghiệp nhà nước, lực cản thật sự lớn của việc cải cách đến nỗi nội các chính phủ không có cách nào mà Trung ương Đảng cũng bó tay không có biện pháp sao? Hạ Tưởng trả lời. Ngay khúc dạo đầu, đã hấp dẫn ánh mắt của mấy ông cụ. Ông cụ Ngô cười ha hả, ông cụ Mai cũng chắp tay cười, ông cụ Phó và ông cụ Khâu nhìn nhau cười. Bốn cụ già, như bốn ngọn núi cao lồng lộng, núi cao dừng lại ngẩng lên, khiến Hạ Tưởng tuy không hiểu mà vẫn cảm nhận được uy lực thật lớn, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh mà tự tin nói ra lời muốn nói, không chỉ vì hắn và các cụ đều đã từng qua lại, cũng biết rõ tính tình bọn họ,
còn có một điểm nữa chính là hắn biết lời của hắn sẽ thu được hiệu quả gì. Quả thật không phải. Hạ Tường tự hỏi tự đáp, tiếp tục nói. Lực cản thực sự không phải ở người bị cải cách, mà là ở chính người đi cải cách. Hệ thống dầu mỏ lũng đoạn, hệ thống điện lực lũng đoạn, ngành sản xuất thông tin lũng đoạn, ngành sản xuất chuyên doanh chế tạo muối, hệ thống bưu chính lũng đoạn và không có chí tiến thủ, hệ thống đường sắt gặp vấn đề nan giải, vân vân. Vì sao nâng lên tầm lực của một quốc gia cũng không cải cách được khiếm khuyết của một ngành sản xuất? Một hệ thống hoặc một ngành sản xuất, thật có thể đối nghịch với quốc gia sao? Thật có thể không nghe Trung ương Đảng và nội các chính phủ nói sao? Hiển nhiên không phải, không phải người bị cải cách dám cả gan, mà là người đi cải cách không thực sự muốn thúc đẩy cải cách. Nói cách khác, là lợi ích của tầng lớp phía trên không có sự thống nhất. Hạ Tưởng cũng không kiêng kỵ chút nào, hiện tại ngồi cùng mấy ông cụ không cần luồn lách uốn cong, lợi ích chính là lợi ích, không cần giấu bệnh sợ thầy không nghĩ chính mình lũng đoạn, mà chỉ nghĩ cải cách người khác, cải cách có thể thành công mới là lạ. Không thể chính mình bưng bát sắt đi đập bát sắt người khác, đánh cờ hiệu vì nước vì dân, kỳ thật còn là vì để cho người khác không có cơm ăn, mà chính mình nhân cơ hội có thêm vài năm bưng bát sắt ăn ngon. Ha ha! Ông cụ Ngô cất tiếng cười to đầu tiên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý luận tốt, bưng bát sắt chính mình đập bát sắt người khác, nói rất có hình tượng. Ông cụ Khâu cũng liên tục gật đầu. Hậu sinh khả úy, người trẻ tuổi, không đơn giản. Nhìn vấn đề rất thấu triệt. Người thường phải có kinh nghiệm vài chục năm mới hiểu được sự tình, cậu không cần đến 10 năm đã nhìn thấu, tôi rất phục cậu. Có thể khiến đường đường ông cụ Khâu chính mồm nói ra lời khâm phục, Hạ Tưởng rất lấy làm vui mừng. Ông cụ Mai kín đáo gật đầu mà cười, cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng thần thái hiển nhiên là vô cùng đồng ý với lời nói của Hạ Tưởng. Biểu hiện rõ ràng nhất là ông cụ Phó, ông ta đứng lên, ôm hai tay Hạ Tưởng. Lay lay vài cái, nói. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, cậu thật đúng là một người trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh. Lời của cậu nói được thật tốt quá, chẳng những hình tượng sinh động mà còn đánh trúng điểm yếu. Nếu khiến một số người nghe xong, chắc chắn không ngủ được. Nếu nói Hạ Tưởng từ đầu vô cùng chán ghét thế lực gia tộc nhưng sau đó dần dần chấp nhận thế lực gia tộc tồn tại và cố ý dung nhập trong đó, thêm nữa thế lực gia tộc đang tiến bộ, trong khi đã trải qua một thời kỳ dẫy dụa lâu dài. Cũng không thể trách Hạ Tưởng năm đó ngây thơ, ai cũng có lúc tuổi trẻ và nhiệt huyết tràn đầy dám vì thiên hạ, ai cũng từng vô cùng tín nhiệm một người, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra là nhìn sai, trưởng thành, cần phải trả giá, cho phép có cơ hội phạm sai lầm. Cũng may Hạ Tưởng không coi như là sai lầm, chỉ có thể nói là đi một đoạn đường vòng. Cũng không thể hoàn toàn nói là đường vòng, mà là đã trải qua một giai đoạn, hắn có lòng kiên định và dũng khí hôm nay, cùng với ánh mắt xem xét thời thế. Khó có thể để hắn đi qua con đường của dân thường. Hạ Tưởng vốn tràn đầy tình cảm với bình dân, phải một lòng vì dân, phải vì công bằng khắp thiên hạ, nhưng sau khi tầm mắt hắn trống trải, sau khi nâng cao cảnh giới mới bỗng nhiên phát hiện, mấy đại phái hệ tuy rằng cách gọi bất đồng, tuy rằng số bất đồng nhưng kỳ thật bản chất giống nhau, đều là quyền quý tư bản chủ nghĩa trong tương lai, đều lợi dụng đầy đủ ưu thế chính trị trong tay, chiếm trước điểm tối cao. Và hoàn thành tích lũy tư bản lúc đầu, xét đến cùng là vì về sau tiếp tục nắm trong tay tài nguyên chính trị và xã hội mà làm giai đoạn chuẩn bị trước. Dân thường trong nước cũng tốt, dân thường nước Mỹ cũng tốt, ngoại trừ dung nhập vào trong quyền lực và tư bản, sẽ không được thay đổi quy tắc lực lượng của trò chơi. Hạ Tưởng phải dung nhập, chỉ có dung nhập mới có thể lập ra và thay đổi quy tắc trò chơi. Nếu nghĩ sâu hơn, Hạ Tưởng lại kính nể ông cụ Ngô hơn hẳn, một người có kiên nhẫn và tin tưởng. Luôn áp dụng thủ pháp chính trị khoan dung và theo đuổi đối với hắn, chung quy khiến hắn hiểu rõ làm thế nào để đi con đường làm quan cho tốt. Theo một phương diện nào đó, ông cụ Ngô là người mà hắn cảm nhận là có trí tuệ chính trị nhất. Sau đó, lại nghe lời bình của mấy ông cụ, đại khái xác lập một mục tiêu ngắn hạn và một mục tiêu lâu dài. Cũng là thông qua ông cụ Ngô vừa hỏi, Hạ Tưởng đáp, trên cơ bản tương đương với việc Hạ Tưởng thông qua lần khảo nghiệm cuối cùng của thế lực gia tộc khiến hắn hợp tác với thế lực của gia tộc, tiến tới một thời kỳ hoàn toàn mới. Hội đàm, vẫn liên tục đến hơn 11 giờ, phỏng chừng cũng là nhiều năm qua hiếm thấy một lần bốn ông cụ đàm đạo, đúng lúc gặp gỡ Hạ Tưởng, nói đến vận khí của Hạ Tưởng cũng thật sự là không tồi. Vận khí của Hạ Tưởng không tồi, liền mang đến vận may giống như vậy cho Tống Chiêu Độ. Chuẩn bị đến lúc kết thúc. Ông cụ Ngô dường như là trong lúc vô ý hỏi một câu. Tống Chiêu Độ đối nhân xử thế dường như cũng không tệ lắm.
Ông cụ phó vừa nghe lời này, rõ ràng vẻ mặt biến đổi, cố ý vô tình liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái vẫn chưa nói tiếp. Ngược lại là ông cụ Mai vốn nói không nhiều lắm, thuận nước đẩy thuyền nói. Đúng là không tồi, anh ta trợ giúp Hạ Tưởng rất lớn, luôn luôn kéo Hạ Tưởng về phía trước, ấn tượng của tôi đối với anh ta cũng không tệ lắm. Lời nói của ông cụ Mai có hiệu quả nhất định, ông cụ Khâu cũng khẽ gật đầu. Lý lịch kinh nghiệm của Tống Chiêu Độ cũng đủ rồi. Thấy tình cảnh vậy, ông cụ phó biết cũng phải tỏ thái độ, liền cẩn thận nói. Trước kia Tống Chiêu Độ và Thủ tướng đi lại khá thân thiết. Trong thời cơ trọng đại trước mắt, Hạ Tưởng biết rằng, hắn phải nói chuyện, bởi vì với tình huống bình thường, một vị phó bí thư tỉnh ủy có thể nói chuyện với bốn ông cụ tuyệt đối là kỳ ngộ vô cùng to lớn, không thể bỏ qua. Hắn chỉ biết ông cụ Ngô đã mở ra một cánh cửa vì hắn, để xem hắn có thể bắt lấy ánh sáng chợt lóe qua hay không, mở ra một con đường lớn cho Tống Chiêu Độ. Bởi vì nếu thế lực gia tộc không nhất trí ủng hộ Tống Chiêu Độ, Tống Chiêu Độ có cố gắng đến mấy cũng có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi bí thư Tống đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, quan niệm chính trị của ông ta liền hoàn toàn được định hình. Hạ Tưởng phải thuyết phục ông cụ phó gật đầu, bởi vì nhà họ phó có lẽ không muốn đẩy Tống Chiêu Độ lên chức, nhưng nếu muốn ngăn cản Tống Chiêu Độ, quả thật sẽ tạo ra cho Tống Chiêu Độ vấn đề nan giải không nhỏ. Hiện tại bí thư Tống và bí thư Cổ quan hệ không tồi, ngày mai ông ta đến Bắc Kinh, gặp mặt Cổ Thu Thật. Cũng không thể nói nhiều lắm, nói qua chút thôi. Cổ Thu Thật chưa thuộc phái hệ nào, tự nhiên trong lòng cũng biết, Tống Chiêu Độ và Cổ Thu Thật rất gần gũi, hơn nữa ông ta và Hạ Tưởng có mười mấy năm quan hệ, đối với thế lực gia tộc mà nói, là một chuyện tốt. Ông cụ phó hơi trầm ngâm, dường như vẫn không bằng lòng lắm tuy nhiên cuối cùng nói. Cuối cùng là Hạ Tưởng ở trong quan trường dẫn đường, dù chưa hứa hẹn điều gì, nhưng ít nhất sẽ không có ý đồ phản đối. Khiến cho Hạ Tưởng âm thầm thở dài một hơi bởi vì hắn đã đẩy ra cánh cửa chính đầu tiên cho Tống Chiêu Độ đi lên con đường thăng chức. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Tưởng nhận được điện báo của Chu Hồng Cơ sau khi nói vài câu về thế cục tỉnh Tề, Chu Hồng Cơ chuyển đề tài, nói nửa đùa nửa thật. Phó Bí Thư Hạ, khi nào anh về thành phố Lỗ? Bắc Kinh cũng không phải nơi để ở lâu, tỉnh Tề cần anh. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, hay là có biến cố gì chăng? Nghĩ lại thấy không đúng, hiện tại tỉnh Tề đang bước vào thời gian yên ả ngắn ngủi, cần một cơ hội mới có thể mở ra cục diện, có lẽ trong vòng 1-2 tuần sẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng Chu Hồng Cơ ám chỉ, hiển nhiên không phải thuận miệng mà nói. Còn có 1-2 ngày là xong xuôi sự việc hoàn thành, sẽ lập tức quay trở về. Hạ Tưởng không hỏi chi tiết, bởi vì Chu Hồng Cơ cũng không nói rõ, chỉ biểu lộ tình thế mới có manh mối, không nghiêm trọng lắm. Có chuyện gì không cần nói vội, tôi trở về nói sau cũng được. Không vội, không vội. Chu Hồng Cơ mỉm cười, ngắt điện thoại. Ngồi ở văn phòng hướng ra mặt trời, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, nắng toát ra ánh sáng rực rỡ. Trên mặt Chu Hồng Cơ lộ ra cái nhìn đầy thâm ý mỉm cười. Anh ta cũng biết, thế cục tỉnh Tề lúc này, còn thiếu một cơ hội để phá vỡ hiện trạng. Anh ta tưởng rằng cục diện bế tắc sẽ bị ủy ban kỷ luật phá vỡ. Lấy chuyện bắt giam Thang Thế Thành làm bước đột phá, hơn nữa anh ta cũng luôn luôn cố gắng, lại không nghĩ rằng, không ngờ lại đã xảy ra. Cũng không biết Hạ Tưởng có biết chuyện không ngờ này hay không, Chu Hồng Cơ trầm tư thật lâu, sau mới quyết định vẫn không nói cho Hạ Tưởng là thỏa đáng. Bởi vì anh ta và Hạ Tưởng tuy rằng lúc này còn là giai đoạn tạm thời hợp tác nhưng dù sao phe cánh khác nhau, mà lại do khách từ Bắc Kinh đột phá, đúng là người trong phe cánh của hắn. Chu Hồng Cơ đứng lên. Tay chắp sau lưng hơi hơi nhíu mày, cũng không biết kế tiếp cục diện tỉnh Tề, sẽ vì một người đã đến, mà biến thành như thế nào, mà anh ta và Hạ Tưởng, còn có thể tiếp tục bắt tay hay không. Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn biết sự không ngờ mà Chu Hồng Cơ lo lắng, bởi vì hắn không đoán được nha nội sẽ ra tay lúc nào và ra tay như thế nào. Nhưng mà ở góc độ khác mà nói, Hạ Tưởng cũng không lo lắng nha nội ra tay, bởi vì hắn đã có sự chuẩn bị trước, biết rằng nha nội sẽ ra tay. Tình thế ở tỉnh Tề, sau khi trải qua rất nhiều biến động lớn nhỏ trong một thời gian, bề ngoài tạm thời trở về trạng thái yên ắng, thực ra là đang biến động ngầm. Cái khác không nói, cái xa xôi không nói, nói về Ngô Thiên Thiếu, chính là nhân tố bất định. Lần trước trên hội nghị công việc bí thư thành phố Lỗ, sự thuận nước đẩy thuyền bất thình lình của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Hòa Cải Lợi, mượn việc của Chu Trấn Ba, ăn lục hoa thành một quân, đằng sau, chính là bút tích của Ngô Thiên Thiếu.
cùng với Lý Đồng một bước lâm môn, dưới sự trợ giúp trên sự kiện của Chu Trấn Ba, đều có sự chỉ đạo của Ngô Thiên Tiếu. Bởi vì một chút việc dơ bẩn bị bại lộ của Chu Trấn Ba, đều do Ngô Thiên Tiếu cùng với Vương Trạch Nhân ở phía sau lôi móc ra. Vương Trạch Nhân ngay từ đầu còn không chịu nói mọi việc về Chu Trấn Ba, bởi vì trong nước vừa mới xảy ra một vụ án đội trưởng cảnh sát hình sự tố cáo phó cục trưởng phân công quản lý hình sự. Sau khi sự việc xảy ra, đội trưởng cảnh sát hình sự bị phó cục trưởng hãm hại, bị ép đến mức tận cùng, Vương Trạch Nhân không muốn vì thế mà mất chức, thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng Ngô Thiên Tiếu chính là Ngô Thiên Tiếu, y dám chủ động lôi kéo sự tình ra, dám trước mặt Hạ Tưởng trưng cầu sự đồng ý của Hạ Tưởng mà có ý trong sự thay đổi lớn ở tỉnh Tề, vật lộn với sóng gió. Y quả thật là liều lĩnh, nếu không cũng sẽ không có sự chuẩn bị lớn như vậy. Lợi ích trên quan trường vừa hút mắc lại rực rỡ phức tạp, lại vô cùng hỗn độn, nếu không cẩn thận không chỉ mất đi tiền đồ mà còn có thể mất mạng. Ngô Thiên Tiếu không phải là dân bạc, y cũng không muốn mất đi tiền đồ càng không muốn mất mạng, cho nên y nhất định phải thắng. Muốn thắng, ngoại trừ trí tuệ cao siêu còn phải can đảm cẩn trọng, phải tính toán kỹ lưỡng, phải nghĩ đến mọi tình huống thất bại. Vương Trạch Nhân chính là ngưỡng cửa thứ nhất của Ngô Thiên Tiếu phải qua, nếu ngay cả Vương Trạch Nhân y cũng không xử lý được, thì những việc về sau, y sẽ không phải tốn sức lực nữa. Vương Trạch Nhân phá án có lẽ rất giỏi, nhưng trong quan hệ với nhau để tính toán kế sách thì còn kém Ngô Thiên Tiếu rất nhiều. Cũng may, Ngô Thiên Tiếu không có ý định hại y, chỉ là muốn kéo gã xuống nước, cùng y đánh một canh bạc mà thôi. Sự việc diễn ra như thế nào, ngầm sử dụng những thủ đoạn gì, không phải là những vấn đề mà Hạ Tưởng phải suy nghĩ, đừng nói Ngô Thiên Tiếu không báo cáo, cho dù là Ngô Thiên Tiếu có báo cáo, Hạ Tưởng cũng không muốn nghe. Với địa vị của hắn lúc này, sẽ không chú ý đến những việc nhỏ và những chuyện bên lề, hắn chỉ cần biết tiến trình mấu chốt và kết quả là được. Tiến trình mấu chốt thứ nhất chính là ở hội nghị công việc bí thư thành phố Lỗ đã đạt được tiếng nói chung, do Ủy ban Kỷ luật thành phố đứng đầu, Cục Công an thành phố phối hợp cụ thể, bắt đầu điều tra Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Chu Trấn Ba liên quan đến vụ án hãm hại khách thương gia từ bên ngoài đến, hơn nữa sau khi cuộc họp kết thúc lập tức áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Chu Trấn Ba. Sở dĩ phải hành động nhanh như vậy, để Chu Trấn Ba và Hà Giang Hải không ứng phó kịp, còn cần sự thúc đẩy của Đắc Ích ở phía sau Ngô Thiên Tiếu cùng với lượng chứng cứ lớn có trong tay của Vương Trạch Nhân. Bởi vì cách làm của Chu Trấn Ba quá vô sỉ cho nên Vương Trạch Nhân cũng tức giận, chỉ là nề hà thế lực của Chu Trấn Ba quá lớn, nên không giận mà không dám nói gì. Thương gia từ tỉnh khác đến tỉnh Tương, lúc mà Chu Trấn Ba còn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đã bị Chu Trấn Ba đòi hối lộ không thành, sau đó vụ oan tống vào tù. Sự tình đã qua hơn 3 năm, thương gia kia từng một thời làm ăn hưng thịnh, không nói đến chuyện phải bồi thường đến mức táng gia bại sản, còn phải ngồi tù, thật là có oan uổng không biết kêu ai. Năm đó ở tỉnh Tây cũng xảy ra một việc tương tự, một phó cục trưởng nào đó của đội trưởng cảnh sát hình sự lú ấy đã vụ oan giá họa cho một thương nhân từ bên ngoài vào, lấy tội vi phạm luật kinh tế đệ trình lên tòa án. Cuối cùng đội trưởng cảnh sát còn được thăng quan phát tài, sau đó bị liên lụy trong một sự cố an toàn rất lớn, bị liên lụy và giáng chức, sau khi thất thế mới bị mọi người tố giác tội ác năm đó. Mà ở tỉnh Tề những việc Chu Trấn Ba đã làm cũng kiêu ngạo và vô sỉ như vậy, nhưng không bị ai tố giác, khiến người thương gia kia bị oan cho đến nay. Tuy nhiên Chu Trấn Ba sau khi bị áp dụng hình phạt, thái độ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, không chịu hợp tác với Ủy ban Kỷ luật. Ý là đợi Hà Giang Hải bảo lãnh đưa gã ra ngoài, khiến Hạ Tưởng vô cùng tức giận. Hạ Tưởng sau khi biết được sự việc từ đầu đến cuối, lập tức báo cho Khâu Nhân Lễ, khiến Khâu Nhân Lễ cũng rất là kinh ngạc, lập tức ra chỉ thị phải trừng trị nghiêm ngặt, tuyệt đối không nương tay. Bởi vì Khâu Nhân Lễ ra chỉ thị mới áp chế được áp lực từ Viên Húc Cường và Hà Giang Hải, tiếp tục điều tra vụ án của Chu Trấn Ba. Mà Lục Hoa Thành bị tình thế bắt buộc. Những lời đã nói ra trực diện cũng không thể thu hồi, đành phải tích cực phối hợp điều tra với Ủy ban Kỷ luật thành phố. Nhưng sau khi đi sâu vào điều tra, y cũng biết được tính nghiêm trọng của vụ án Chu Trấn Ba, thậm chí có thể liên lụy đến danh tiếng của y. Dưới tình hình này, danh dự và cảnh cáo Hà Giang Hải không còn nằm trong tầm suy xét của y nữa rồi, không có gì quan trọng hơn tiền đồ của mình. So sánh với tình thế tạm thời bế tắc ở tỉnh ủy lúc này, thành phố Lỗ đang xoay quanh vấn đề của Chu Trấn Ba, đang hình thành một đợt sóng lớn. Cho dù uy lực có lớn cũng sẽ có những ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người đang mỏi mắt chờ đợi.
Hạ Tưởng đang ở thủ đô nhưng lòng thì đang hướng về tỉnh Tề, tâm tư ở thành phố Lỗ. Trong đường đến gặp mặt với Tống Triều Độ, vẫn còn đang nghĩ về tình thế ở thành phố Lỗ đang phát triển như thế nào, bởi vì hắn vừa nhận được điện thoại của Ngô Thiên Tiếu. Điện thoại của Ngô Thiên Tiếu, ngoài việc báo cáo với Hạ Tưởng về tiến triển vụ án của Chu Trấn Ba, còn hàm xúc nhắc đến hành động của Tần Khản gần đây, quả thật hành động của Tần Khản không quá bất thường, chỉ là y mấy lần thị sát mấy công trình trọng điểm thành phố Lỗ, dường như là tiếp tục áp chế chính sách bất động sản của Tôn Tập Dân. Chẳng qua hành động của Tần Khản không thu được hiệu quả gì, nhiều lắm chỉ có ý nghĩ tượng trưng thôi, dường như ngoài lần đó ra, Tần Khản cũng không có thực hiện kế sách nào khác. Đối với lập trường của Tần Khản trong tỉnh ủy, Hạ Tưởng không dám khẳng định y nhất định sẽ xúc tiến việc vào đúng vị trí của hạng mục của tập đoàn Đạt Tài, mà nhất định ý nghĩ gần với Lý Đinh Sơn. Nói thật, Hạ Tưởng thừa nhận, ít nhiều tính đến hiện nay, hắn chưa hiểu được cách đối nhân xử thế của Tần Khản, hoặc là không xác thực mà nói, hắn không rõ ý đồ của Tần Khản ở tỉnh Tề là gì, muốn đạt tới mục đích gì. Biết mục đích của một người là gì, sẽ nắm được nhược điểm của người đó, và có thể dựa thế mượn lực, từ đó nắm bắt được động thái của anh ta. Hạ Tưởng quyết định, sau khi xong việc ở Bắc Kinh, việc đầu tiên khi về tỉnh Tề đó là nói chuyện với Tần Khản. Khi đến địa điểm hẹn Tử Các, Cổ Thu Thật và Tống Triệu Độ còn chưa tới, đúng với ý muốn của Hạ Tưởng. Nếu để hai vị lãnh đạo cấp cao đợi hắn quả là thất lễ rồi. Tử Các là một chỗ nghỉ ngơi xa hoa, bởi vì bên trong toàn là màu tím, tài liệu bài trí được lấy từ viên lâm cổ điển mà mệnh danh. Ngụ ý màu tím đến thì đông về bên đình đài Lâu Các, không biết vì lý do gì, đặt mình vào trong phòng toàn màu tím, Hạ Tưởng lại nhớ tới Vương Sắc Phi. Vương Sắc Phi vốn là một bông hoa ở thành phố Lang, cùng Hạ Tưởng cũng coi như không quen biết, sau khi Hạ Tưởng nhậm chức ở Thiên Trạch, cô ấy mới cùng Nghiêm Tiểu Thời đi du lịch, cũng có gặp Hạ Tưởng vài lần. Sau khi từ Thiên Trạch, quan hệ giữa Hạ Tưởng và Vương Sắc Phi cũng thu hẹp dần. Nghe nói cô hiện tại thường xuyên bôn ba từ thành phố Lang đến Bắc Kinh, kinh doanh ngày càng lớn, làm cho người khác khâm phục. Suy nghĩ chốc lát về sự tình, thì nhìn thấy Tống Chiêu Độ đã đến rồi. Tuy là gặp mặt riêng, nhưng thói quen trong quan trường vẫn không thể bỏ được, Tống Chiêu Độ đến trước Cổ Thu Thật một bước, biểu thị sự tôn trọng. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ bắt tay hàn huyên, Tống Chiêu Độ thật ra không thay đổi, vẫn là vẻ mặt thản nhiên như không và bước chân vững vàng. Nhân lúc Cổ Thu Thật chưa đến, Hạ Tưởng liền nói với Tống Chiêu Độ mấy câu. Bí thư Tống, cơ hội tối hôm qua rất tốt, vừa đúng lúc bốn ông cụ đang bàn bạc một việc, cụ Ngô hỏi anh một câu, sau đó ba cụ khác gật đầu, nội dung cụ thể chắc không cần phải nói nữa. Hạ Tưởng chỉ nói với Tống Chiêu Độ kết quả, hơn nữa ý muốn của Hạ Tưởng không phải là muốn tác động đến Tống Chiêu Độ tự mình hiểu được. Quả nhiên, Tống Chiêu Độ đã là đại quan ở biên giới. Sau khi nghe tiếng của Hạ Tưởng liền biến đổi sắc mặt, gật đầu. Hạ Tưởng, tôi biết rồi. Nói xong chuyện lớn, liền chuyển sang chuyện nhỏ, Tống Chiêu Độ lắc đầu. Chậm một bước, Nhạc Quân chuyển viện rồi, dường như ở Bắc Kinh, đối phương quả thật cảnh giác. Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lộ ra ý khiến Hạ Tưởng giật mình, bởi vì biểu lộ quyết tâm Tống Chiêu Độ muốn mượn cớ sinh sự rất lớn, thậm chí muốn khai đao với Nhạc Quân, đây là việc lúc trước rất khó tưởng tượng. Bởi vì theo cách nhìn của Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ ngoài việc muốn ứng phó với Cao Thành Tùng, trong hơn 10 năm chưa bao giờ thấy ông ta như thế. Cổ Thu Thật cuối cùng cũng đến rồi. Tính ra Hạ Tưởng cũng lâu lắm rồi không ngồi nói chuyện cùng Cổ Thu Thật, tuy rằng có vài lần gặp mặt, nhưng đều vội vàng, không thể nói chuyện nhiều, ngay cả việc Cổ Thu Thật nói sẽ đưa hắn đi gặp Đại Phục Thịnh, cũng chưa có cơ hội. Đại Phục Thịnh là ứng cử viên tiếp nhận Thủ tướng. Là một trong những người lãnh đạo trung ương mà Hạ Tưởng muốn làm quen. Hạ Tưởng vẫn luôn đợi cơ hội được gặp Đại Phục Thịnh, dù sao thì có duyên gặp mặt cũng tốt, chẳng qua là chưa có cơ hội. Cổ Thu Thật vẫn thoải mái như thế, vừa đến liền cười lớn, bắt tay Tống Chiêu Độ rồi lại bắt tay Hạ Tưởng, sau đó cũng không nói nhiều, bước vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Cổ Thu Thật cũng không để ý trước sau, liền nói. Việc của Chiêu Độ, không dễ chút nào, có hy vọng. Tôi thì năng lực có hạn nhưng sẽ cố gắng xem sao. Trước mặt Tổng Bí Thư những lời nên nói thì đã nói cả rồi, Tổng Bí Thư không tỏ thái độ gì cả. Nhưng không có phản đối cũng là một kết quả đáng mừng rồi. Thái độ của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội bây giờ rất khó nói, chỉ có thể nói là tiếp tục công việc, nhưng mà vẫn còn một điểm mấu chốt. Hạ Tưởng biết rằng,
Cổ Thu thật muốn ám chỉ đến thế lực gia tộc, liền gật đầu nói. Vấn đề không lớn. Cổ Thu thật nhẹ nhàng đập bàn. Được, tôi biết cậu không thành vấn đề. Còn nói, việc của Tống Chiêu Độ tạm thời không có vấn đề gì, nhưng cậu thì có vấn đề. Hạ Tưởng sửng sốt, lại còn nghe Cổ Thu thật nói. Có hai vấn đề, một là Ủy ban Kỷ luật Trung ương bước đầu nắm chứng cứ Phan Bảo Hoa của tỉnh Tề nhận tham ô hối lộ, có khả năng sẽ áp dụng biện pháp trong thời gian tới. Hai là, trong quá trình điều tra chứng cứ của Phan Bảo Hoa, có liên quan đến Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng lập tức chấn động. Nếu nói Hạ Tưởng tín nhiệm Lý Đinh Sơn về phẩm hạnh ở phương diện nào đó của ông ta, vậy thì hắn tuyệt đối phải nói rằng, Lý Đinh Sơn sẽ không tham ô nhận hối lộ, cũng sẽ không có vấn đề ở quan hệ nam nữ. Bởi vì hắn rất hiểu Lý Đinh Sơn, là một người trong quan trường thư sinh có khí phách, có nguyên tắc, phẩm chất đạo đức tốt, hơn 10 năm trong quan trường, Lý Đinh Sơn luôn giữ vững tính cách của mình, không thay đổi. Thậm chí Lý Đinh Sơn ở kiếp trước, thà để công ty phá sản chứ không chịu đảm nhiệm bí thư huyện ủy, chỉ vì ông ta quyết tâm vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên từ đó, cố chấp mà không thể nói lý, cuối cùng bị tòa soạn báo điều về tổng bộ, cuối cùng kết cục ảm đạm, cả đời yên lặng và thất vọng. Kiếp này dưới sự thúc đẩy của Hạ Tưởng, dưới sự kéo lên cho lúa lớn của lão sử, Lý Đinh Sơn bước vào quan trường. Đồng thời bước lên vị trí cao cấp phó tỉnh, nhưng một mặt thuộc bản chất đã ăn sâu trong xương tủy của một người rất khó thay đổi. Hạ Tưởng tình nguyện tin rằng Lý Đinh Sơn dám trực diện chống đối Tổng Bí Thư, cũng không tin Lý Đinh Sơn tham ô nhận hối lộ. Theo nguyên tắc của tổ chức, tin tức Cổ Thu thật lộ ra đã vi phạm nguyên tắc bảo mật, nhưng Cổ Thu thật làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân bên trong. Vốn dĩ khi bắt đầu chứng cứ về Lý Đinh Sơn cũng không đầy đủ, nhưng sau đó lại vì có thêm một nhân chứng mới, vấn đề của Lý Đinh Sơn mới đưa ra kết luận. Người phụ nữ này tên là Triệu Mẫu Đan, nghe nói là Phan Bảo Hoa và Lý Đinh Sơn cùng có chung một nhân tình. Cổ Thu thật đã nhìn thấy nét thay đổi trên gương mặt Hạ Tưởng, nhưng vẫn nói không một chút cảm xúc. Tôi biết quan hệ giữa cậu và Lý Đinh Sơn, cũng tin rằng cậu rất tin tưởng Lý Đinh Sơn, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Không biết sự tình thật giả làm sao, dù sao thì Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đã nắm chứng cứ một cách xác thực. Trước khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương bắt tay vào điều tra, tốt nhất nên nghĩ kế sách vẹn toàn. Cổ Thu thật tức giận nhìn Tống Chiêu Độ, ngữ khí nặng nề nói. Lý Đinh Sơn không có may mắn như Hạ Tưởng, nếu chẳng may Ủy ban Kỷ luật Trung ương áp dụng hành động, cho dù kết quả điều tra cuối cùng là ông ta bị oan, cũng sẽ đâm lao phải theo lao, tiền đồ của ông ta sẽ không có nữa rồi. Cũng là do Cổ Thu thật có mặt đối nhân xử thế rất thoải mái, hơn nữa ông ta tuyệt đối tin tưởng Hạ Tưởng, hơn nữa Hạ Tưởng từng giúp ông ta rất nhiều, ông ta mới tiết lộ thông tin trước, nếu mà là người khác, Cổ Thu thật sẽ không nói một câu. Hạ Tưởng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng đằng sau cảm xúc hỗn loạn lại phẫn nộ, hắn biết rõ, sự tình từ đầu đến cuối chưa chắc đều là âm mưu, nếu như việc của Phan Bảo Hoa là thật, nhưng lại liên lụy tới một Lý Đinh Sơn ở tỉnh Tề chưa được bao lâu. Nội tình trong đó, quả thật khiến người khác đau đầu. Cho dù là người trong tỉnh Tề gây ra, nhưng rõ ràng là trong ngoài cùng kết hợp, hiện nay không phải là lúc điều tra rõ sự tình, mà là lúc nghĩ biện pháp cứu địa vị chính trị của Lý Đinh Sơn. Phan Bảo Hoa là phó chủ tịch tỉnh xếp hạng không cao lắm trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hạ Tưởng không chú ý tới sự tồn tại của gã có bị xuống chức hay không, không liên quan gì đến Hạ Tưởng, nhưng bởi vì có liên lụy tới Lý Đinh Sơn. Nên Hạ Tưởng bắt buộc phải bắt tay vào điều tra. Muốn bảo vệ Lý Đinh Sơn, nhân vật mấu chốt chính là Triệu Mẫu Đan. Vốn dĩ là một cái tên rất hay, hay giống như Vương Sắc Phi, nhưng bởi vì những việc mà cô ta đã làm, khiến cho Hạ Tưởng ghét vô cùng. Điều khiến cho Hạ Tưởng càng thấy rõ ràng là, cho dù Triệu Mẫu Đan nghe theo ai để đổ tiếng xấu cho Lý Đinh Sơn, cô ta sau này đừng mơ sẽ có những ngày sống vui vẻ. Hơn nữa, nếu trong đó cũng có mưu mô của Phan Bảo Hoa, thì cho dù tội không đáng chết, Hạ Tưởng cũng tìm mọi cách moi móc vấn đề của Phan Bảo Hoa, khiến cho gã suốt đời không thể xoay chuyển được nữa. Động đến Lý Đinh Sơn, chẳng khác nào động đến Hạ Tưởng. Điều mà Cổ Thu thật không ngờ là, sau khi ông ta để lộ ra tin tức của Lý Đinh Sơn bị liên lụy, tuy rằng Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ đều có vẻ phẫn nộ, nhưng cả hai người đều không để lộ ra mặt, đều rất bình tĩnh và lạnh lùng giống nhau. Khiến cho ông ta giật mình, liền nhớ lại vụ Cao Thành Tùng ở tỉnh Yến bị mất chức năm đó, theo chân tướng ẩn trong đó mà ông ta biết, ông ta liền biết, nếu có người động đến Lý Đinh Sơn tức là đồng thời động đến Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ.
mà với thủ đoạn của Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, mà khi đó Hạ Tưởng chỉ là cấp cục còn Tống Chiêu Độ là cán bộ cấp phó tỉnh, đã lật đổ được Cao Thành Tùng một cán bộ cấp cao của tỉnh, vậy thì bây giờ, Hạ Tưởng đã là phó bí thư tỉnh ủy, đã có những quyền lực nhất định, còn Tống Chiêu Độ chỉ cách chức ủy viên Bộ Chính trị một bước thôi, lấy thân phận và năng lực của hai người hiện nay liên kết lại, sẽ gây ra sóng to gió lớn thế nào? Cổ Thu thật tâm tư hỗn loạn, dường như là đang cân nhắc điều gì, cho đến khi sắp tan cuộc gặp mới nói. Hạ Tưởng, khi nào cậu về thành phố Lỗ? Hạ Tưởng hiện tại rất nhớ nhà, liền trả lời. Nếu không có việc gì thì buổi tối sẽ về. Buổi tối thì hơi muộn, hay là để mai hãy về. Cổ Thu thật hạ quyết tâm. Tối muộn tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người. Tôi đi thăm con gái đây. Tống Chiêu Độ biết mình nên tránh đi, liền cáo từ. Có chuyện gì thì gọi điện nhé. Lúc cáo từ, Tống Chiêu Độ nói lời cảm ơn tới Cổ Thu Thật, nhưng không nhắc gì đến chuyện của Lý Đinh Sơn, khiến trong lòng Cổ Thu Thật càng thêm chắc chắn, Tống Chiêu Độ đối nhân xử thế tin cậy mà bình tĩnh, có thể kết giao bằng hữu. Tống Chiêu Độ vừa đi, Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Tưởng, cậu có thể giúp Lý Đinh Sơn, nhưng có điều này cậu phải biết, đừng có để mình đi sâu quá. Trước kia, khi mà cậu chưa có gì, có rất nhiều cơ hội, nhưng hiện nay vị trí không giống nhau nữa, cơ hội chỉ có một mà thôi. Hạ Tưởng hiểu ý của Cổ Thu Thật, trước kia khi hắn chỉ là nhân viên bình thường có thể đánh một canh bạc, bởi vì làm lại từ đầu không đáng là gì, giống như Ngô Thiên Thiếu bây giờ vậy, có dũng khí làm đến cùng, nhưng hiện tại hắn quyền cao chức trọng, lại là lực lượng hậu bị, nhất cử nhất động không những trong tầm nhìn của mấy ông cụ và tổng bí thư. Hắn hiện nay, không có dũng khí đánh một canh bạc và làm lại từ đầu nữa. Tôi hiểu. Hạ Tưởng gật đầu, rất nghiêm túc mà trả lời. Hiểu được là tốt rồi. Cổ Thu Thật cũng không nói nhiều chỉ gật đầu, vừa cười vừa hỏi một câu. Cậu không thể nghĩ ra tôi muốn đưa cậu đi gặp ai đâu. Hạ Tưởng cũng mỉm cười. Trước kia, anh nói là sẽ dẫn tôi đi gặp Thủ tướng Đại, tới hôm nay mới nhìn thấy ánh bình minh, nhưng thời gian chờ đợi có vẻ hơi lâu. Cổ Thu Thật cười lớn. Thật là không có gì giấu được cậu. Hai tiếng đồng hồ sau đó, Cổ Thu Thật dẫn Hạ Tưởng đi gặp Đại Phục Thịnh. Năm nay Đại Phục Thịnh 56 tuổi, tướng mạo vẫn còn trẻ, mới gặp cứ nghĩ là mới chỉ 50 tuổi vậy. Không giống với hình ảnh trên TV ở chỗ, trên thực tế ông có hơi gầy, đeo kính màu hơi vàng khung to, nhã nhặn mà nho nhã, ôn hòa hơn Cổ Thu Thật. Sớm nói gặp mặt với cậu từ lâu, Thu Thật đã nói vài lần nhưng không sắp xếp được thời gian, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp mặt. Có một câu nói đó là nghe danh không bằng gặp mặt. Vừa gặp đã biết, Hạ Tưởng cậu rất giống với trong truyền thuyết. Đại Phục Thịnh nói theo nghĩa hẹp không thể coi là người miền Nam chính gốc, tiếng phổ thông của ông khá chuẩn. Có hai điểm làm tôi có ấn tượng sâu sắc, một là trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của tôi, hai là đen hơn so với tưởng tượng của tôi một chút. Một câu nói làm Hạ Tưởng thấy thoải mái hơn, có thể thấy rằng, Đại Phục Thịnh là một vị lãnh đạo rất biết tạo ra không khí cởi mở. Ông có khuôn mặt chữ điền, lông mi dày, dày rộng nhưng không làm mất đi tướng mạo uy nghiêm. Ở thời cổ đại cũng là tướng mạo của một vị tướng uy nghiêm. Sau khi Đại Phục Thịnh nhận chức, hẳn sẽ là một thủ tướng mạnh mẽ. Thủ tướng Đại, tại mùa hè tôi phơi nắng nên có đen một chút, đến mùa đông, không trắng nhưng cũng không ai nhìn ra là đen. Hạ Tưởng trả lời rất khôi hài. Ha ha, đen mà không nhận ra, thì sẽ không gọi là đen. Đại Phục Thịnh cười rất vui vẻ. Địa điểm gặp là một chỗ bí mật, là sự sắp xếp của Cổ Thu Thật, sau khi hàn huyên, mỗi người một chỗ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hạ Tưởng cũng biết, buổi gặp mặt hôm nay, chỉ là bước đầu tiếp xúc, không có đề cập đến vấn đề gì quá sâu, hơn nữa, giữa hắn và Đại Phục Thịnh cũng chưa qua lại gì, chỉ sợ không có tiếng nói chung. Nhưng những người lãnh đạo quốc gia chính là người lãnh đạo quốc gia, tự có những chỗ khác nhau. Khi nhắc đến công việc của Hạ Tưởng và con người ở tỉnh Tề, Đại Phục Thịnh đột nhiên nhắc đến vấn đề nhạy cảm. Hạ Tưởng, tôi nghe nói cậu đối với chuyên doanh công nghiệp muối, rất có cái nhìn, sau khi đến tỉnh Tề, đã ra tay chỉnh đốn hệ thống công nghiệp muối của tỉnh Tề. Đại Phục Thịnh giống như tùy ý mà hỏi, thái độ rất thoải mái, nhưng vấn đề của ông rất ác liệt hơn nữa trầm trọng. Hạ Tưởng trong lòng thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn không ngờ Đại Phục Thịnh sẽ trực tiếp đề cập đến vấn đề nghề muối. Trong lòng hắn vẫn lo lắng khác không tiện nói rõ. Không ngờ không đợi hắn trả lời,
Đại Phục Thịnh không chút e dè tiếp tục đề cập đến vấn đề mà hắn đang lo lắng. Tình hình nghề muối ở tỉnh Yến, tôi cũng hiểu một chút, tôi còn biết rằng, tỉnh điều phối muối thực phẩm lớn nhất của tỉnh Yến, thứ nhất là tỉnh Tề, thứ hai là tỉnh An. Nơi sản xuất muối lớn nhất ở tỉnh An, là quê của tôi. Không tồi, Đại Phục Thịnh nói không sai, quê của ông là một trong những nơi sản xuất muối lớn nhất trong nước, khai thác muối cung cấp cho toàn quốc, muối của toàn bộ siêu thị lớn nhỏ ở tỉnh Yến đều nhập từ tỉnh Tề và tỉnh An. Tỉnh Tề vẫn còn tốt, còn muối của tỉnh An đã sớm nhập vào tỉnh Tề. Trong lòng Hạ Tưởng có một thắc mắc, nếu như tỉnh Yến điều phối xứng ngạch muối thực phẩm của tỉnh An, thì có quan hệ gì với Đại Phục Thịnh? Nếu thật sự là như thế, sự tình quả thật là phiền toái. Nhưng sau khi động đến lợi nhuận của nghề muối tỉnh Tề, thì không thấy Đại Phục Thịnh có ám chỉ hay hành động gì, trái tim của Hạ Tưởng cũng dần dần rơi vào đúng chỗ. Đến hôm nay, thật bất ngờ, Đại Phục Thịnh đột nhiên chủ động bày vấn đề ra trước mắt, ngược lại làm cho Hạ Tưởng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đại Phục Thịnh lại tiếp tục nói. Nói thật, vấn đề muối ăn ở tỉnh Yến, tôi cũng có chút quan hệ. Đại Phục Thịnh ngay thẳng và nói thật, làm cho Hạ Tưởng thấy kinh ngạc, nghĩ rằng, vấn đề muối ăn ở tỉnh Tề vẫn chưa rõ ràng, hay là lại gia tăng biến số. Cuộc đối thoại giữa Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh, Cổ Thu Thật ngồi một bên, vẫn không nói lời nào, sắc mặt không chút biến đổi, dường như cũng không quan tâm đến Hạ Tưởng và Đại Phục Thịnh đang bàn luận những gì. Cổ Thu Thật có phải thực sự không đếm xỉa đến hay không, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, hắn biết Cổ Thu Thật không tiện phát biểu ý kiến, hoặc là có khả năng ông không biết Đại Phục Thịnh sẽ chủ động đề cập đến nghề muối. Nếu Đại Phục Thịnh chủ động ôm rơm vào bụng, Hạ Tưởng cũng sẽ không nói thêm gì, chỉ có thể đợi Đại Phục Thịnh giải thích thêm. Tuy rằng nói với địa vị của Đại Phục Thịnh thì không cần phải giải thích với hắn, nhưng Đại Phục Thịnh khẳng định không chỉ nhắc đến vấn đề này, và không giải thích, huống chi còn có Cổ Thu Thật ở bên cạnh. Quan hệ giữa Đại Phục Thịnh như thế nào, Hạ Tưởng không thể hiểu hết, cũng không cố ý đoán, cho dù đều là người của đoàn hệ, cũng không chắc có quan hệ thân thiết như vậy. Sau khi Đại Phục Thịnh làm rõ vấn đề muối ăn ở tỉnh Yến, không khí bỗng nhiên trùng xuống, ông không nói câu nào, Hạ Tưởng cũng không tiện nói, Cổ Thu Thật càng không có chuyện gì để nói. Quả thật Cổ Thu Thật cũng không phải là không có chuyện gì để nói, mà là ông nên nói gì bây giờ. Địa vị của Đại Phục Thịnh cao hơn ông ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, không cần biết là nhìn từ góc độ nào, hiện tại Đại Phục Thịnh đang nắm quyền chủ động, ông ta với Hạ Tưởng chỉ có thể bị động chờ đợi. Mà Đại Phục Thịnh vì sao lại chủ động đề cập đến vấn đề muối, Cổ Thu Thật cũng không thể hiểu được, mặc dù ông ta biết nghề muối ở tỉnh An và Đại Phục Thịnh nhất định có quan hệ gì đó. Không khí trùng xuống khá lâu, sau đó Đại Phục Thịnh mới lắc đầu mỉm cười. Thu Thật, Hạ Tưởng, các cậu không còn tin tưởng vào tôi nữa. Cổ Thu Thật cười lớn. Thủ tướng Đại sao lại nói như vậy, có lẽ Hạ Tưởng tiếp xúc với ngài ít nên không hiểu ngài đối nhân xử thế như thế nào. Nhưng tôi biết ngài vô cùng nghiêm khắc với những người xung quanh. Đại Phục Thịnh khoát tay, giọng điệu nhẹ nhàng. Yêu cầu có nghiêm khắc, cũng khó tránh được việc con sâu làm rầu nồi canh. Có người yêu cầu ta tiếp xúc với người có chức trách ở tỉnh Yến, bên chỗ tỉnh Yến thì có thể tin tưởng được rồi, thà rằng từ bỏ số lượng phân phối cũng phải điều chỉnh lại nghề muối ở tỉnh An, ở đâu thì theo đó. Tôi còn có ý định mời đồng chí Hạ Tưởng thay tôi điều tra rõ sự tình. Không nên để cho cán bộ tỉnh Yến nghĩ rằng tôi tư lợi, dung túng người nhà làm loạn. Đại Phục Thịnh cho dù có thể nói ra những lời trên một cách thoải mái, nhưng Hạ Tưởng vẫn thấy ngạc nhiên trong lòng, nghe xong thấy Đại Phục Thịnh nói có hàm ý khác, lập tức nghĩ tới cái gì, giờ mới hiểu nguyên nhân Thủ tướng Đại nhắc tới vấn đề trên. Quả nhiên, Đại Phục Thịnh cũng không có giấu giếm điều gì, đi thẳng vào vấn đề chính. Đồng chí Khâu Tự Phong điều tra về vấn đề ở vụ muối tỉnh Yến. Đã điều tra được một ít chân tướng, nhưng có người lấy danh nghĩa tôi để áp chế tin tức đó, tôi rất không vui. Nhưng tôi lại không thể trực tiếp gọi điện cho Khâu Tự Phong để nói rõ, dù sao cũng mất thể diện. Ha ha, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong có thể nói chuyện, sau đó nói giúp tôi một tiếng, được không? Lần đầu gặp mặt đã làm phiền cậu rồi, vốn dĩ tôi cũng thấy ngại, nhưng sau đó nghĩ, có Thu Thật ở đây, không cần phải khách sáo như vậy, đúng không? Đại Phục Thịnh quả nhiên rất giỏi, làm việc không những cẩn thận mà còn vô cùng khéo léo, hơn nữa còn suy nghĩ thấu đáo, khiến cho Hạ Tưởng không thể không khâm phục trí tuệ chính trị siêu phàm của Đại Phục Thịnh.
Còn có một điểm nữa làm cho hắn cảm thán Đại Phục Thịnh cho dù thật tâm có quan hệ trong sạch với hệ thống khai thác muối của tỉnh Yến cũng được, hay là cố ý thể hiện liêm khiết trước mặt hắn, không cần biết như thế nào, Hạ Tưởng đều cảm thấy vui mừng, ít nhất cách làm của Đại Phục Thịnh thể hiện rõ quyết tâm, cũng thể hiện thủ tướng đại nên áp chế nghề muối, chứ không có tư lợi gì. Đồng thời, thủ tướng đại cũng gián tiếp ủng hộ cách làm lấy nghề muối để khai đao của hắn. Cuộc gặp mặt hôm nay thu được rất nhiều thành quả. Hạ Tưởng thở dài, hắn không hiểu Đại Phục Thịnh lắm, chỉ biết ông là người trong phái của Tổng Bí Thư, chỉ nghe thông tin về ông trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Những gì Đại Phục Thịnh đã làm, đối với lập trường và quan niệm cầm quyền của ông, Hạ Tưởng không thể nhận thức rõ ràng được. Cuộc gặp mặt hôm nay, tuy rằng Đại Phục Thịnh trong con mắt của hắn vẫn chỉ là hình ảnh mơ hồ, ít nhất nói chuyện đối mặt cùng với thái độ của Đại Phục Thịnh về vấn đề muối ở tỉnh Yến, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy vui. Đại Phục Thịnh trong mắt hắn, so với trước kia càng gần hơn rất nhiều, cũng rõ ràng hơn. Bắc Kinh đêm hè, xa hoa hay là ngợp trong vàng son, trong mắt Hạ Tưởng đều giống nhau bởi vì đã quá đỗi quen thuộc, và còn cảm giác thờ ơ bởi vì sự phồn hoa và hàn huyên chính là thể hiện cho sự mạnh mẽ, mà điều hắn cần nhất bây giờ là yên tĩnh. Sau khi tiễn Đại Phục Thịnh, Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật cáo biệt. Đại Phục Thịnh từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện của Lý Đinh Sơn. Không nhắc đến là bình thường, nếu như có nhắc đến mới là có dụng ý khác. Cổ Thu Thật dùng sức lắc tay Hạ Tưởng. Thủ tướng đại hôm nay nói hơi nhiều, tuy nhiên cũng là tính cách của ông ấy, phong cách của ông ấy chính là thoải mái. Hạ Tưởng tươi cười. Thủ tướng đại không phải nói nhiều mà là nói đúng lúc. Cổ Thu Thật nói. Tốt lắm, không biết như thế nào, coi như hôm nay cậu thu hoạch được rất nhiều, nhớ là cậu còn nợ tôi ân tình này nhé. Cổ Thu Thật rất thẳng thắn, khiến Hạ Tưởng cũng vì việc của Lý Đinh Sơn mà buồn bực, giờ đã thoải mái hơn nhiều. Được, khi nào anh cần giúp gì, cứ nói một tiếng, tôi sẽ đến ngay. Cổ Thu Thật làm ra vẻ nghiêm túc nói. Đừng trách tôi nói nhiều, việc của Lý Đinh Sơn, cậu phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Cậu bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, không thể phạm sai lầm gì, nếu không, cậu sẽ không thể giải thích gì với nhiều người đâu. Cổ Thu Thật chưa bao giờ dặn dò hắn một việc nhiều như thế, có thể thấy được, vấn đề của Lý Đinh Sơn còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Về nhà họ Ngô đêm nay vốn định ở lại chỗ của Tiếu gia, nhưng vì còn có chuyện muốn hỏi Ngô Tài Dương nên quay lại nhà họ Ngô không ngờ Ngô Tài Dương không về nhà. Hạ Tưởng nghĩ đi nghĩ lại, nhìn thấy đã muộn nên không gọi điện làm phiền Ngô Tài Dương nữa, chỉ nói chuyện với ông cụ vài câu rồi đi ngủ sớm. Nói là ngủ nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng. Nửa ngủ nửa mê man. Trời sáng, vội đến thẳng sân bay, trước khi lên máy bay lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng, vẫn chưa về thành phố Lỗ sao? Cục khai thác muối tỉnh Yến, đã xảy ra vấn đề nhỏ. Tin tức của Khâu Tự Phong quả thật đúng lúc, Đại Phục Thịnh vừa mới nhắc đến việc này tối hôm qua, sáng sớm nay đã nhận được tin tức rồi. Quả thật tối hôm qua Hạ Tưởng đã nghĩ sẽ gọi điện cho Tự Phong trò chuyện, sau lại nghĩ? Nên để Khâu Tự Phong chủ động gọi điện sẽ hay hơn, nếu không Khâu Tự Phong cho rằng Hạ Tưởng không tin tưởng ông ta. Đối với vấn đề xuất hiện bên trong cục khai thác muối tỉnh Yến, hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, bất cứ cái gì không bình thường đều có lợi ích ở bên trong, chỉ là mọi người đã cảm thấy quen rồi mà thôi, hơn nữa nhìn thấy cũng coi như là không thấy vậy. Sự việc, vẫn là do Ngô Nhược Thiên phát hiện ra trước. Khâu Tự Phong cũng biết trong điện thoại không tiện nói chuyện. Bởi vậy chỉ nói đơn giản mà thôi. Đợi cậu về chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Sự tình khá phức tạp, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể sẽ rất khó điều tra đến cùng. Nếu không có Đại Phục Thịnh báo trước, Hạ Tưởng cũng sẽ không hiểu sự việc ra sao hết, không biết Khâu Tự Phong ám chỉ điều gì, nhưng Hạ Tưởng đã nắm được vấn đề, cười nói. Tôi biết mấu chốt vấn đề ở đâu, cũng đã có cách giải quyết, Tự Phong, phiền anh tiếp tục điều tra, không được thả lỏng. Tỉnh Yến một khi nổi gió thì tỉnh Tề sẽ có động tĩnh. Khâu Tự Phong rất kinh ngạc, hỏi. Cậu có biết rồi sao? Biết một chút. Hạ Tưởng không nói nhiều, bởi vì máy bay cất cánh rồi. Sau khi xuống máy bay, ngồi trên xe riêng, Ngô Thiên Thiếu ân cần mà chu đáo mở cửa cho Hạ Tưởng. Sau khi lên xe, y báo cáo cho Hạ Tưởng tin tức ở tỉnh ủy. Kỳ thật tỉnh ủy cũng không có việc gì, chỉ có một việc không quá lớn khiến cho Ngô Thiên Thiếu chú ý. Tuy rằng không nhìn ra có gì không ổn nhưng vẫn báo cáo với Hạ Tưởng. Nghe nói có một nhà đầu tư khai thác bất động sản từ Bắc Kinh đến,
thực lực vô cùng hùng hậu, hiện tại đang quan hệ vô cùng thân thiết với Chủ tịch tỉnh Tôn. Chủ tịch Tôn rất nhiệt tình, tự mình bàn bạc mọi việc. Ngô Thiên Tiếu chỉ nói lại sự việc, không đánh giá điều gì, bởi vì đánh giá một vấn đề gì là quyền của các cấp lãnh đạo, không phải là chuyện của một thư ký. Hạ Tưởng đang đau đầu vì việc của Lý Ninh Sơn, vẫn chưa suy nghĩ ra vấn đề đằng sau là gì, cũng không liên tưởng đến người đầu tư bất động sản từ Bắc Kinh đến là ai, chỉ gật gật đầu, liền chuyển chủ đề khác. Thiên Tiếu, anh có biết Triệu Mẫu Đan là ai không? Triệu Mẫu Đan, đương nhiên là biết rồi, cô ta là người nổi tiếng, nghe nói khả năng rất mạnh, có quan hệ rất tốt với Lý Độ, kinh doanh rất tốt, đã làm đến hạm đội Bắc Hải. Nghe đồn tài sản của cô ta lên tới chục tỷ và có quan hệ thân thiết với rất nhiều quan chức cao cấp tỉnh và cấp bộ. Ngô Thiên Tiếu biết rằng mình nói hơi nhiều, vội im lặng, không nói gì nữa. Phan Bảo Hoa. Hạ Tưởng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu. Ngô Thiên Tiếu hiển nhiên biết rõ Hạ Tưởng muốn hỏi điều gì, liền đánh bạo trả lời. Chủ tịch tỉnh Phan được mọi người gọi là Phan An, nghe nói rất được phụ nữ yêu quý. Năm đó khi còn đảm nhiệm bí thư thành ủy, có người kể rằng ngay cả trường điện ảnh ở Bắc Kinh cũng có con gái nuôi của chủ tịch Phan. Khi Triệu Mẫu Đan biết Phan Bảo Hoa thì Phan Bảo Hoa mới chỉ là thị trưởng của một thành phố. Mấy năm gần đây, con đường làm quan của chủ tịch Phan ngày càng rộng mở, việc kinh doanh của Triệu Mẫu Đan cũng ngày càng phát triển. Nhưng mà mọi người đều biết, Triệu Mẫu Đan không chỉ thuộc về chủ tịch Phan. Sở dĩ Ngô Thiên Tiếu dám bàn luận về Phan Bảo Hoa trên xe, cũng là bởi vì y tuyệt đối tin tưởng lái xe. Lái xe vốn không phải là lái xe của Hạ Tưởng, mà sau khi Ngô Thiên Tiếu được trọng dụng, Tư Truyền Lượng dưới sự điều chuyển của Ôn Tử Tuyền, từ một lái xe công cộng trở thành lái xe riêng cho Phó Bí Thư tỉnh ủy, đúng là một bước lên mây. Tư Truyền Lượng nghe Hạ Tưởng và Ngô Thiên Tiếu nói chuyện, định nói thêm vài câu xong lại thôi. Hạ Tưởng nhìn thấy, cảm thấy rất vừa lòng, liền nói. Truyền Lượng, muốn nói gì thì cứ nói. Vậy tôi nói nhé, Phó Bí Thư Hạ, nếu nói sai đừng trách tôi nhé. Chủ tịch Phan là lõa quan, vợ con đều ở nước ngoài, thật ra mọi người đều biết Hàng Châu có một Hứa Tam Đa, tỉnh Tề có một Phan Bất Đa. Rất nhiều lúc, người trong quan trường không biết là mình bị vấp ngã ở đâu, có thể vượt qua rất nhiều song to gió lớn nhưng lại vấp ngã ở lỗi rất nhỏ. Đối với những quan lớn mà nói, không chừng sẽ không bị lật đổ bởi những người cùng địa vị mà sẽ bị những nhân vật nhỏ lật đổ. Ví dụ như một người lái xe thôi không chừng cũng là mối nguy hiểm là cơn ác mộng cho một vị quan chức cấp phó tỉnh. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thật không ngờ, chỗ đột phá của sự việc không ngờ lại ngay bên cạnh hắn. Chính là ở người lái xe của hắn. Tuy nhiên, nói là chỗ đột phá cũng hơi cường điệu một chút, nói là một điểm thiết nhập thì thích hợp hơn. Bởi vì Tư Truyền Lượng cho dù biết không ít việc của Phan Bảo Hoa, nhưng hơn nửa là tin vỉa hè và tin đồn, cũng có một chút là tin tức được truyền từ các con đường ngầm. Có thể độ tin cậy mặc dù cao nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng với Hạ Tưởng mà nói, vậy cũng đủ rồi, ít nhất khiến hắn không cần tốn nhiều sức có thể hiểu biết về cách đối nhân xử thế của Phan Bảo Hoa, không cần quá khó khăn để hỏi thăm nhiều. Nghĩ đến hai người có khả năng, một là Ngô Thiên Tiếu, một là Tư Truyền Lượng, đều được Ôn Tử Tuyền tiến cử. Hạ Tưởng liền cười thầm lắc đầu, nếu Ôn Tử Tuyền đối với hắn hài lòng, nhất cử nhất động của hắn nằm trong lòng bàn tay của Ôn Tử Tuyền. Cũng may hắn niềm tin vào chính mình, đối với Ôn Tử Tuyền cũng có tin tưởng. Đồng thời, với Ngô Thiên Tiếu và Tư Truyền Lượng, càng có niềm tin. Đều là người thông minh, biết ai có quyền lực mang tính quyết định hơn, biết ai sẽ đi được xa hơn. Bởi vậy Hạ Tưởng hoàn toàn tin tưởng, Ngô Thiên Tiếu cũng tốt, Tư Truyền Lượng cũng tốt, sẽ không tự hủy trường thành. Mà Ôn Tử Tuyền cũng có tính toán và suy nghĩ lâu dài. Cô trong sự kiện Ngũ Nhạc, đã cột lên thuyền chiến của hắn. Hiện tại nếu nhảy thuyền, ngoài chết đuối, không có bất kỳ kết quả gì tốt hơn. Vừa đến tỉnh ủy, mới vào văn phòng và ngồi xuống, Ôn Tử Tuyền đã xuất hiện đầu tiên, lấy danh nghĩa báo cáo công việc, đến báo cáo với Hạ Tưởng về hướng đi của tỉnh ủy. Mặc dù có Ngô Thiên Tiếu báo cáo trước đó, nhưng cấp bậc của Ôn Tử Tuyền cao hơn so với Ngô Thiên Tiếu, tầm nhìn cũng khác, góc độ xem xét vấn đề cũng khác, sẽ có những thu hoạch khác cũng chưa biết. Quả nhiên. Từ một góc nhìn khác của Ôn Tử Tuyền đã mang đến cho Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn hướng đi tiếp theo của tỉnh Tề. Giữa hè, Ôn Tử Tuyền mặc váy dài, loại thiết kế theo trang phục công sở, dưới chiếc váy màu đen khoe bắp chân rắn chắc mà trắng nõn, tản mát ra màu da sáng bóng của thiếu nữ,
cũng làm cho người ta âm thầm lấy làm lạ. Phụ nữ ngoài 40 tuổi dáng người đẹp như thế không tính là gì, nhưng làn da vẫn như cũ mềm mại và sáng bóng mê người, cũng không nhiều lắm. Có lẽ có những người phụ nữ như vậy, thật sự là nét xinh đẹp trời sinh, giống như tiên nữ trên trời. Ôn Tử Tuyền trời sinh chính là một phụ nữ dễ dàng làm người ta mơ mộng. Hạ Tưởng đối với Ôn Tử Tuyền cũng không có bất luận suy nghĩ gì khác, chỉ có điều vì nhan sắc của cô có chút mê người mà cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng không biết sao lại nghĩ đến Mai Hiểu Lâm, kỳ thật năm nay về tuổi tác Mai Hiểu Lâm không nhỏ hơn so với Ôn Tử Tuyền bao nhiêu. Cẩn thận nghĩ, Mai Hiểu Lâm cũng không hiện lên nét già, là cán bộ nữ tính đoan trang vô cùng hiếm thấy trong quan trường. Mai Hiểu Lâm và Ôn Tử Tuyền có một điểm giống nhau, chính là cử chỉ vô cùng nền nã và khéo léo. Một phụ nữ rất xinh đẹp trong quan trường không có đất tồn tại. Mai Hiểu Lâm xuất thân từ thế lực gia tộc, có thể có ngày hôm nay, cũng có nhân tố bối cảnh nhất định. Ôn Tử Tuyền lại hoàn toàn dựa vào cố gắng và sự chu toàn của chính mình. Cô có thể có thành tựu ngày hôm nay, nhất định có chỗ hơn người này. Hạ Tưởng bỗng chốc suy nghĩ nhiều một chút, kỳ thật cũng không thể trách hắn nghĩ ngợi lung tung, bởi vì từ sắc đẹp của Ôn Tử Tuyền khiến hắn thoáng chốc nghĩ tới những người phụ nữ như Vương Sắc Phi và Triệu Mẫu Đan. Giống nhau chính là, các cô đều là những người phụ nữ lăn lộn giữa quan trường và thương trường có sắc đẹp tuyệt trần và thông minh tuyệt đỉnh. Đều có mặt dựa vào đàn ông và lợi dụng đàn ông để hướng về phía trước và trèo lên cao. Điểm khác chính là, Vương Sắc Phi ít nhất còn có giới hạn và nguyên tắc, mà Triệu Mẫu Đan chẳng những là tình nhân của mọi người, còn dưới tình trạng tự bảo vệ cắn ngược lại Lý Đinh Sơn một phát, chính là loại hình rắn rết bên trong người phụ nữ xinh đẹp. Một phụ nữ có thể ỷ lại và lợi dụng đàn ông, Hạ Tưởng thậm chí cũng có thể tiếp nhận cô ta đùa giỡn đàn ông. Dù sao mặc kệ quan trường hay thương trường cũng thế, đều là va chạm thực lực và đọ chỉ số thông minh. Nhưng hắn không tha thứ cho phụ nữ vì để giành được thứ mình muốn, liêm sỉ không cần, thân thể không cần giới hạn và nguyên tắc, đến làm người cũng không cần. Bởi vì trong cảm nhận của Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm, Ôn Tử Tuyền cùng với Vương Sắc Phi, Triệu Mẫu Đan, là phụ nữ của bốn loại hình hoàn toàn không giống nhau. Trên tay hắn, sẽ thể hiện ra số phận cuộc đời khác nhau, vận mệnh cuối cùng cũng đi về các hướng kết cục khác nhau. Bí thư Hạ, một nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản ở Bắc Kinh có ý định đầu tư 10 tỷ vốn, chuẩn bị khởi công đầu tư khai thác, phát triển cảng ở thành phố Giao Liêu. Sản nghiệp Lâm Hải cùng với khu thư giãn nghỉ ngơi phát triển lấy dự án bất động sản dẫn đầu. Ôn Tử Tuyền vừa đến liền nhắc đến vấn đề, đúng là vấn đề trên đường Ngô Thiên Tiếu đề cập nhưng bị Hạ Tưởng bỏ qua. Tuy rằng Ngô Thiên Tiếu là thư ký của Hạ Tưởng nhưng nói về suy nghĩ tinh tế, y vẫn kém hơn Ôn Tử Tuyền. Cho nên, Ôn Tử Tuyền vừa mới lên tiếng, lập tức liền thu hút sự chú ý của Hạ Tưởng. Rất rõ ràng, việc đầu tư của nhà đầu tư Bắc Kinh mặc kệ có phải kết quả do một tay Tôn Tập Dân đứng phía sau thúc đẩy hay không. Ít nhất có một chút khiến Hạ Tưởng lập tức cảnh tỉnh, hành động này, hoàn toàn ngắm bắn trực diện nhằm vào dự án của tập đoàn Đạt Tài. Là dựa đòn bẩy kinh tế làm thủ đoạn, lá cờ lớn bất động sản dơ lên cao, muốn bóp chết dự án của tập đoàn Đạt Tài khi vừa mới còn trong nôi. Tôn Tập Dân vì ngắm bắn tập đoàn Đạt Tài, vì giữ gìn lợi ích của Thủ tướng, thật sự phải hạ vốn gốc. Đầu tư 10 tỷ, không phải nói đùa, không phải tranh hơn thua, là quyết sách phải xuất ra tiền bạc thực sự đến đầu tư đồng thời có sự phiêu lưu trên thị trường. Trong lòng Hạ Tưởng nhảy dựng lên, không có nghe nói sau lưng Tôn Tập Dân có lực lượng tư bản thật lớn chống đỡ, là ai quyết đoán như vậy? Ôn Tử Tuyền sau đó trả lời, giải đáp nghi ngờ của Hạ Tưởng. Nhà đầu tư khai thác phát triển ở Bắc Kinh là tập đoàn Thiên Giang, nghi nói có hậu trường rất vững chắc. Tập đoàn Thiên Giang, Hạ Tưởng mở to mắt, hóa ra là bút tích của nha nội. Không trách khí thế lớn, ra tay không tầm thường. Đối với mấy chục công ty trên thị trường có dự án đầu tư quan trọng lớn của tập đoàn Thiên Giang, 10 tỷ đầu tư tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng là một bữa ăn sáng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hành động này của nha nội là căn cứ vào điểm xuất phát là trả thù hắn. Hay là dùng sức đẩy Tôn Tập Dân một phen, khiến Tôn Tập Dân mượn đủ lực ở tình tề đưa ra một bước mấu chốt. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, hành động này của nha nội, rất sắc bén, rất là nhằm trúng điểm quan trọng. Hơn nữa, ra tay không tầm thường, ngay cả Hạ Tưởng cũng phải khâm phục tầm mắt của nha nội. Quả thật cũng không phải cho không, có thể làm ra quyết định đầu tư vào sản nghiệp bất động sản Giao Liêu, đã chứng minh nha nội cũng không phải người hư danh. Về chiến lược đầu tư,
y cũng là một nhân tài rất có tầm nhìn. Bởi vì quyết định làm của Nha Nội, chính là những nơi thuộc hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài ở kiếp trước, tuy quy mô và phương thức đều có điểm khác. Nhưng nhìn cùng một địa điểm, cũng chứng minh, Nha Nội cũng không phải là hoàn toàn nhiệt huyết dâng trào mang tiền đến giận dỗi với hắn, mà là vừa muốn kiếm một món tiền lớn, vừa muốn kiếm lợi ích chính trị. Đến tận lúc này, Hạ Tưởng biết rằng, hành trình Bắc Kinh của hắn, với hướng đi của cục chính trị tình tề sau này, có tác dụng thúc đẩy tích cực và chủ động, mang đến tiến trình vui buồn lẫn lộn. Nhưng con đường phía trước dù gian nan và nhấp nhô hơn nữa, cũng phải quyết tâm tiếp tục bước đi. Huống chi, hắn hiện tại không chỉ đơn thương độc mã, mà là từ trên xuống dưới, từ Bắc Kinh đến tình tề, đã có đủ lực lượng, cũng nắm giữ tài nguyên khổng lồ, ai muốn khiêu chiến hắn, có thể, nhưng sau khi xuất ra toàn lực, cũng xin làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Bởi vì ai muốn dẫm lên vai hắn để giành thắng lợi, phải làm tốt tâm lý bị đánh ngã. Tử Tuyền, sự việc của tập đoàn Thiên Giang tạm thời để sang một bên, có hai chuyện khác, tôi muốn nhấn mạnh một chút. Tập đoàn Thiên Giang không phải quái vật mà Ôn Tử Tuyền có thể đối phó được, nếu đã nhằm vào hắn thì do hắn tự mình ra mặt là được rồi, hắn có chuyện khác muốn Ôn Tử Tuyền đi làm. Công tác của Thiên Thiếu không cần phải nói nữa, tôi rất hài lòng, chính là Tư Truyền Lượng mà giới thiệu, con người cũng không tồi, vất vả cho cô rồi. Hạ Tưởng đã cho thấy thái độ, cũng thầm không nhẹ không nặng chấn chỉnh Ôn Tử Tuyền một chút, để tránh cô có tư tưởng không tốt mượn Ngô Thiên Thiếu và Tập Truyền Lượng vây quanh hắn và lợi dụng. Bất kể cô có manh mối hay không, Hạ Tưởng muốn chính là phải đem tất cả hết mọi khả năng bóp chết trong nôi. Bởi vì hắn cần người bên mình lúc nào cũng tỉnh táo, nếu không trong một loạt xung đột tiếp theo, nếu chẳng may người bên hắn tự loạn trận tuyến, hắn nhất định thảm bại. Vẻ mặt Ôn Tử Tuyền rõ ràng bị kiềm hãm, lập tức nhẹ nhàng hất tóc, vội nói. Lãnh đạo khách sáo rồi, đều là bổn phận của tôi. Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định sẽ trầm tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình. Hai lần nhấn mạnh bổn phận, Ôn Tử Tuyền kiên định biểu lộ rõ lập trường với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa lòng, gật gật đầu. Ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng có đồng chí nữ tin cậy và có năng lực bên cạnh, cô là người đầu tiên. Câu nói làm Ôn Tử Tuyền vô cùng cảm động, muốn nói cái gì, đã thấy Hạ Tưởng phất phất tay. Có một việc cần cô điều tra rõ, điều tra như thế nào, trong lòng cô biết được rồi, không cần nói gì. Hạ Tưởng muốn hoàn toàn thu phục Ôn Tử Tuyền, bởi vì Ôn Tử Tuyền trong đại kế tiếp theo của hắn vô cùng quan trọng. Quá trình lập nghiệp của Triệu Mẫu Đan, còn có mạng lưới quan hệ của cô ta, càng tỉ mỉ càng tốt. Hạ Tưởng vừa nói xong, Ôn Tử Tuyền lập tức đứng lên. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó quay người đi, tuyệt đối không dây dưa thêm. Có cá tính, đủ linh hoạt. Hạ Tưởng nhìn Ôn Tử Tuyền hình dáng rất phong tình. Trong lòng nghĩ không phải vì cơ thể xinh đẹp của cô, mà vì chỗ đáng học hỏi trong cách cô đối nhân xử thế. Bố cục thứ nhất đã được mai phục, tiếp đến cái thứ hai rồi. Hạ Tưởng suy nghĩ, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại. Lúc này vấn đề liên quan đến Phan Bảo Hoa còn đang trong giai đoạn giữ bí mật nghiêm khắc. Phan Bảo Hoa vẫn đang đi làm bình thường, tất cả như cũ. Tỉnh ủy cũng không có chút lời đồn truyền ra, Hạ Tưởng cũng sẽ không lộ ra cho Lý Đinh Sơn một chút tin tức nào. Không vì cái gì khác, chỉ không muốn khiến Lý Đinh Sơn thêm gánh nặng tâm lý. Bởi vì dự án của tập đoàn Đạt Tài đã đủ khiến y bận tâm. Để cho Lý Đinh Sơn tiếp tục vì việc thúc đẩy dự án của tập đoàn Đạt Tài mà toàn tâm công tác tốt. Đọ sức so chiêu phía sau màn, cứ để hắn và Tống Chiêu Độ ra tay cụ thể. Và đem tình hình khống chế trong phạm vi có thể khống chế. Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Đơn giản nói rõ tình hình tình tề và tiến triển mới nhất mà hắn vừa thẩm tra. Tống Chiêu Độ nghe xong chỉ nói một câu. Vẫn giống như những lần trước. Lần trước chính là màn hơn 10 năm trước tại tỉnh Yên hắn và Tống Chiêu Độ liên kết đẩy ngã Cao Thành Tùng. Lời Tống Chiêu Độ nói, trong nháy mắt đã châm ngọn lửa hiếu chiến đã tắt từ lâu trong lồng ngực Hạ Tưởng. Tình tề, bởi vì Lý Đinh Sơn, bởi vì sự kiện Phan Bảo Hoa và Triệu Mẫu Đan, rốt cuộc trở thành đối tượng chú ý của Tống Chiêu Độ. Có lý do để tin tưởng, Tống Chiêu Độ ra tay, thế cục tình tề, nhất định sẽ tiến thêm một bước theo hướng ngày càng không biết phương hướng. Giữa trưa, Hạ Tưởng không về nhà, ăn cơm ở căng tin tỉnh ủy. May mắn thế nào lại tình cờ gặp Chu Hồng Cơ. Với cấp bậc của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, đi ăn ở căng tin tỉnh ủy, chắc chắn là khu ăn uống chuyên dành cho cấp phó tỉnh. Cũng không phải ăn ở khu chung bên ngoài. Bởi vậy,
bên trong căng tin người cũng không nhiều, bởi vì đa số lãnh đạo tỉnh ủy sẽ không ăn cơm ở căng tin. Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng không hẹn mà gặp ở căng tin, hơi ngạc nhiên, sau đó liền chủ động ngồi xuống bên cạnh Hạ Tưởng. Hai người ngồi ở một chỗ yên lặng, vừa khéo có thể nhỏ giọng nói chuyện, không bị người khác chú ý. Thật ra, cho dù có người chú ý, cũng sẽ không có người tò mò hoặc chú ý. Đến chỗ này đều là cán bộ cấp bậc cao, đều biết rõ quy củ của quan trường, cũng không làm những hành động thất thố. Đầu tiên là tùy ý nói vài câu về món đồ ăn của căng tin. Đánh giá về sự khác biệt giữa đồ ăn của Bắc Kinh và tỉnh Tề, sau đó Chu Hồng Cơ liền chủ động bắt đầu đề tài, nói đến đầu tư của tập đoàn Thiên Giang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bí thư Hạ hẳn cũng nghe nói đến hành động của tập đoàn Thiên Giang, cùng với đầu tư của tập đoàn Đạt Tài như cùng một khuôn. Chủ tịch tỉnh Tôn nặng bên này nhẹ bên kia, thái độ đối với tập đoàn Thiên Giang hoàn toàn khác. Nhìn thái độ của ông ta, xem ra muốn tự mình nắm dự án. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân là đồng môn, nói chính xác, y và tập đoàn Thiên Giang cũng là cùng phe cánh. Cho nên, từ lợi ích căn bản mà nói, y chắc chắn sẽ đứng ở bên tập đoàn Thiên Giang. Về việc của chính quyền, tôi đã lâu không chú ý, mấy năm gần đây luôn làm công tác đảng, đối với vấn đề kinh tế, hiện tại thiếu cái nhìn toàn cục. Hạ Tưởng không biểu lộ suy nghĩ thực sự trước mặt Chu Hồng Cơ. Hắn vươn vai cười nói. Nghĩ lại cũng là không tốt, mặc kệ việc giải quyết là công tác nghiên cứu thảo luận hay công tác cụ thể, đều phải quan tâm đến xây dựng kinh tế mới đúng. Chu Hồng Cơ mắt hơi nhắm lại. Sao thế, Bí thư Hạ có quan tâm đến đầu tư của tập đoàn Thiên Giang? Phó Bí thư tỉnh ủy tuy nói quản lý đảng, quần chúng và nhân sự, nhưng cũng không phải có khả năng một chút cũng không nhúng tay vào công việc kinh tế. Ví dụ việc quan trọng như khâu nhân lễ đề nghị tập đoàn Thiên Giang đầu tư. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thành lập tổ phụ trách liên hợp, như vậy tỉnh ủy có thể để Hạ Tưởng ra mặt, ủy ban nhân dân tỉnh cũng phải đối ứng do một ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh phụ trách, với cấp bậc của Hạ Tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất cũng phải do Tần Khản đối ứng. Hơn nữa, thực sự muốn thành lập tổ liên hợp, còn có thể do Hạ Tưởng là chủ, bởi vì Hạ Tưởng xếp hạng cao. Dưới sự chỉ đạo theo phương châm đảng lãnh đạo tất cả, cái phó bí thư tỉnh ủy có chính là phương pháp nhúng tay vào kinh tế, duy nhất một điều kiện tiên quyết chính là nhân vật số một của tỉnh ủy ủng hộ. Đối với các phó bí thư tỉnh ủy khác mà nói, đạt được sự ủng hộ toàn lực của bí thư rất khó, nhưng với Hạ Tưởng mà nói, cũng không có tồn tại bất kỳ vấn đề khó khăn gì. Bởi vậy, Hạ Tưởng nếu muốn tham gia vào việc của tập đoàn Thiên Giang, không phải vấn đề có thể hay không mà là muốn hay không. Quan tâm đến chưa nói tới, là muốn học tập. Không thể để mình lạc trên bờ trong con nước lớn kinh tế thì thảm lắm. Hạ Tưởng cười ha ha, không muốn nói chuyện sâu về tập đoàn Thiên Giang với Chu Hồng Cơ vì không có gì hay để nói. Không cần nghi ngờ gì, Chu Hồng Cơ tất nhiên là khuynh hướng về lập trường của nha nội, liền chuyển đề tài đúng lúc. Bí thư Chu, vấn đề muối của tỉnh kéo dài không ít thời gian rồi. Kỳ thật thời gian cũng không dài mà Hạ Tưởng cố ý nói vậy, cũng là thử lập trường của Chu Hồng Cơ có buông lỏng không. Chứng cứ không đủ, phía ủy ban kỷ luật cũng không thể qua loa đối với một cán bộ cấp sở. Chu Hồng Cơ vẻ mặt không thay đổi, bỗng nhiên nói một câu đầy thâm ý. Về cá nhân tôi mà nói, vẫn hy vọng Bí thư Hạ quan tâm nhiều đến công tác của ủy ban kỷ luật, cho những ý kiến quý giá. Trong lòng Hạ Tưởng đã có chủ ý. Ý kiến thật không có, nhưng thật ra vừa nghe được tin tức, hy vọng có thể giúp được cho Bí thư Chu. Chu Hồng Cơ rất có hứng thú. Nói ra nghe xem nào. Hệ thống cục khai thác muối của tỉnh Yến có vấn đề, tỉnh Yến đang điều tra, bảo thủ mà suy đoán, xem ra sẽ có động tĩnh không nhỏ. Hạ Tưởng lộ tin tức trước cho Chu Hồng Cơ, cũng là căn cứ vào hai phương diện suy xét. Thứ nhất là hệ thống khai thác muối của tỉnh Yến nếu liên quan đến hệ thống khai thác muối tỉnh Tề, sau khi sự việc thực sự xảy ra, tất nhiên cần phối hợp với tỉnh Tề. Hai là lúc này vấn đề cục khai thác muối của tỉnh Tề. Vì áp lực cấp trên mà tạm thời lâm vào cảnh bế tắc. Hắn liền cung cấp ra một suy nghĩ phá vỡ cục diện này, xem Chu Hồng Cơ có tiếp chiêu không. Tiếp, chứng tỏ Chu Hồng Cơ mặc kệ lập trường đối với vấn đề tập đoàn Thiên Giang là gì, ít nhất đối với vấn đề cục khai thác muối nếu lập trường kiên định là đủ rồi. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng Chu Hồng Cơ sau khi nha nội đến, vẫn bắt tay ông ta rất chặt. Chỉ hy vọng Chu Hồng Cơ có thể trước sau vẹn toàn. Không tiếp.
liền cho thấy lập trường Chu Hồng Cơ thay đổi lớn, lùi bước hoặc là chuyển hướng về phía khác. Hạ tưởng sẽ dùng con đường khác để tìm điểm đột phá, vẫn sẽ làm sự việc mở rộng thêm. Tuy nhiên, Hạ tưởng có lý do để tin tưởng, Chu Hồng Cơ sẽ tiếp chiêu, bởi vì một người có tinh thần mạo hiểm từ trong xương sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy được. Có một khối chiến tích chói mắt gần trong gang tấc, nếu không giơ tay nắm bắt, như vậy những gì Chu Hồng Cơ đã làm trước đó mất hết ý nghĩa. Y cũng sẽ làm cho người ta giữ lại ấn tượng một người làm việc có đầu không cuối, không quá tin cậy. Chu Hồng Cơ ao ước chiến tích, đồng thời lại yêu quý thanh danh, y nhất định sẽ nắm bắt một cơ hội phá cục duy nhất lúc này. Hạ tưởng thành công rồi, trầm mặc ước chừng một phút đồng hồ, Chu Hồng Cơ uống một ngụm nước nói. Bí thư Hạ rất quen thuộc với tình hình của tỉnh Yến, có chỗ cần tỉnh tề phối hợp công tác. Ủy ban kỷ luật tỉnh nhất định sẽ hết sức phối hợp. Hạ tưởng cười. Nói không chừng thật sự sẽ phiền đến chỗ bí thư Chu. Buổi chiều nắng rất đẹp, đến 4-5 giờ nhiệt độ mới giảm một chút, khiến ánh nắng đỡ chói chang. Sắp đến giờ tan tầm, Ôn Tử Tuyền gõ cửa bước vào. Vào buổi chiều, Hạ tưởng xử lý không ít chuyện, còn bớt chút thời gian gặp Khâu Nhân Lễ, đơn giản mà nói thu hoạch trong hành trình ở Bắc Kinh. Dù sao có gặp ông cụ nhà họ Khâu, lại đang tiếp xúc chặt chẽ với Khâu Tự Phong. Có rất nhiều điều cần hắn tự mình nói với Khâu Nhân Lễ, để tỏ ra tôn trọng. Vốn định gặp Lý Đinh Sơn, cũng không may mắn, Lý Đinh Sơn lại đi kiểm tra khảo sát ở phía dưới sau khi nhậm chức phó chủ tịch tỉnh. Lý Đinh Sơn quả thật là vô cùng chịu khó, chưa từng nghỉ ngơi một ngày, một lòng vùi vào trong công việc chỉ đành phải thôi. Kỳ thật Hạ tưởng còn có một tính toán, chính là cố ý ngồi cùng Tần Khản. Đã bảo Ngô Thiên Tiếu tìm một cái cớ đi sắp xếp một chút. Ngô Thiên Tiếu mới ra cửa, Ôn Tử Tuyền đã tới rồi. Chẳng lẽ việc giao cho Ôn Tử Tuyền đi làm đã có kết quả? Hạ tưởng lâm vào kinh ngạc, tốc độ cũng quá nhanh. Ai ngờ sau Ôn Tử Tuyền nói, khiến Hạ tưởng càng giật mình kinh hãi. Bí thư Hạ, có một người quen nhờ tôi chuyển lời, nói muốn gặp anh. Ôn Tử Tuyền là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tất nhiên biết rõ lãnh đạo rất phiền chuyện cấp dưới giới thiệu người quen. Hạ tưởng rất rõ Ôn Tử Tuyền sẽ không nhàn rỗi giới thiệu người không liên quan. Tuy nhiên, vẫn không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi. Là ai? Vương Sắc Phi. Ôn Tử Tuyền vừa nói xong, liền cười cười. Nếu không nói, người phụ quá đẹp quá thông minh rồi, cũng là chuyện không tốt. Bởi vì rõ ràng bên trong nét tươi cười của Ôn Tử Tuyền, đầy thâm ý. Làm vị bí thư Hạ vô cùng hiểu biết phụ nữ, liếc mắt một cái biết Ôn Tử Tuyền cười có mờ ám trong đó. Hiển nhiên, cô coi Vương Sắc Phi là một trong những người phụ nữ của hắn. Hạ tưởng không giải thích gì, rất sạch sẽ trong sạch, tin tưởng với trí thông minh của Ôn Tử Tuyền, rất nhanh sẽ biết quan hệ của hắn và Vương Sắc Phi. Hắn chỉ ngạc nhiên, vì sao Ôn Tử Tuyền quen Vương Sắc Phi. Không ngờ lời Ôn Tử Tuyền nói tiếp theo, càng cho Hạ tưởng kinh ngạc. Tôi quen Vương Sắc Phi vài năm rồi, hôm nay mới biết hóa ra cô ấy cũng quen bí thư Hạ. Còn nữa, quan hệ giữa Sắc Phi và Triệu Mẫu Đan cũng không tồi, trong tay tôi có một chút tư liệu về Triệu Mẫu Đan. Tuy nhiên, hẳn là không chi tiết bằng Sắc Phi. Thật sự là đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, đến khi tìm thấy chẳng tốn chút công sức. Hạ tưởng nói không kinh ngạc và vui mừng đó là giả, cứ cho là hắn đã đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, cũng không tự chủ được mà đập bàn. Thay tôi chuyển lời với Vương Sắc Phi, tối tôi mời cô ấy ăn cơm. Ôn Tử Tuyền mắt sáng lên, vui vẻ. Lãnh đạo yên tâm, nhất định tôi sẽ nói. Cô buông tài liệu trong tay, đang muốn xoay người rời đi, bởi vì lãnh đạo và Vương Sắc Phi đi ăn cơm riêng với nhau, chắc chắn không có chuyện của cô. Không ngờ bị Hạ tưởng gọi lại. Đúng rồi, Tử Tuyền, buổi tối cô cũng cùng đến luôn nhé. Ôn Tử Tuyền chỉ qua loa đồng ý một câu, sau đó chần chừ ra khỏi phòng làm việc. Trong lòng bồi hồi tự hỏi, không biết Hạ cố ý để cô tiếp khách là có dụng ý gì. Lại có ám chỉ gì đây? Phụ nữ cuối cùng cũng vẫn là phụ nữ, có khi suy nghĩ nhiều. Thật ra Hạ tưởng đâu có ám chỉ gì, chẳng qua là cảm thấy có Ôn Tử Tuyền tiếp khách, không đến mức để một nam một nữ trong bữa tiệc có vẻ mờ ám. Sau khi tan tầm, không có thư ký tiếp khách, chỉ có lái xe tư truyền lượng đưa Hạ tưởng đến dự tiệc. Trên đường Tập truyền lượng cẩn thận nói. Bí thư Hạ, lần trước tình hình tôi nói, không biết có tác dụng gì không? Câu này hỏi rất rụt rè, Hạ tưởng ngược lại mỉm cười, so với Ngô Thiên Tiếu thành thục và láo cá, Tư Truyền Lượng thành thật hơn. Nói, có ích,
rất có ích. Tập truyền lượng mừng rỡ, dường như giành được món thưởng lớn. Bí thư Hạ, tôi còn có tình hình muốn báo cáo. Hạ Tưởng sửng sốt. Tình huống gì, cứ việc nói. Người khác sẽ không tin tưởng lời một người lái xe nói, bởi vì vấn đề Phan Bảo Hoa nhất định phải do Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra mặt mới có thể giải quyết. Tư truyền lượng kém xa cấp bậc của Phan Bảo Hoa y không có khả năng biết được tin tức thật sự. Hạ Tưởng thì không, hắn sẽ không đả kích trái tim hướng tới của bất luận cấp dưới nào muốn dựa vào hắn, liền chăm chú lắng nghe Tư truyền lượng nói gì. Chủ yếu cũng là tin tức tản mát mà lần trước Tư truyền lượng lộ ra, khiến trước mắt hắn bừng sáng. Tập truyền lượng nói câu đầu tiên làm Hạ Tưởng giật mình không ít. Lái xe của Chủ tịch tỉnh Phan Khuất Chính lúc ăn cơm chưa nói với tôi, gần đây Chủ tịch tỉnh Phan rất sốt nổi, thường xuyên nói chuyện điện thoại nước ngoài, y còn nói, Chủ tịch tỉnh Phan biết có người âm thầm điều tra ông ta, còn chuẩn bị vài cái hộ chiếu giả. Không tốt, Hạ Tưởng ngực đập thình thịch kinh hãi, Phan Bảo Hoa hẳn là nhận được tin tức nội tuyến, chuẩn bị chạy trốn rồi. Phải áp dụng cách gì để giữ Phan Bảo Hoa lại? Nếu không Phan Bảo Hoa vừa đi, chẳng những khiến một con sâu lớn cao chạy xa bay, hơn nữa có khả năng khiến người nào đó thực hiện âm mưu giết Lý Đinh Sơn. Là lãnh đạo, có đôi khi phải dùng tốt người bên cạnh, nếu không thư ký có thể trở thành hình tượng đối ngoại của lãnh đạo, cũng có thể hủy diệt một tiền đồ triển vọng của lãnh đạo. Tương tự, sau lưng mỗi một lãnh đạo thành công đều có một người lái xe chịu mệt nhọc. Hạ Tưởng cũng không tồi, so sánh với rất nhiều cán bộ không biết lái xe. Hắn chẳng những kỹ thuật lái xe không tồi, cũng bởi vì tuổi trẻ, có sức lái xe nói đi còn nói lại, sau lưng mỗi một lãnh đạo tham nhũng bị phát hiện, cũng đều có một lái xe, đầu tiên nhất làm chỗ đột phá bị điều tra. Thành cũng ở lái xe, bại cũng ở lái xe, trên cơ bản sau lưng mỗi lãnh đạo tham nhũng bị phát hiện, đều là lái xe bị khống chế đầu tiên đồng thời nói ra nhiều việc liên quan. Trước tiên không đánh giá trình độ lái xe của Phan Bảo Hoa. Đơn giản nói sự thật Khuất Chính để lộ ra tin tức ghê người, khiến cho Hạ Tưởng lâm vào chấn động. Bởi vì hắn biết, phải áp dụng cái gì để xúc tiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương hành động nhanh một bước. Nếu không, tỉnh Tề sau khi Tư Mã Bắc trốn đi, lại có khả năng sẽ có một gã lãnh đạo cấp phó tỉnh chạy án. Do đó nảy sinh một ghi chép mới là thị trưởng tại chức chạy trốn. Lúc trước Tư truyền lượng để lộ ra tin tức, nội dung vô cùng phong phú. Một hình tượng rất sống động như Phan Bảo Hoa, ngay cả trong lời tự thuật mà lời nói và tình cảm không quá phong phú của Tư truyền lượng, cũng sôi nổi trước mặt Hạ Tưởng. So sánh với những quan viên ba nhiều lộ liễu, nhiều tiền, nhiều nhà và nhiều phụ nữ, biệt hiệu của Phan Bảo Hoa ngoài Phan An, còn có một cái khác Phan Bất Đa. Phan Bất Đa ý tứ chính là tiền, nhà ở và phụ nữ mãi mãi đều chê ít. Tặng món quà 1 triệu tệ có nhiều không? Không nhiều, tặng món quà 10 triệu tệ. Cũng không nhiều lắm. Nói tóm lại, chính là lòng tham, chỉ cần là ưu đãi vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Ở trên, nếu nói là những gì Hạ Tưởng nghe thấy, bên dưới, chính là Tư truyền lượng tặng cho tin tức động nhất vô nhị. Tục truyền, Phan Bất Đa chẳng những vợ và con cái đều ở nước ngoài Canada không có điều ước dẫn độ với Trung Quốc hơn nữa, tài sản của con trai bảo thủ mà tính từ 1 tỷ trở lên. Chẳng những ở trong những khu nhà cao cấp, xe hạng sang ở nước ngoài. Hơn nữa còn chơi đùa các cô gái. Mà thân là Phan Bất Đa lõa quan, con đường chính trị của Phan Bất Đa luôn luôn ở trong tỉnh Tề. Từng làm lãnh đạo một nơi hơn 13 năm, người tỉnh Tề trị người tỉnh Tề là hiện tượng gần như ở mỗi lãnh đạo tỉnh Tề, đều có diễn dịch. Phan Bất Đa thống trị ở địa phương 13 năm, là 13 năm xây dựng rầm rộ, tỉnh ủy cũng tốt, ủy ban kỷ luật tại địa phương cũng tốt. Không phát hiện nhiều vấn đề lắm. Khi còn đảm nhiệm thị trưởng là lúc Phan Bất Đa cũng nổi tiếng khắp nơi. Bị dân chúng địa phương hình tượng mà gọi là Phan Bất Đa. Nhưng Phan Bất Đa thanh danh dù có lớn, ác danh cũng không đến tỉnh ủy, không đến Bắc Kinh. Khó không phải là nguyên nhân tỉnh Tề thế lực bản địa quá hùng mạnh, thiêu diệt thành một tấm lưới kín không có kẽ hở nguyên do là có người thay Phan Bất Đa lộn trái túi. Dường như ở trong nước, quỹ tích trưởng thành của mỗi một tham quan, đều có một hiện tượng rất kỳ lạ. Chính là dân gian nghe đồn ầm ĩ, mỗi người đều biết người nào đó là tham quan, thậm chí ở địa phương biến thành kêu ca ầm ĩ. Sau lưng dân chúng mỗi người đều chửi chó má, người đó vẫn đồ sộ bất động như cũ, nói chuyện trên TV, sau đó thăng chức thuận lợi, Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Ủy ban Kỷ luật Trung ương như điếc như câm. Rốt cuộc là coi như không thấy, vẫn là bởi vì nguyên nhân ở chỉ số thông minh, bị cấp dưới bịt mắt.
Giống như năm đó lãnh đạo cấp phó tỉnh của tỉnh Tề nổ súng bắn chết tình nhân. Sau khi giết người đoạt mệnh, mới bị xét xử, sau đó mới là một tham quan tội ác tày trời bị ủy ban kỷ luật tỉnh chính nghĩa bắt. Suy nghĩ lại, nếu không phải một người phát rồ bắn chết tình nhân, thì y vẫn là cán bộ đảng viên ưu tú, cuối cùng còn muốn lưu danh nghìn đời sao? Hóa ra, giữa lưu danh nghìn đời và để tiếng xấu muôn đời, chỉ kém một trái bom. Cân nhắc cẩn thận vẫn có thể xem là sự châm chọc to lớn. Hạ Tưởng ở Bắc Kinh sau khi nghe nói đến sự việc Phan Bảo Hoa, lập tức thông qua một số con đường điều tra quá trình của Phan Bảo Hoa. Phan Bảo Hoa ở tỉnh Tề làm lãnh đạo mười mấy năm, bồi dưỡng lượng lớn người thân tín, chỉ riêng ở thành ủy y đề bạt trên 10 cán bộ cấp huyện, cấp cục trở lên. Chưa nói đến những người từng là thư ký của y hiện tại đều đảm nhận nhân vật số 1 số 2 tại các huyện và thành phố của tỉnh Tề. Nói không khoa trương chút nào, gần như phía sau mỗi lãnh đạo lớn của tỉnh Tề, đều có một mạng lưới quan hệ khổng lồ phức tạp. Nguyên nhân căn bản tạo ra tình hình này chính là hiện tượng quái lạ cán bộ tỉnh Tề cũng không ra khỏi tỉnh Tề. Cũng là nguyên nhân Hà Giang Hải dám chuyển tiết Tấu Khâu Nhân Lễ, là đại diện thế lực địa phương lớn nhất. Hà Giang Hải so với Phan Bảo Hoa thực lực hùng hậu hơn. Đồng thời, Tống Chiêu Độ quả nhiên cũng có thủ đoạn, thời gian không đến một ngày, đã thẩm tra sự thực về cuộc đọ sức phía sau màn trong vấn đề Phan Bảo Hoa, và cũng cung cấp một tin tức chính xác cho Hạ Tưởng ủy ban kỷ luật đã bí mật điều tra hơn 10 cán bộ cấp huyện mà Phan Bảo Hoa đề bạt. Trên cơ bản công tác bên ngoài đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ còn thiếu việc ra tay cuối cùng. Nhưng đang chuẩn bị áp dụng với Phan Bảo Hoa, bỗng nhiên kẹt lại, cũng không biết mắt xích nào đột nhiên xảy ra vấn đề. Tống Chiêu Độ vẫn chưa nói tỉ mỉ với Hạ Tưởng nguyên nhân này. Nhưng nếu không ngoài dự đoán, khả năng vẫn là có liên quan đến âm mưu có người muốn mượn thế kéo Phan Bảo Hoa xuống ngựa, cũng kéo Lý Đinh Sơn xuống cùng. Phải chăng đồng thời áp dụng điều tra với Lý Đinh Sơn, trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương ý kiến cũng không thống nhất, mới tạm hoãn bắt giam trực tiếp Phan Bảo Hoa. Ban đầu Hạ Tưởng muốn mượn tay Ôn Tử Tuyền và Vương Sắc Phi đứng bên cạnh xuất kích. Mượn điều tra sự thật vấn đề Triệu Mẫu Đan để chứng thực vấn đề Phan Bảo Hoa. Đồng thời minh oan cho Lý Đinh Sơn. Không ngờ tập truyền lượng tiến thêm một bước cung cấp tin tức chính xác. Cũng làm Hạ Tưởng trước mắt sáng ngời, lại phát hiện thêm một điểm thiết nhập khác khuất chính. Không sai, chính là lái xe của Phan Bảo Hoa khuất chính. Truyền lượng, cậu và khuất chính quan hệ cũng không tệ lắm. Trong lòng Hạ Tưởng có chủ ý. Đúng là không tồi, khuất chính là chiến hữu của tôi, lại là đồng hương, y có chuyện gì đều nói cho tôi biết. Bởi vì y biết, tôi thành thật, sẽ không nói lung tung. Nói xong Tư Truyền Lượng ý thức được cái gì đó, mặt đỏ lên. Ngoài lãnh đạo, lời khuất chính nói, tôi chưa nói với ai. Cậu làm rất khá, Truyền Lượng. Hạ Tưởng đúng lúc khen ngợi Truyền Lượng một câu, lập tức còn nói. Như vậy đi. Chốc nữa cậu trở về, không cần đón tôi, cùng Thiên Thiếu, hẹn khuất chính ăn cơm. Ăn cơm cùng khuất chính. Tư Truyền Lượng trí tuệ kém xa so với Ngô Thiên Thiếu, không theo kịp suy nghĩ của Hạ Tưởng. Một chút không hiểu được vì sao Hạ Tưởng muốn y ăn cơm cùng khuất chính. Đang muốn hỏi vì sao, suy nghĩ lại thấy không đúng, lãnh đạo bảo việc gì, không thể hỏi nhiều, vội sửa lại. Vâng, lập tức sẽ làm. Vẻ mặt của Tư Truyền Lượng thay đổi trong mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lặng yên cười, biết Tư Truyền Lượng trong sự thật thà chất phác, cũng có một chút tỉnh táo, cũng rất vừa lòng. Tới địa điểm, Tư Truyền Lượng lái xe đi, Ôn Tử Tuyền và Vương Sắc Phi liền ra đón. Có lẽ vì Ôn Tử Tuyền và Vương Sắc Phi đẹp như nhau, lại có lẽ Ôn Tử Tuyền sau khi hết giờ làm ăn mặc khác. Cô thay một chiếc váy dài, tuy so với ăn mặc ở tỉnh ủy càng kín đáo hơn, nhưng càng vừa người, càng gợi cảm. Và đứng bên cạnh Vương Sắc Phi. Không kém hơn so với Hoa Khôi thành phố Lang năm đó từng chấn động một thời. Năm đó Hoa Khôi thành phố Lang, hiện nay Vương Sắc Phi, vài năm rồi sắc đẹp không thay đổi, vẫn xinh đẹp và thần bí như hoa dạ lai hương. Chỉ có điều, trong vẻ mặt đang cười càng nhiều sự kính sợ và kính nể. Cũng đúng, Hạ Tưởng năm đó là phó thị trưởng thường trực thành phố Lang, hiện tại dĩ nhiên là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Vẫn anh tuấn như cũ, trong sáng như trước. Cũng vẫn là nhân vật số 3 đứng trên cao quản lý vận mệnh tiền đồ của vô số người. Vương Sắc Phi tuy rằng hiểu biết Hạ Tưởng như bạn cũng vẫn cảm thấy áp lực. Chức vụ và quyền lực mang đến hào quang, khiến Hạ Tưởng làm người ta trông thấy bên ngoài đẹp trai, thêm khí chất kẻ bề trên có quyền lớn trong tay. Tuy nhiên, Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng,
ở lâu trên vị trí cao quả thật khiến hắn đã dưỡng thành uy thế nhất định. Nhưng hắn vẫn thản nhiên đứng như cũ, vẫn thân thiết chủ động giơ tay ra như cũ. Sắc Phi, đã lâu không gặp, cô vẫn là người xinh đẹp nhất thành phố Lang năm đó. Một đóa hoa Sắc Phi rung động lòng người. Một câu nói làm Vương Sắc Phi mở cờ trong bụng. Hạ Tưởng biết khen người khác, tôi hiện tại đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc rồi. Cô có thể mời tôi đến Hạ Vũ Hà ven Hồ Đại Minh, chứng tỏ cô rất quen thuộc với thành phố Lỗ. Nói ra cũng rất khéo, Vương Sắc Phi mời Hạ Tưởng ăn cơm, địa điểm vẫn là nơi nổi tiếng Hạ Vũ Hà. Ôn Tử Tuyền thản nhiên cười. Bạn cũ gặp lại, nhất định có nhiều điều muốn nói, tuy nhiên, bên ngoài không phải là chỗ nói chuyện. Mấy người tới một gian phòng, sau khi ngồi xuống, còn chưa nói chuyện. Ngô Thiên Tiếu đã gọi điện thoại đến. Hạ Tưởng cười xin lỗi, nghe điện thoại. Không ngoài dự đoán, là Ngô Thiên Tiếu xin chỉ thị dù Ngô Thiên Tiếu biết rõ sắp xếp của lãnh đạo là gì, nhưng dù sao việc lớn quan trọng, y không thể có một chút sai lầm. Lãnh đạo, mời Khuất Chính ăn cơm thì dễ làm, chủ yếu là về mặt quy cách, tôi không thể nắm chắc. Ngô Thiên Tiếu cười một chút liền hỏi luôn vấn đề. Hạ Tưởng trầm ngâm một chút nói. Quy cách giờ không thành vấn đề, uống ít rượu, đừng nói lung tung là được. Ngô Thiên Tiếu cười ha ha. Sẽ làm theo tinh thần chỉ thị của lãnh đạo. Nghe xong điện thoại của Ngô Thiên Tiếu, suy nghĩ một chút, Hạ Tưởng chưa quay lại ngay chỗ hàn huyên với Vương Sắc Phi, mà lập tức gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Bí thư Tống, y khả năng muốn chạy trốn. Tống Chiêu Độ lập tức hiểu ý. Tốt, tôi biết rồi. Tống Chiêu Độ lúc này còn ở Bắc Kinh. Do ông ta ở Bắc Kinh phối hợp, tin rằng Phan Bảo Hoa có chạy đằng trời. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, Hạ Tưởng mới phát hiện Vương Sắc Phi và Ôn Tử Tuyền cười rất mờ ám. Đồng thời nhìn chằm chằm về phía hắn. Hạ Tưởng ha hả cười. Làm sao vậy, trên mặt tôi có hoa hay sao? Ôn Tử Tuyền cười mà không nói, dù sao cô là cấp dưới của Hạ Tưởng, Vương Sắc Phi gan lớn hơn một chút, cười nói. Tôi đang cười phẩm vị của bí thư Hạ sao lại rơi xuống thấp thế, năm đó ở thành phố Lang đối với người như tôi cũng không có hứng thú. Sao hiện tại lại cảm thấy hứng thú với Triệu Mẫu Đan? Tử Tuyền vừa rồi nói, Triệu Mẫu Đan có thể kém xa tôi. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, mới biết được phụ nữ cuối cùng cũng là phụ nữ, so với đàn ông càng nói chuyện linh tinh nhiều, cũng dám lét lút nói đùa về hắn. Quen hắn lâu, lá gan cũng lớn phải không? Sau khi Hạ Tưởng cười xong, lại thay đổi vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú với Triệu Mẫu Đan. Nhưng, không giống như các cô nghĩ, tôi là muốn sắp đặt cô ta vào chỗ chết. Ôn Tử Tuyền và Vương Sắc Phi nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi lớn. Thời gian Ôn Tử Tuyền quen Hạ Tưởng còn ngắn, còn chưa thấy gương mặt lạnh lùng bức người của hắn. Mà cả Vương Sắc Phi đã quen biết Hạ Tưởng rất nhiều năm rồi. Cũng chưa bao giờ thấy được sự lạnh lùng ác nghiệt của Hạ Tưởng. Hai người đều bị vẻ mặt biến sắc tức giận của Hạ Tưởng làm cho không nói lên lời, cũng là điều có thể hiểu được. Nói thật ra, Ôn Tử Tuyền thật sự cũng biết Hạ Tưởng nhất định có mục đích chính trị đằng sau việc điều tra Triệu Mẫu Đơn, khẳng định không phải có tư tưởng nam nữ với Triệu Mẫu Đơn. Theo cô nhận thấy, Phó Bí Thư Hạ không phải là người như vậy, hơn nữa, Triệu Mẫu Đơn là hạng người gì? Dùng cụm từ ai cũng có thể xem như chồng mình để hình dung mặc dù có chút bị ổi, nhưng cũng gần như là như vậy rồi. Hầu như khi muốn có được lợi ích gì đó, cô ấy đều phải hiến dâng cơ thể như lẽ thường. Theo như những nội tình mà Ôn Tử Tuyền biết, Triệu Mẫu Đơn đã phục vụ cho mười mấy quan lớn rồi. Trong đó thậm chí có cả cán bộ cấp tỉnh trở lên. Phó Bí Thư Hạ nếu cũng phát sinh quan hệ gì đó với Triệu Mẫu Đơn, thì sẽ khiến cô không thoải mái. Cho dù nói ra cũng chỉ là việc cá nhân của Hạ Tưởng, hắn và cô thực sự không có mối liên quan gì. Quan hệ giữa Triệu Mẫu Đơn và Phan Bảo Hoa, Ôn Tử Tuyền cũng có biết một chút, nhưng cô không biết rõ sự thật Phan Bảo Hoa đã bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương âm thầm điều tra, với cấp bậc của cô, những tin tức nóng sốt mà cô biết được cũng rất ít. Không biết làm sao, Vương Sắc Phi lại một mực cho rằng Hạ Tưởng muốn kéo Triệu Mẫu Đơn xuống, liền thừa dịp Hạ Tưởng gọi điện nói chuyện. Nhỏ giọng nói với Ôn Tử Tuyền về những tin đồn về sự đào hoa của Hạ Tưởng năm đó ở thành phố Lang, cùng với chuyện tình yêu song gió giữa hắn với Hoa Nhài Vàng Bạc, cho dù chỉ là tin đồn, chưa chắc là thật. Nhưng tố chất trời sinh của Vương Sắc Phi đối với chuyện nam nữ lại rất nhạy cảm và có liên tưởng, liền nghĩ rằng Hạ Tưởng trải qua nhiều rồi, đã trưởng thành hơn trước kia rồi, cũng tới thời kỳ sung sức của đàn ông,
thì có chút theo đuổi về số lượng chứ không phải theo đuổi về chất lượng nữa. Nếu để Hạ Tưởng biết ý nghĩ thực sự của Vương Sắc Phi, có khi phải dở khóc dở cười, còn có thể phê bình cô một trận. Với mối quan hệ phức tạp khó nói giữa hai người, mắng đùa vài câu cũng bình thường. Hạ Tưởng là phó bí thư thật, nhưng không phải đi tới đâu cũng có thể để lộ mình là phó bí thư, một mặt vẫn rất ôn hòa với mọi người. Cần phải nói Hạ Tưởng tính thẳng thắn, đồng thời gương mặt đột nhiên biến sắc, khiến cho Ôn Tử Tuyền và Vương Sắc Phi bị dọa chết khiếp. May mà một lát sau, Ôn Tử Tuyền phản ứng trước, nghĩ tới gì đó rồi hỏi một câu. Phó bí thư Hạ, có phải là Triệu Mẫu Đơn có chỗ nào đắc tội anh không? Mặc dù cô ấy có tham lam, nhưng dù sao cũng xem như biết quy củ. Sau khi hỏi xong lại thấy hối hận, mặc dù bây giờ là lén lút nhưng cô và Vương Sắc Phi không giống nhau, Vương Sắc Phi là bạn của Hạ Tưởng, ngược lại cô là cấp dưới của hắn. Hạ Tưởng xua xua tay, vừa cười vừa nói. Nhưng cũng đã làm sợ mọi người, Triệu Mẫu Đơn bất luận làm cái gì, dù sao phía trước mặt cũng không còn đường nữa. Ôn Tử Tuyền, tôi cũng không sợ bảo cho cô biết rằng ngày chết của Triệu Mẫu Đơn đã tới gần rồi. Nói ra như vậy nhẹ nhàng hơn lúc nãy, nhưng cũng cùng ý nghĩa, Ôn Tử Tuyền thì biết sự việc phát sinh to rồi. Cô gật gật đầu, nhìn về phía Vương Sắc Phi. Sắc Phi, ngại quá, đã kéo cô cùng xuống nước rồi. Vương Sắc Phi sau khi tỉnh táo từ sự khiếp sợ, vừa bình tĩnh trở lại, còn mỉm cười. Năm đó khi ở thành phố Lang, tôi cũng là bởi vì cùng đi với Phó Bí Thư Hạ nên mới không bị gục ngã. Bây giờ nước chảy đá không rời, nếu gặp mặt Phó Bí Thư Hạ, tôi vẫn lựa chọn như năm đó. Tôi chỉ hỏi Phó Bí Thư Hạ một câu, anh cần tôi làm gì? Được. Hạ Tưởng bị kích động bởi lời nói tốt đẹp ấy, cầm lên một chén rượu nói. Vương Sắc Phi, tôi mời cô một ly. Vương Sắc Phi ngây người ra một lúc lâu, thậm chí không dám tin vào tai mình, cô tay run run nâng ly rượu lên, nước mắt đã rơm rớm, lẩm bẩm. Nói một câu mong Phó Bí Thư Hạ đừng chê cười, năm đó khi ở thành phố Lang Anh gọi tôi một tiếng chị Sắc Phi, tôi cả đêm không ngủ được, còn cảm động tới ba ngày, tiếng gọi chị Sắc Phi luôn ở vọng bên tai tôi, hôm nay lại nghe câu nói ấy của anh, lại nói thêm một câu không sợ anh cười. Tôi bán cho anh cũng đáng. Quả thật, Vương Sắc Phi tiếp xúc với quan trường và thương trường đã nhiều năm, cô nói chuyện hay làm việc đều có sự biểu diễn hay giả tạo trong đó. Giữa thật và giả, thật sự khó có thể phân biệt, nhưng mấy câu nói vừa rồi, cũng quả thật cũng có sự thực lòng nhất định. Năm ấy sự kết giao giữa cô và Hạ Tưởng cũng có nhiều sự việc đáng nhớ. Có lẽ Hạ Tưởng cũng đã quên nhưng, với Vương Sắc Phi mà nói, Hạ Tưởng quả thật là người con trai mà cô không thể có được khiến cô không thể nào quên. Với một người đàn ông mà nói, người phụ nữ mà họ không có được là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Phụ nữ cũng vậy, Vương Sắc Phi nhận định Hạ Tưởng là người con trai tốt nhất. Ôn Tử Tuyền bị lời nói mạnh bạo mà sắc sảo ấy làm cho ngây người. Cô làm việc trong quan trường đã lâu, cho dù có tình cảm mãnh liệt vậy cũng không dám nói ra với người lãnh đạo mình, cô lo sợ Hạ Tưởng tức giận, khi đang chuẩn bị giảng hòa. Hạ Tưởng đã lên tiếng. Cùng với một tiếng thở dài, Hạ Tưởng nói. Chị Sắc Phi vẫn là chị Sắc Phi năm đó, phong cách vẫn vậy, sức hấp dẫn vẫn không giảm đi. Vương Sắc Phi vừa cười vừa nói. Có thể lại được ngồi cùng Phó Bí Thư Hạ là vui rồi, mong Phó Bí Thư Hạ chỉ bảo thêm, tôi và Ôn Tử Tuyền có thể làm được gì, chỉ cần anh nói ra, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, thì làm gì cũng được. Lời nói này có hàm ý khác. Ôn Tử Tuyền ở bên cạnh mặt bất chợt đỏ lên, tim đập tình thịch. Tâm trạng của Hạ Tưởng tốt hơn, đạt được điều mình muốn, cuối cùng liền nói ra suy nghĩ của hắn. Sắc Phi, nếu chị và Triệu Mẫu Đơn có sự qua lại trong làm ăn buôn bán, thì bắt đầu từ bây giờ, phải phân rõ ranh giới. Còn cô nữa, Ôn Tử Tuyền, nếu trước kia cô đã từng hợp tác với Triệu Mẫu Đơn, thì cũng nên rửa tay chân cho sạch sẽ. Sau đó... Đem toàn bộ chuyện về Triệu Mẫu Đơn mà các cô biết kể cho tôi biết, càng kể tỉ mỉ càng tốt, càng đi sâu biết rõ càng tốt. Ôn Tử Tuyền hiện tại đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mặc dù cô còn không biết rốt cuộc là liên lụy tới ai, nhưng chỉ biết rằng Triệu Mẫu Đơn nhất định phải sụp đổ, mà còn bị phá sản. Bởi vì Phó Bí Thư Hạ đã hạ quyết tâm muốn ra tay với ai, trong địa phận tỉnh Tề, thì không có việc gì khó. Ôn Tử Tuyền vừa mới nhận ra được một chút thủ đoạn của Hạ Tưởng thì đã nhận định rằng trình độ của hắn rất cao siêu. Chứ đừng nói đến một Vương Sắc Phi đã từng tận mắt chứng kiến những gì Hạ Tưởng đã làm khi còn ở thành phố Lang nữa.
Từ khi Hạ Tưởng nói Triệu Mẫu Đơn sẽ phải vào chỗ chết, trong lòng Vương Sắc Phi, Triệu Mẫu Đơn đã là một người chết rồi. Bởi vì Vương Sắc Phi không những hiểu Hạ Tưởng, mà cũng hiểu rõ Triệu Mẫu Đơn. Triệu Mẫu Đơn dù có lợi hại, dù có mạng lưới quan hệ rộng rãi, dù có kinh doanh lớn, thì cô ta cũng chỉ là phụ nữ, là một người phụ nữ chỉ biết dựa vào việc mua vui cho đàn ông và các thủ đoạn bất chính khác để kiếm tiền, là một người phụ nữ hơi có tâm cơ và tính toán mà thôi. Nói về tài năng, còn không bằng được cô, về võ lực thì không so được với Nga Ni Trần, nói về tâm kế càng không bì được thị trưởng Cổ Hướng Quốc của thành phố Lang Cô năm đó. Những người trên đây đều phải thất bại dưới tay phó bí thư Hạ, Triệu Mẫu Đơn bị Hạ Tưởng theo dõi, lẽ nào còn có thể thoát được. Nói tới con người Triệu Mẫu Đơn, Vương Sắc Phi còn có nhiều điều để kể. Triệu Mẫu Đơn tên thật là Triệu Minh Minh, sau đó vì sao lại đổi tên thành Triệu Mẫu Đơn thì cô cũng không biết. Dù sao khi Vương Sắc Phi và Triệu Mẫu Đơn quen nhau ở Bắc Kinh, Triệu Minh Minh đã trở thành Triệu Mẫu Đơn nổi tiếng về xã giao ở tỉnh Tề rồi. Những việc kinh doanh mà Triệu Mẫu Đơn làm rất phức tạp và lộn xộn, không có cơ cấu, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó. Vận chuyển dầu mỏ, buôn lậu thuốc lá, v.v. Sau khi lập nghiệp, đi khắp nơi nhận thầu công trình, làm người trung gian, tay Vương rất dài, ăn cũng rất khó coi. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị người trong cuộc ghét bỏ rồi, chỉ tiếc cô ta là một phụ nữ, là người phụ nữ rất xinh đẹp và có nhiều quan lớn đã chung giường với cô, người bảo vệ cho cô rất nhiều. Bởi vậy cô ở tỉnh Tề mặc dù chỉ là một cô gái bán hoa nho nhỏ, nhưng lại không có ai có đủ bản lĩnh, khiến Triệu Mẫu Đơn phải bị trừng trị. Vương Sắc Phi và Triệu Mẫu Đơn cũng hợp tác cùng nhau vài lần, là chuyển một ít hàng hóa từ tỉnh Tề về. Triệu Mẫu Đơn quả thật là tinh thông mọi chuyện, nhanh chóng giúp Vương Sắc Phi ngoại giao. Tuy nhiên cô ta cũng được lời quá lớn, trực tiếp nhận 70% lợi nhuận, chỉ đưa cho Vương Sắc Phi 30%. 30% thì 30%, Vương Sắc Phi mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào, bởi vì nếu Triệu Mẫu Đơn không ra tay thì cô ngay cả 10% có lẽ cũng không có. Nhưng cũng khiến cho cô biết rõ cách đối nhân xử thế của Triệu Mẫu Đơn, biết Triệu Mẫu Đơn cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ làm nhiều người tức giận. Không ngờ chưa thấy được Triệu Mẫu Đơn làm nhiều người tức giận, lại đã trêu tức phó bí thư Hạ, cũng xem như cô ta tự làm tự chịu. Hiện tại cô ta đang bị Hạ Tưởng theo dõi, Vương Sắc Phi sẽ không khách khí nữa, kể hết những gì cô biết về cô ta, nói hết toàn bộ từ đầu tới cuối. Cuối cùng, dường như vẫn còn chưa đủ, Vương Sắc Phi cố gắng nhớ lại một chút, lo lắng mình đã quên chi tiết nào, quả nhiên nghĩ đi nghĩ lại, liền nói. Đúng rồi, Triệu Mẫu Đơn và Tôn Tập Dân cũng quen nhau. Lúc mà Tôn Tập Dân rảnh rỗi ở Bắc Kinh, trong một buổi tụ hội, có người giới thiệu cho Triệu Mẫu Đơn và Tôn Tập Dân quen nhau. Mắt Hạ Tưởng sáng lên, giống như nắm được điểm quan trọng. Nhưng, Ôn Tử Tuyền thoáng chút lại nghĩ ra điều gì rồi nói thêm vào. Chủ tịch tỉnh Tôn sau khi nhậm chức không tiếp xúc nhiều với Triệu Mẫu Đơn. Cô ta tìm chủ tịch tỉnh hai lần đều không gặp được chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ôn Tử Tuyền, cô tái mặt đi, cười gượng gạo. Quan hệ giữa tôi và trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh cũng không tồi. Hạ Tưởng bình thường trở lại, những cái khác không nói, chỉ dựa vào tác phong và tư thái của Ôn Tử Tuyền, đã khiến cho không ít đàn ông đứng trước mặt cô ấy mất đi lý trí và sức lực. Dựa trên sự thăm dò ít ỏi về Triệu Mẫu Đơn, Hạ Tưởng càng chắc chắn, sau đó thì không nói về chủ đề Triệu Mẫu Đơn nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm với Vương Sắc Phi tới tận nửa đêm. Khi thấy đã muộn quá rồi, Hạ Tưởng đứng dậy chuẩn bị chấm dứt buổi gặp mặt. Bỗng nhiên, chuông điện thoại kêu liên hồi, vừa nhìn vào là Ngô Thiên Tiếu gọi, hắn biết giờ này còn gọi điện nhất định là có chuyện gì, liền nghe máy. Lãnh đạo, có lẽ sự tình không hay rồi. Giọng của Ngô Thiên Tiếu vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng cũng có một chút bối rối. Khuất Chính uống rượu say, giờ mới nói thật, chủ tịch tỉnh Phan đêm nay đi Bắc Kinh trong đêm rồi. Muốn chạy trốn ư, làm rất nhanh. Hạ Tưởng liền nói, bất luận là dùng biện pháp gì, nhiệm vụ của cậu là khống chế Khuất Chính, không cho y chạy thoát. Hắn lập tức gọi điện cho Tống Chiêu Độ. Bí thư Tống, y đi Bắc Kinh trong đêm rồi. Tống Chiêu Độ mặt sầm lại, nói như đinh đóng cột. Cứ giao y cho tôi, đi qua thành phố Lỗ, tôi sẽ nghĩ cách giữ y lại. Được. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, lập tức tắt máy, xoay người về phía Vương Sắc Phi và Ôn Tử Tuyền nói một cách nghiêm túc.
việc lần này cần phải liều mạng rồi. Đêm đã khuya, trên đường từ thành phố Lỗ tới Bắc Kinh, một chiếc xe gia đình bình thường đang lao vùn vụt, Phan Bảo Hoa đang ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay cầm một bức văn kiện tuyệt mật, vì sợ hãi hoặc quá căng thẳng mà toàn bộ cơ thể run run lên. Chuyện là, liên tiếp hơn 10 cán bộ cấp huyện trở lên đã bị điều tra, đều là những người thân tín do chính y đề bạt, ngay từ đầu đã một mực làm việc cho y, hơn nữa vừa mới có được thông tin nội bộ, y đã xác định, cấp trên đã buông tay với y rồi. Toàn bộ người trong nhà đều ở nước ngoài, tài sản cũng đã sớm được di rời đi, lúc này không rời đi, còn chờ tới lúc nào nữa. Lẽ nào chờ tới lúc thân bại danh liệt, y cứ bỏ đi trước đã, còn quan tâm đến ai được nữa, sau khi tới nước ngoài, y sẽ không quan tâm những tin tức trong nước. Cho dù có mắng y thẩm vấn y thế nào, thì cũng không thể động tới chân tơ kẽ tóc của y ở nước ngoài an dưỡng tuổi già, gia đình đoàn tụ, còn có thể làm gì được y. Tình cảnh hiện tại nếu không chạy thì có là kẻ ngốc. Tuy rằng việc chạy trốn ra nước ngoài vào những năm này có chút khó khăn, nhưng từ 10 năm trước khi y mang người nhà chạy trốn ra nước ngoài, y đã lập kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài rồi. Bây giờ chỉ cần mạo hiểm chạy trốn, nguy hiểm kệ nguy hiểm, nhưng cũng đáng để làm. Trốn không được, bị bắt về, dù gì tội danh cũng giống nhau, cả đời mình cũng sẽ không yên ổn, còn phải sợ cái gì. Chạy được là may mắn, còn không được thì là đen đủi, sao lại không đánh cược một phen. Chỉ là đi có gấp gáp một chút, khi biết được thông tin, thì đã quá muộn, nếu không thì mang theo cả triệu mẫu đơn cùng đi, mới có thể bảo đảm không có bất cứ vướng mắc gì. Nhưng nghĩ lại, nói không chừng cô ấy có thể tự giải thoát được cho mình. Có nhiều người bảo vệ cho cô, ở tỉnh Tề, không có ai động được vào cô, nếu cô bị bắt, có nhiều người lo sợ, sẽ dùng quyền lực để bảo vệ cô tới cùng. Đáng tiếc nhất là, vẫn còn khoản tiền hơn 3 triệu còn chưa chuyển kịp vào tài khoản, có lẽ cũng không thu về được nữa. 3 triệu tuy không nhiều, nhưng sau khi ra nước ngoài, dù sao cũng có thể mua được mấy chiếc xe để đi. Nếu y không lấy được, cũng không biết sẽ vào túi tên khốn khiếp nào. Dù sao cũng không thể nộp vào ngân quỹ quốc gia, vẫn là vào tay ai đó. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại vang. Số mới đổi không có nhiều người biết, mà bây giờ gọi điện thoại tới, tuyệt đối là người nhà, Phan Bảo Hoa cũng không nhìn vào điện thoại mà trực tiếp nghe luôn. Bảo Hoa, triệu mẫu đơn nên làm thế nào? Quả nhiên, cuộc gọi vừa tới là tiếng của Hà Giang Hải. Triệu mẫu đơn cũng không phải là mẫu đơn của một mình tôi, cô ta có nhiều người bảo vệ. Phan Bảo Hoa nghĩ thầm, lẽ nào Hà Giang Hải cũng có ý với triệu mẫu đơn? Kệ gã, dù sao y cũng không cần nữa rồi, thích làm gì thì làm, rồi lại nói tiếp, nói đi cũng phải nói lại, người nào có thể bảo vệ được cô ta cũng không bằng người làm cho cô ta hạnh phúc, Giang Hải, triệu mẫu đơn thì giao cho cậu. Sau đó, Phan Bảo Hoa cũng không do dự. Đem vài chuyện về bí mật và cá nhân của triệu mẫu đơn kể lại trên điện thoại cho Giang Hải. Hà Giang Hải im lặng khoảng một lúc, cũng không nói tiếp về đề tài triệu mẫu đơn nữa, chỉ nói một câu rất lịch sự. Bảo Hoa, Bảo Trọng. Bảo Trọng cái gì? Trong lòng Phan Bảo Hoa nghĩ rất oán hận, con cáo già Hà Giang Hải, chính vì gã có chỗ dựa vững chắc hơn y, nên mới có thể đứng vững. Thực sự gã mới là tên vô lại nhất trong hệ thống chính trị thối nát của tỉnh Tề. Bất luận là về quyền lực hay đàn bà, tỉnh Tề cũng không có ai so sánh được với gã. Sau đó, lại có ý nghĩ xấu xa, sau khi gã chạy trốn ra được nước ngoài rồi, sẽ không xem những thông tin tốt đẹp, phồn thịnh ở trong nước của Trung ương, chỉ xem những thông tin về tỉnh Tề, chính là dõi mắt xem khi nào Giang Hải mới có thể sụp đổ. Mỗi người đều tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, nhưng sau lưng, lại đều xấu xa hơn y nhiều. Phan Bảo Hoa càng nghĩ lại càng thấy tức. Vừa nghĩ tới những con người xấu xa hơn gã nhiều, đợi sau khi gã đi, sẽ đem tất cả những hành động xấu của y ra để nói xấu. Thậm chí mang những việc làm lén lút xấu xa của y phơi bày ra hết, y cảm thấy bị dồn vào thế bí. Hầu như thở không ra hơi, đành phải lên tiếng mắng to. Được rồi, mẹ nói thực sự quá nham hiểm. Mắng xong lại cười một cánh mỉa mai, nếu y không phải là quá xấu xa, người khác làm sao có thể nói xấu y được. Thà rằng không cần nghĩ sự việc sau này như thế nào, chỉ cần trước mắt làm thế nào để nhanh chóng hướng tới một quốc gia phát triển. Còn có 4-5 tiếng nữa là trời sáng rồi, hy vọng hành động của y không bị mọi người phát hiện. Trời sáng, y đã có thể bay lên trời xanh, rời xa mảnh đất mà y không hề có chút lưu luyến nào.
Phan Bảo Hoa thực sự không biết cái đang chờ đợi y phía trước là một tương lai tươi sáng, hay là thiên la địa võng. Y không suy nghĩ nhiều nữa, muốn cùng Triệu Mẫu Đơn nói chuyện một lần cuối cùng nữa. Sau đó thì dứt khoát vứt cái điện thoại đi, ai ngờ điện thoại gọi đi, cả nửa ngày cũng không có ai nghe máy. Lẽ nào Triệu Mẫu Đơn bây giờ đang vui vẻ trên giường với ai đó? Nghĩ một lát, Phan Bảo Hoa lắc đầu cười, giơ tay lên ném điện thoại về phía cửa sổ, quyết định từ giờ phút này, không có bất cứ liên quan gì với thế giới bên ngoài nữa. Phan Bảo Hoa đã đoán sai, Triệu Mẫu Đơn thực ra không phải đang vui vẻ trên giường với ai mà là đang ở cùng chỗ với Vương Sắc Phi. Vương Sắc Phi nói có một vụ kinh doanh rất quan trọng đồng thời cũng rất cấp bách cần bàn bạc, vì vậy cô ta liền đồng ý gặp mặt. Mà Hà Giang Hải muốn liên lạc với Triệu Mẫu Đơn, cũng đã chậm một bước, từ đó mà cũng gặp phải một sai lầm không thể cứu vớt. Cùng lúc với Triệu Mẫu Đơn và Vương Sắc Phi gặp mặt nhau, thành phố Lỗ lúc nửa đêm, hàng loạt sự việc náo loạn đang xảy ra. Đầu tiên là vụ Khuất Chính sau khi bị Ngô Thiên Thiếu và đồng truyền sáng cho uống say, bị Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Đới Bình Thần sau khi nhận được tin tức tới dẫn đi. Sau đó, Lý Đồng đang ngủ say cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Sau khi nghe xong điện thoại, lập tức không còn buồn ngủ nữa, rời khỏi giường, đi cả đêm tới thành ủy. Sau đó, Hòa Cải Lợi của Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng bị chuông điện thoại đánh thức. Sau khi tỉnh táo, cũng không nói hai lời lập tức đi thẳng đến thành ủy. Cục trưởng Cục Công an thành phố Lục Hoa Thành là bị Lý Đồng gọi điện đánh thức dậy, y là ủy viên thường vụ cuối cùng đến thành ủy. Chờ y vào cửa, văn phòng của thành ủy đã ngồi đủ người, thành ủy, thị trưởng, phó thành ủy cùng với ủy ban kỷ luật thành phố, trưởng ban thư ký thành ủy cũng đã tới đông đủ. Lục Hoa Thành vốn dĩ đang buồn bực về chuyện của Chu Trấn Ba, khi nhận được điện thoại của Lý Đồng, sau khi dự tính được những ảnh hưởng sóng gió sau đêm Phan Bảo Hoa mất tích. Chỉ suy đoán một chút cũng sẽ nhận ra được nó sẽ mang tới những biến chuyển như thế nào đối với tỉnh Tề và thành phố Lỗ, y lập tức đưa ra quyết định trong lúc quan trọng này. Cho nên, trong khi âm thầm liên kết tất cả những sự việc xong, Lục Hoa Thành mới tới phòng họp sau cùng. Vừa vào tới cửa, y liền tới chỗ của ủy viên thường vụ thành ủy Húc Cường và thị trưởng Lý Đồng báo cáo những tiến triển mới. Thưa thị trưởng Lý, qua sự điều tra, Cục Công an thành phố đã thành công khi chuyển sang khống chế với Triệu Mẫu Đơn và Tư Truyền Lượng. Ồ! Viên Húc Cường thốt lên một tiếng kinh ngạc, y còn dự định lợi dụng thời gian của buổi họp, kéo dài thời gian thêm mấy tiếng, khống chế không cho sự việc mất khống chế. Không ngờ Lục Hoa Thành tiền trảm hậu tấu, y thấy tức giận vô cùng, nói. Đồng chí Hoa Thành, đồng chí không bàn bạc với thành ủy mà lại tự ý làm việc, có còn tính tổ chức và kỷ luật nữa không? Sự việc khẩn cấp, không kịp xin chỉ thị của thành ủy, nếu không người chạy mất rồi, thì là trách nhiệm của tôi. Lục Hoa Thành nói một cách lưu manh, còn liếc mắt nhìn Lý Đồng. Lý Đồng nói một cách chậm rãi. Lúc tôi thông báo cho đồng chí Hoa Thành, đã đặc biệt nhấn mạnh nếu có sự việc đặc biệt quan trọng và khẩn cấp, Cục Công an thành phố có thể lập tức bắt tay hành động. Nếu thật sự bắt sai người, xảy ra chuyện gì, tôi có trách nhiệm giải thích với thành ủy, có trách nhiệm gì, tôi gánh vác. Giọng của Lý Đồng không nghiêm trọng nhưng lại có khí thế, khiến cho Viên Húc Cường cảm thấy mất mặt, nhưng cũng không tiện phản bác lại gì nữa, đành phải nói. Thời điểm bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà là thời điểm giải quyết vấn đề. Tôi vừa mới nhận chỉ thị, nội dung là đồng chí Phan Bảo Hoa là cán bộ chủ chốt của Trung ương, trước Ủy ban Kỷ luật Trung ương chưa đưa ra kết luận gì, tỉnh ủy sẽ không có hành động gì. Cho nên tôi cho rằng bây giờ áp dụng biện pháp khống chế với Triệu Mẫu Đơn và Ti Truyền Lượng có điểm không hợp lý. Nếu có gì xảy ra ngoài dự kiến, bắt nhầm người, sẽ làm như thế nào? Ai cũng nhận ra Viên Húc Cường có tư tưởng bảo hộ và giảng hòa, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Tạo cơ hội cuối cùng cho những kẻ bỏ trốn, nhưng lại làm ra vẻ quang minh chính đại. Cứ đứng trong bóng tối như vậy để quan sát, khiến cho mọi người không để ý. Rõ ràng biết cách nghĩ thật sự của y, nhưng y lại lấy một cái cớ rất quang minh chính đại mà che giấu, ai có thể làm gì được y. Cũng giống như một viện nghiên cứu nào đó, nhập về một loạt thể nhớ với giá trên trời là hàng chục tệ, còn cứ luôn miệng nói là do đặc thù công việc. Vì vậy thẻ nhớ mà họ mua về hoàn toàn khác với thẻ nhớ trên thị trường, đắt, cũng là xuất phát từ cách lý giải bảo thủ, là vì suy nghĩ cho lợi ích quốc gia. Đối với một cái thẻ nhớ không quá 100 tệ trên thị trường, lại là sản phẩm nhập khẩu, đột nhiên được nâng lên tầm cao mới, khiến cho người tài giỏi trong nước thấy thật sự cần thiết.
Đáng tiếc, đều không dùng cho tử tế, nếu không thì mỗi năm mất vô số kinh phí cho việc nghiên cứu khoa học, nhưng lại không đổi về được một nghiên cứu nào có lợi cho quốc gia. Lời của Viên Húc Cường vừa dứt, rất nhiều ánh mắt đổ dồn sang Lục Hoa Thành. Bây giờ, thái độ của y trở thành điểm quan trọng nhất. Lục Hoa Thành đứng ngây người một lúc, dường như bị Viên Húc Cường chạm tới, không ngờ sau một lúc lâu, y mỉm cười không chút hoang mang. Anh đứng ở trình độ chính trị cao nhìn vào vấn đề, thực sự khiến tôi rất cảm phục. Nhưng, bình thường mà nói, lời nói chuyện của lãnh đạo mới có những chuyển biến cao thấp mềm mỏng, Lục Hoa Thành lại trước mặt mọi người, lại không nể mặt Viên Húc Cường lắm, cũng dẫn dắt trước, rồi mới nói tiếp. Cục Công an thành phố bắt giữ Triệu Mẫu Đơn và Khuất Chính, thật sự cũng không có liên quan gì đến đồng chí Phan Bảo Hoa. Triệu Mẫu Đơn là vì kinh tế thua lỗ, bị người khác tới Cục Công an thành phố báo án, Cục Công an thành phố mới tiếp nhận vụ án. Còn Khuất Chính là do say rượu vẫn lái xe gây ra tai nạn, còn đánh thương cảnh sát, cuối cũng đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Viên Húc Cường kinh ngạc lần thứ hai, là một cấp trên, biểu hiện của y có chút mất hình tượng, khiến cho người khác khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng từ đó cũng có thể đưa ra kết luận, về cơ bản y đã mất đi toàn bộ quyền trong tay đối với thành phố Lỗ. Cũng có thể lý giải rằng, y sắp về hưu, lời nói của y thực sự không bằng lời của thị trưởng Lý, vì ông ấy là ứng cử viên tiếp nhận chức vụ thành ủy. Nhưng vấn đề là, cũng không nghe thấy quan hệ giữa Lục Hoa Thành và Lý Đồng tốt thế nào, nhưng mà hiện tại Lý Đồng và Lục Hoa Thành hợp tác rất chặt chẽ, còn đối đầu với Viên Húc Cường và Hà Giang Hải trong mọi phương diện. Còn một việc cần báo cáo với các vị lãnh đạo một chút. Trong văn phòng thành ủy, Lục Hoa Thành không hề e dè, nói chậm rãi, vẻ mặt kiên định. Lời nói tiếp theo của y, chính thức mở màn một trận chiến ở thành phố Lỗ. Vấn đề của đồng chí Chu Trấn Ba, đã điều tra bước đầu chân tướng sự việc. Lời nói của Lục Hoa Thành như một khối đá lớn rơi xuống mặt nước, làm khơi ra cơn sóng gió động trời. Buổi tối Phan Bảo Hoa trốn đi, và sau khi bắt giữ Triệu Mẫu Đơn và Khuất Chính, y lợi dụng quyền lực của mình đem vấn đề của Chu Trấn Thành đã được kéo dài một thời gian, chính thức giao nộp lên hội nghị bàn bạc công việc bí thư. Dụng tâm sâu xa, sự chuẩn xác trong nắm bắt thời cơ, lập tức khiến lãnh đạo của thành ủy có cách nhìn khác trước. Lục Hoa Thành muốn lợi dụng cơ hội, không ít người cũng hiểu rõ hành động này của y là có mục đích chính trị, không khỏi trong lòng chấn động. Cũng đúng, Phan Bảo Hoa tuy chưa bị Trung ương ra lệnh lập án điều tra, nhưng người cũng đã bỏ trốn rồi, còn có thể bình an vô sự. Đang không có chuyện gì cũng trở thành có chuyện. Phan Bảo Hoa sống hay chết cũng không quan trọng, quan trọng là, chức phó chủ tịch của y đã bị trống. Ao một ủy viên thường vụ thành ủy cấp phó tỉnh, ngoài nhân vật số 1 và số 2 ra, đều là giám đốc sở, cách ngai vàng vị trí của phó chủ tịch tỉnh Phan, cũng chỉ còn một bước nữa. Ai muốn tiến một bước xa, chỉ có lúc này, nói không chừng có thể chiếm được vị trí cao. Đến lúc này, mọi người đều bừng tỉnh ngộ, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lục Hoa Thành, nghĩ thầm trước đây sao lại không phát hiện y thông minh vậy, làm thế nào mà y tự nhiên lại tài giỏi vậy. Tất nhiên ai cũng không thể biết rõ đằng sau vụ này đã xảy ra cái gì, cũng không có ai nghĩ tới. Dưới lời nói thuyết phục của Ngô Thiên Tiếu và Vương Trạch Nhân, Phan Bảo Hoa đã hạ quyết tâm như thế nào? Lời nói của Lục Hoa Thành không những làm kinh động Viên Húc Cường, mà còn xúc động tới Lý Đồng. Trong lòng Lý Đồng đã thấy lo sợ, trong đầu nghĩ nhanh chóng sắp xếp lại một lần nữa về thế cục tỉnh tề. Từ tình thế căng thẳng, đến việc mâu thuẫn nội bộ bên trong cho đến việc tình thế căng thẳng được phá bỏ, lại xuất hiện thêm sự việc của Phan Bảo Hoa, y chỉ biết, đằng sau việc, nhất định có một vòng thế lực mới. Ngay cả Lục Hoa Thành cũng kịp thời tỏ rõ thái độ của mình, y nghĩ không cần phải nói nữa, mà bày tỏ thái độ. Tôi đề nghị, tiếp theo cần xem xét lại vấn đề của đồng chí Chu Trấn Ba, thành ủy hãy đưa ra ý kiến. Đồng ý với ý kiến của thị trưởng Lý. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hà Cách Lợi lên tiếng ủng hộ đầu tiên, còn thêm vào đó. Theo căn cứ chính xác của ủy ban kỷ luật đang nắm giữ, hoàn toàn có thể dùng hình thức cưỡng chế với đồng chí Chu Trấn Ba, mời bí thư viên và thị trưởng Lý phê duyệt chỉ thị. Viên Húc Cường thấy đau đầu, hội nghị hôm nay vốn là hội nghị dự họp xoay quanh vụ án của Phan Bảo Hoa, tại sao họp mãi lại thay đổi mất, bị Lục Thanh Hoa nhẹ nhàng chuyển một cái, đã thay đổi phương hướng, trở thành một hội nghị định tính cho vấn đề của Phan Bảo Hoa. Là do y không nắm vững được thế cục hay là cục diện biến hóa quá nhanh, khiến suy nghĩ của y không theo kịp. Viên Húc Cường không nghĩ ra được cách nào ứng phó tốt,
Phó Bí thư Thành ủy Hải Sùng Dương cũng nghe theo đề nghị của Lý Đồng. Chỉ thấy y và trưởng ban thư ký Thành ủy không tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên nhân vật số một là y đã mất đi quyền điều khiển, mọi chuyện bây giờ nằm trong tay Lý Đồng. Viên Húc Cường thấy đã đánh mất đại cục, ngay từ đầu đã bị Lục Hoa Thành cưỡng ép, tới giờ thì lại bị Lý Đồng dồn tới bước đường cùng rất rõ ràng. Sự kiện của Phan Bảo Hoa không thể che đậy, lúc này y phải giữ vững lập trường của mình. Lúc đó, sự việc của Chu Trấn Ba cũng không thể giữ nổi được nữa, y cũng phải tỏ ra thái độ phù hợp. Viên Húc Cường hít sâu một hơi, nghĩ thầm rằng xin lỗi rồi Bí Thư Hà, tình hình mạnh hơn người, Chu Trấn Ba là gieo gió gặp bão, cũng chẳng trách người khác chỉnh đốn y, bây giờ trên người y có quá nhiều lỗi, liền nói. Thành ủy trên nguyên tắc là đồng ý để ủy ban kỷ luật áp dụng biện pháp kỷ luật với đồng chí Chu Trấn Ba. Đồng thời, mong đồng chí Lục Hoa Thành tiếp tục dốc sức giải quyết tốt vụ án của Triệu Mẫu Đơn và Khuất Chính, nếu có bất cứ tiến triển gì, kịp thời báo cáo lên Thành ủy. Bởi vì sự việc của Bí thư Thành ủy Phan Bảo Hoa mà hội nghị kéo dài suốt đêm, có lẽ vì lập trường kiên định của Phan Bảo Hoa, hơn nữa vì Lý Đồng biết thời biết thế, mà biến hội nghị xoay quanh vấn đề của Chu Trấn Ba. Coi như đây là sự thay đổi hoàn toàn, đổi hướng hoàn toàn, tình thế đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Mà phía sau toàn bộ sự việc này, Hạ Tưởng là người đứng sau thúc đẩy lớn nhất, lúc này hắn đã rất yên tâm ngủ một giấc ngon. Bởi vì Hạ Tưởng biết rõ, sau khi Phan Bảo Hoa mất tích, tỉnh ủy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại Thành ủy suốt đêm họp hội nghị bí thư khẩn cấp, vốn dĩ đã rất khác thường rồi, nhưng phía sau sự bất thường ấy, cũng có tính hợp lý nhất định. Trước tiên, bất luận kết quả của buổi hội nghị ra sao, thì kết quả trên thực tế cũng không khác biệt nhiều so với dự tính của hắn, bởi vì sự thật trước mặt, ai cũng không dám mất đi chức vụ đang có để gánh vác một trách nhiệm không cần thiết. Chỉ cần Lục Hoa Thành và Hà Cải Lợi nói gì, những người khác nhất định sẽ thuận nước mà đẩy thuyền. Nguyên lý số đông thắng thế mãi mãi tồn tại, cho dù cuối cùng hội nghị không có kết quả gì, Hạ Tưởng cũng nắm chắc 10 phần, sau khi trời sáng, mới có tin tức quan trọng truyền ra. Những gì Lục Hoa Thành đã làm, so với những gì mà Hạ Tưởng mong đợi cũng tích cực hơn nhiều, khiến hắn vô cùng vui mừng, trong đó cũng có công lao của Chu Hồng Cơ, bởi vì Chu Hồng Cơ trước mặt nhiều người đã đùa cợt với Đàm Cao Vận, khiến cho Đàm Cao Vận phải âm thầm rút lui, nghỉ hưu trước tuổi, giống như vang lên một tiếng sét cảnh báo tới Lục Hoa Thành. Một mặt là dựa vào tình thế hiện tại, có khả năng y sẽ tiến thêm một bước, một mặt là vì sợ việc làm giả tuổi sẽ bị phát hiện. Nếu rơi vào kết cục cuối cùng là thân bại danh liệt, vậy nên lựa chọn bên nào? Thăng trầm trong quan trường đã nhiều năm, lẽ nào Lục Hoa Thành còn không hiểu những chuyện như vậy? Huống hồ những gì y cần làm không phải là những việc phóng hỏa giết người vi phạm pháp luật, mà chỉ cần đứng ở cương vị chính trực, làm việc theo pháp luật mà thôi. Tuy nói dựa vào khuyết điểm của người khác mà để thực hiện mục đích cá nhân, dường như không quang minh chính đại lắm, nhưng trong chính trị không thể hoàn toàn là quang minh chính đại. Phát huy đôi chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường. Lại nói, cụ thể cũng không phải ỷ là chính y phải làm. Nếu phía Bắc Kinh đã có Tống Chiêu Độ giúp đỡ, phía Thành ủy có Lý Đồng và Lục Hoa Thành là tay trong. Hắn ngoài việc đứng ngoài ung dung, còn có thể như thế nào nữa? Trên người cũng thấy có chút ít mệt mỏi và một chút chờ đợi, Hạ Tưởng đi vào một giấc ngủ thật sâu và say giấc. Hạ Tưởng đã có thể ngủ rồi, trong khi có rất nhiều người không thể ngủ được, ngoài Hà Giang Hải ra. Còn có Tôn Tập Dân, và cả Chu Hồng Cơ. Hà Giang Hải không thể ngủ có thể lý giải, dù sao sự việc của Phan Bảo Hoa thuộc loại sự việc đột nhiên xảy ra, khiến y không kịp trở tay, ngay cả phía Thành ủy cũng mất khống chế. Hà Giang Hải gần như phát điên lên. Tôn Tập Dân mất ngủ là vì việc của Triệu Mẫu Đơn, vì quả thật gã cũng đã từng qua lại với cô ta, hơn nữa y vừa nghe nói, Triệu Mẫu Đơn đã phản bội Lý Đinh Sơn. Nhưng không biết có gì đó sai lầm. Trước lúc bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương khống chế, cô ta đã bị Cục Công an thành phố bắt giữ, tình thế đã hoàn toàn khác với kế hoạch đặt ra. Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra Phan Bảo Hoa, Tôn Tập Dân cũng chỉ tối hôm nay mới nghe loáng thoáng tin đồn, nhưng trước khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra tay, Phan Bảo Hoa mất tích cũng không thể được xem như mất tích, bởi vì trước lúc Phan Bảo Hoa lên máy bay, gã đều có thể xuất hiện để phá hủy tất cả mọi tin đồn. Mà trước khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa ra kết luận, càng không thể suy đoán gã là người sợ tội mà ẩn trốn để Triệu Mẫu Đơn bị bắt, hai chuyện này là hai vấn đề khác nhau. Thứ nhất, Phan Bảo Hoa có thông tin ngầm mà biết được tin tức Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn điều tra gã. Thứ hai,
ở tỉnh Tề cũng có người biết nội tình Triệu Mẫu Đơn sẽ gây bất lợi cho Lý Đinh Sơn rồi. Phan Bảo Hoa làm thế nào biết được tin tức trước một bước, Tôn Tập Dân không suy nghĩ, gã đưa ra nhận định là, Triệu Mẫu Đơn bị bắt là do sự sắp xếp của Hạ Tưởng. Càng Hạ Tưởng đóng vai gì bên trong sự việc này, nhưng còn một việc nữa, là ai đã báo trước cho Hạ Tưởng biết hành động tiếp theo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Chẳng lẽ, lại là Chu Hồng Cơ? Quan hệ của Hạ Tưởng và Ủy ban Kỷ luật Trung ương không phải là bình thường, mà là rất kém. Hắn không thể nào biết được tin tức bên trong của Ủy ban Kỷ luật Trung ương được, nếu như thật sự là Chu Hồng Cơ làm, trong lòng Tôn Tập Dân sẽ thấy không thoải mái. Gã mất ngủ cả đêm, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng muốn cho tên tay trong đó tự ra mặt, y phải ngồi cùng với Chu Hồng Cơ, nói chuyện cho thật rõ ràng. Chu Hồng Cơ cũng cả đêm không ngủ. Y đã đi ngủ rất sớm, nhưng sau đó lại bị một cuộc điện thoại đánh thức, thì không còn buồn ngủ nữa. Không những không thể ngủ tiếp mà còn có vẻ hưng phấn quá mức, đừng nói là nằm ngủ, ngay cả việc ngồi yên cũng không được. Chu Hồng Cơ không thể ngồi yên, y ở trong căn phòng tối ấy đi đi lại lại, người y đang trọng trạng thái sục sôi cao độ. Không ngờ Phan Bảo Hoa đã xảy ra chuyện rồi, Chu Hồng Cơ và Phan Bảo Hoa đã từng tiếp xúc với nhau, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phan Bảo Hoa là một trong những số ít phó chủ tịch ủng hộ Tôn Tập Dân, cho nên y ấn tượng sâu sắc với gã. Hơn thế nữa y và Phan Bảo Hoa dưới sự giới thiệu của Hà Giang Hải, cùng nhau ăn một bữa cơm. Phan Bảo Hoa xảy ra chuyện, Chu Hồng Cơ còn không có cảm giác gì, y chỉ có điều khiếp sợ đó là, Hạ Tưởng làm thế nào còn biết tin trước y một bước. Bởi vì sau đó Triệu Mẫu Đơn và Khuất Chính đều lần lượt bị Cục Công an thành phố khống chế, nhất định là do sự sắp xếp của Hạ Tưởng. Sau khi nhận được tin Triệu Mẫu Đơn cố ý kéo Lý Đinh Sơn xuống nước, y liền biết, Hạ Tưởng khẳng định sẽ bắt đầu hành động. Việc làm cho Chu Hồng Cơ vui sướng không phải là vì sự việc bất ngờ của Phan Bảo Hoa làm tỉnh Tề hỗn loạn, mà là trong vấn đề của Phan Bảo Hoa, những thủ đoạn của Hạ Tưởng không những rất kín đáo không kẽ hở, mà thời cơ còn nắm được rất đúng lúc, gần như đi trước người khác một bước, làm cho Hồ Giang Hải chậm mất một bước, khiến bước bước đều chậm. Quả nhiên, Chu Hồng Cơ âm thầm gật đầu, Thủ tướng đã nói đúng, cần học tập những ưu điểm và điểm mạnh của Hạ Tưởng, đối với sự trưởng thành của y cũng rất có lợi. Lúc đó y nghe còn có chút không quan tâm, bây giờ mới biết, so sánh với Hạ Tưởng, thì trí tuệ chính trị và sắp xếp thủ đoạn của y vẫn còn kém xa. Nhất định phải gắng sức đuổi kịp, Chu Hồng Cơ hạ quyết tâm, cần học hỏi sự hơn người ở Hạ Tưởng, khi cần thiết, thậm chí không tiếc mà tỏ ra thái độ nhượng bộ, cũng cần biết rõ cách đối nhân xử thế và cách thường dùng của Hạ Tưởng. Bất luận là được mất nhất thời, cũng phải lấy đại cục và sự sắp xếp lâu dài lên trên hết. Vì vận mệnh của vài năm sau hoặc mấy chục năm nữa, mà xây dựng được một nền tảng thật tốt. Trời sáng, Chu Hồng Cơ sớm thu thập mọi thứ sẵn sàng, đang lúc chuẩn bị tới tỉnh ủy làm, thì lại nhận được hai cuộc điện thoại quan trọng. Cuộc gọi đầu tiên là của người trong nội bộ gọi tới nói có người đang khảo sát sự việc thực tế bên ngoài, ít nhất cũng ở lại tỉnh Tề một tuần, cử y ra làm người chỉ dẫn, mời y và Tôn Tập Dân cùng ngồi nói chuyện. Chu Hồng Cơ hiểu rõ mục đích đích thực của người trong nội bộ này tới là gì, cũng hiểu được dụng ý trong mối quan hệ của anh ta và Tôn Tập Dân. Y còn chưa biết bước tiếp theo trong quan hệ giữa y và Tôn Tập Dân làm thế nào mới tốt, Hạ Tưởng đã gọi điện thoại đến. Chủ nhiệm Chu, có chuyện cần thông báo trước một chút, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đang xác minh một số vấn đề cần thiết liên quan đến Cục Quản lý Muối, đã nắm được một ít chứng cứ, hôm nay và ngày mai. Sẽ phái người đến tỉnh Tề, hy vọng Ủy ban Kỷ luật phối hợp làm việc. Chu Hồng Cơ thực sự thấy sốc, được, lại là một sát chiêu. Ánh mặt trời chiếu sáng, chim hót líu lo, cho thấy hôm nay lại là một ngày hè nắng đẹp. Chẳng qua, đối với nhiều người ở thành ủy thành phố Lỗ và tỉnh ủy tỉnh Tề mà nói, hôm nay không phải một ngày tốt đẹp. Vừa lên ca, Ủy ban Kỷ luật thành phố Lỗ chính thức áp dụng hành động. Lựa chọn thi hành biện pháp bắt giam đối với Cục trưởng Chu Trấn Ba. Tin tức rơi vào tay tỉnh ủy liền sau đó, mặc dù đã biết kết quả trước đó, Hà Giang Hải vẫn tức giận ghê gớm, nhưng cuối cùng đành chịu, bởi y cũng thông qua nội bộ biết được tình hình bên trong, vu cáo cho thương nhân bên ngoài, sự thật rõ ràng, chỉ một tội danh này, Chu Trấn Ba nhất định bị hiềm nghi. Hà Giang Hải vốn đang nghĩ rằng có thể lo liệu cho Chu Trấn Ba ra ngoài, cho dù bỏ quan cũng được. Chỉ ít người không bị gì đã là vô cùng may mắn. Nhưng y cố gắng nhiều cách cũng không giải quyết được vấn đề, quyền lực của y không phải bị suy giảm, mà là những gì Chu Trấn Ba đã làm rất tồi tệ,
những vụ bê bối và bẩn thỉu bị người kể lại tỉ mỉ, mọi người đều lập tức tránh xa, sợ nhiễm mùi hôi tanh. Thanh danh Chu Trấn Ba đã bị thối nát, người thối giữa, ai cũng không chịu vì gã ra mặt tự làm bẩn tay. Hà Giang Hải băn khoăn rất nhiều, trong lòng cũng vô cùng khó hiểu, sự tình Chu Trấn Ba tuy rằng không phải vô cùng bí ẩn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể rút ra được, theo căn cứ xác thực trong tay, rõ ràng có tay chân trong nội bộ, nói đúng là, có người tài bên trong nội bộ thành phố muốn Chu Trấn Ba chết, rốt cuộc là ai? Sẽ không phải là Lục Hoa Thành, đừng xem Lục Hoa Thành là nhân vật số một trong Cục Công an thành phố, nhưng trong mắt Hà Giang Hải, Lục Hoa Thành là người hữu dũng vô mưu, không thể trọng dụng, hơn nữa y là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy viên chính trị, cũng không có lấy một nhân tài, địa vị càng cao, ngược lại càng ít giao thiệp. Đới kế thần, cũng không có khả năng, đới kế thần không phải là một tay giỏi phá án, không có khả năng tìm ra nội tình sâu sắc nhất của Chu Trấn Ba. Một số thủ đoạn của Chu Trấn Ba, ngay cả Hà Giang Hải cũng chỉ biết một phần, không biết tỉ mỉ, với trình độ của đới kế thần, có khả năng tra ra được sao? Như thế thì chỉ có một khả năng, nhân vật sau lưng đem Chu Trấn Ba tra xét tới cùng, đoán chừng là nhân vật bên đội trưởng đại đội cảnh sát, quyền hạn nhất định đã có, lại có khả năng tra án. Trải qua bài trừ và so sánh, Hà Giang Hải tập trung vào một người Vương Dịch Nhân. Chu Trấn Ba và Vương Dịch Nhân cũng không có ân oán cá nhân, dường như quan hệ cũng tạm tạm, vốn Hà Giang Hải không nên hoài nghi gã, nhưng Vương Dịch Nhân và Ngô Thiên Thiếu Tâm đầu ý hợp, làm cho Hà Giang Hải tìm ra nguồn gốc mối quan hệ bên trong. Ngô Thiên Thiếu cũng muốn đầu cơ chính trị, còn có Vương Dịch Nhân, một đội trưởng đội cảnh sát nho nhỏ. Hà Giang Hải liên tục cười khẩy, đừng tưởng rằng sự việc Chu Trấn Ba coi như kết thúc, chưa xong đâu, gã còn có chuẩn bị ở sau chưa thi triển, còn muốn đánh trả lại. Nếu nói Chu Trấn Ba bị bắt giam chẳng qua chỉ là đợt tấn công thứ nhất, mọi người đang chờ đợi tin tức của một người đủ để ảnh hưởng đến đại cục tung tích Phan Bảo Hoa. Phan Bảo Hoa hiện tại xác nhận mất liên lạc, về phía tỉnh ủy vẫn duy trì trong im lặng, giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hết cách, không ai có thể chủ động đến hỏi Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hơn nữa Phan Bảo Hoa mất liên lạc trong thời gian ngắn, không thể tùy tiện kết luận mất tích, cũng chỉ có một cách không cần phải là cách chờ đợi. Hạ Tưởng đang đợi, vì Tống Chiêu Đô cũng không có tin tức. Khâu Nhân Lễ đang chờ, mặc dù y đã thông qua cách nào đó đại khái đã biết vấn đề nghiêm trọng của Phan Bảo Hoa, nhưng hiện Phan Bảo Hoa vẫn không có tin tức, cũng khiến y không yên lòng. Tôn Tập Dân cũng đang đợi, sau sự kiện Phan Bảo Hoa, sẽ liên lụy tới ai, có thể tiến thêm một bước hay không, hướng đi sẽ như thế nào, đều mang đến ảnh hưởng to lớn đến tình hình tỉnh Tề sau này. Đồng thời, y còn đang chờ điện thoại Nha Nội, vì Nha Nội hôm nay từ giao lưu trở về thành phố Lỗ, muốn cùng y và Chu Hồng Cơ đi ăn cơm. Chu Hồng Cơ cũng là chờ, đang chờ kết cục của Phan Bảo Hoa, chờ điện thoại của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trong lòng mơ hồ chờ đợi, vì một tia sáng đã xuất hiện, y có hy vọng phá tan tình thế căng thẳng ở tỉnh, rồi y sẽ cố gắng bù đắp hình tượng trực diện đến nơi đến chốn. Hà Giang Hải đang chờ, đang đợi Phan Bảo Hoa suông sẻ trốn đi. Đang đợi Nha Nội từ giao lưu trở về, chờ Tôn Tập Dân ra quyết định, không nhận dự án của tập đoàn Đạt Tài, đánh nhịp cho vụ đầu tư của tập đoàn Thiên Giang. Hà Giang Hải hiểu, tuy rằng trong phạm vi nhỏ có bất lợi, nhưng vốn liếng vẫn còn, cơ sở hạ tầng vẫn ổn như bàn thạch, y còn có cơ hội thành công dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ngay khi Chu Trấn Ba bị tuyên bố chính thức bắt giam, y cũng âm thầm ra tay, cho người ta điều tra xem người chủ chốt đứng sau sự kiện Chu Trấn Ba rốt cuộc là ai. Y phải phản kích. Cùng tất cả những người kể trên đều đang chờ đợi một thông tin mấu chốt thì giống vậy, Lưu Đắc Ích cũng đang đợi, nhưng không phải đợi tin tức Phan Bảo Hoa, mà là đang đợi một cơ hội. Cơ hội có thể khiến y lấy lại được uy danh điều chỉnh nhân sự. Sau khi Khâu Nhân Lễ chính thức tung ra tin đồn về điều chỉnh nhân sự, đã hơn nửa tháng trôi qua, hội nghị công việc bí thư đã đệ trình bản thảo, giống với dự tính của y, vẫn chưa thông qua được. Sau đó nhiệm vụ Vinh Quang sửa chữa hai bản dự thảo liền rời vào người y. Sửa chữa không thành vấn đề, y cũng quen nếp tiếp thu ý kiến bên trong của lãnh đạo, từng bước sửa chữa phương án và quá trình hoàn thành đến tận tối. Nhưng vấn đề mấu chốt là, sau cuộc họp, y vẫn không thu được bất cứ điều ám chỉ gì. Dù là Khâu Nhân Lễ thông qua hạ lực truyền đạt dấu hiệu ngầm, hay là Hạ Tưởng trực tiếp tận tâm chỉ bảo gợi ý, toàn bộ đều không có hành động gì, hai vị bí thư tỉnh ủy một chính một phó. Đột nhiên cùng lúc không lên tiếng, không hề cho bất kỳ ý kiến nào về điều chỉnh nhân sự,
khiến Liêu Đắc Ích như trong mây mù, không hiểu gì cả, còn không rõ đông tây nam bắc. Không có gợi ý của bí thư tỉnh ủy và phó bí thư phân công quản lý nhân sự, việc sửa chữa bản thảo của y không có cách nào viết ra được, ý muốn của lãnh đạo nhất định phải tiếp thu, nhưng lãnh đạo không nói ra, y lại không phải là thư ký bên cạnh lãnh đạo, làm sao có thể đoán được lãnh đạo muốn cho ai lên, rồi muốn cho ai xuống. Bản thảo sửa chữa không qua tay phó bí thư Hạ, không được bí thư Khâu gật đầu, chính là giấy lộn. Liêu Đắc Ích khó làm đây, y cũng ít nhiều hiểu một điểm, bí thư Khâu và phó bí thư Hạ cố ý bỏ mặc y, nếu như thường ngày, ngược lại y có thể mặt dày mày dạn trực tiếp đi tìm Hạ Tưởng, nói bóng gió là cá nhân xin trưng cầu ý kiến của phó bí thư Hạ, nhưng sau khi trên hội nghị công việc bí thư bị nhân vật số 1 phê bình trước mặt mọi người. Chẳng may bị phó bí thư Hạ phê bình thêm vài câu, thì công tác của y cũng không cần làm nữa, hai bí thư thay phiên đánh giá làm khó dễ bắt bí y, thì ngoại trừ chủ động xin rời ra ngoài tỉnh tề, y không còn cách nào khác. Bởi vậy, Liêu Đắc Ích một bên cẩn thận sửa chữa hai bản thảo điều chỉnh nhân sự, một bên chờ đợi thời cơ đến, y cũng đoán ra được gì đó, phương án điều chỉnh nhân sự sở dĩ kéo dài không đề cập tới, đúng là sự cao minh của Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng, chính là dùng để trao đổi điều kiện với Tôn Tập Dân. Hoặc là nghĩ sâu hơn, Khâu Nhân Lễ không để lại quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với việc can thiệp quá nhiều đến chính phủ, không phải là trực tiếp phát biểu ý kiến về vấn đề tập đoàn đa tài. Tôn Tập Dân áp chế dự án của tập đoàn đa tài, Khâu Nhân Lễ cũng áp chế phương án điều chỉnh nhân sự, nếu Tôn Tập Dân không chịu nhượng bộ, như vậy đừng hòng điều chỉnh nhân sự nữa. Liêu Đắc Ích cũng là một tay chính trị kỳ cựu, thực sự hiểu rõ lòng dạ của Khâu Nhân Lễ, nhưng không hoàn toàn đoán biết được Hạ Tưởng cũng có những điều ẩn chứa trong lòng. Với kế hoạch của Hạ Tưởng, phương án điều chỉnh nhân sự, ngoại trừ khả năng mang đến áp lực và luôn luôn cảnh giác cho Tôn Tập Dân, không ngờ còn một điều vô cùng lợi hại. Đến giữa trưa, Phan Bảo Hoa vẫn không có một chút tin tức gì. Sau khi Hạ Tưởng tan ca, bước nhàn nhã về nhà ăn cơm, thì có nhân vật số 1 số 2 của thành phố cấp 3 đến tỉnh ủy báo cáo công tác, mời hắn đi ăn, hắn từ chối. Trước khi điều chỉnh nhân sự chưa được quyết định, không nên quá gần gũi với nhân vật số 1 số 2 của thành phố cấp 3, để tránh lời đồn đại. Hẳn là có chút nhớ đến tay nghề làm bếp của Tào Thù Lê, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là về nhà ăn cơm. Dù sao cũng cách không xa, đi về cũng không quá 20 phút, có thể đi bộ được. Đi đến cửa, lại gặp phải một cảnh tượng không ngờ. Một chiếc ô tô mang biển số Bắc Kinh dừng trước cổng trụ sở tỉnh ủy, một người mặt tươi rói, tóc húi cua, mặt chữ điền, dáng người trung bình niên, đang cùng hai người niềm nở bắt tay. Gã là ai, Hạ Tưởng không nhận ra, nhưng hai người gã bắt tay hàn huyên, chính là Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Nhìn điệu bộ mấy người đó, chắc là muốn cùng đi ăn cơm. Trong nháy mắt Hạ Tưởng suy đoán gã đó là người phương nào, có thể đồng thời mời được Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, cũng không nhiều, huống chi đối phương lại là khách đến từ Bắc Kinh. Như vậy, đối phương chính là người đã liên hệ mấy lần với hắn nhưng chưa bao giờ gặp mặt nha nội. Hạ Tưởng không ngờ gặp được màn kịch lớn, cũng không tiện giả vờ như không thấy đi ngang qua, hắn vừa ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Chu Hồng Cơ nhìn qua. Và cùng lúc ấy, Tôn Tập Dân cũng thấy hắn. Chu Hồng Cơ bắt chuyện trước. Phó Bí Thư Hạ, cùng đi ăn bữa cơm, thế nào? Tôn Tập Dân cũng chỉ có thể nói tiếp. Đúng đó, nếu đã gặp, thì cùng ngồi với nhau, đúng lúc giới thiệu chủ tịch Cao cho anh làm quen. Nhà nội kỳ thật đã sớm chú ý tới, chẳng qua không dám khẳng định, vừa nghe Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân nêu ra thân phận của Hạ Tưởng, gã cũng không động tĩnh, cười ha hả. Hóa ra là Phó Bí Thư Hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết Phó Bí Thư Hạ có vui lòng nể tình, chào mời không bằng tình cờ gặp mặt, tôi thực là ngưỡng mộ Phó Bí Thư Hạ đã lâu. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tôi là. Hạ Tưởng không chờ nha nội nói ra đại danh, hắn ít nhiều cũng muốn để lại vài phần mặt mũi cho nha nội. Tôi đối với Chủ tịch Cao cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cũng muốn sớm cùng Chủ tịch Cao làm quen với nhau, chỉ tiếc không có cơ hội. Khó có được cơ hội tốt như hôm nay, chỉ mà. Hạ Tưởng không muốn cùng ngồi với nha nội lúc này chưa phải cơ hội thích hợp, hơn nữa, hắn cũng không tiện quấy rầy cuộc gặp gỡ của ba người họ liền tìm một lý do để tạ lỗi, không ngờ lời còn chưa dứt, điện thoại lại đúng lúc reo lên. Sở dĩ nói là đúng lúc, là vì đó là điện thoại ở tỉnh Yến. Nếu là một cuộc điện thoại tỉnh Yến bình thường, cũng không đủ để khiến Hạ Tưởng chú trọng. Điện thoại của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến Trần Lập Bản gọi tới,
Hạ Tưởng kỳ thực cũng không muốn phá hỏng bữa cơm đã được nha nội sắp xếp chu đáo, tuy nhiên khi hắn thuận miệng nói. Hồng Cơ, phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến xin ý kiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề, đề nghị Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề hợp tác làm việc. Lời vừa nói xong, hành động của Chu Hồng Cơ lập tức khiến hắn, nha nội và Tôn Tập Dân đều kinh ngạc. Được, tôi bây giờ trở về văn phòng làm việc chính thức trả lời Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến. Chu Hồng Cơ mới chỉ nghe Hạ Tưởng nhắc tới, lập tức xoay người về phía nha nội và Tôn Tập Dân, nói. Chủ tịch tỉnh Tôn, Chủ tịch Cao, ngại quá, bữa tiệc hôm nay tôi không đi được, có công vụ khẩn cấp, liên quan đến việc hợp tác của tỉnh thành lân cận, tôi nhất định phải ra mặt. Sắc mặt nha nội hơi thay đổi, gã không phải người trong quan trường, nhưng gã cũng hiểu chính trị, không phải lời nói quan trường, biết rõ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đề nghị phối hợp cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề. Về phía tỉnh Tề tỏ ra một chút niềm nở hay một chút tiêu cực, cũng đều phù hợp với thái độ bình thường. Mà sự nhiệt tình của Chu Hồng Cơ, dễ nhận thấy hơi có chút thái quá, dù thế nào thì cũng không cần đích thân y đường đường là nhân vật đứng đầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra tay. Tùy tiện cho một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh đứng ra bàn bạc cũng đã tốt lắm rồi, huống chi, đối phương lại thông qua Hạ Tưởng với tư cách là người trung gian, cũng là muốn chạy hai đường vừa có quan hệ cá nhân vừa giải quyết việc công. Như vậy phải chăng có thể nói, phía sau việc Chu Hồng Cơ nhiệt tình quá mức, nguyên do cũng vì coi trọng thể diện của Hạ Tưởng. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt của nha nội nhìn không tốt lắm, quay đầu về phía Tôn Tập Dân. Sắc mặt Tôn Tập Dân càng kém hơn, bởi vì trong nháy mắt gã suy nghĩ rất nhiều. Chu Hồng Cơ không muốn cùng gã ăn cơm, đây là nguyên do thứ nhất. Thứ hai, Chu Hồng Cơ ở vấn đề của tập đoàn Đà Tài và tập đoàn Thiên Giang, không muốn can thiệp vào. Cố ý bày ra lập trường trung gian. Thứ ba là Chu Hồng Cơ vẫn luôn bắt chặt sự tình cục vụ muối không tha, luôn luôn tìm kiếm cách đột phá thích hợp nhất. Chu Hồng Cơ thật muốn chọn con đường đi đến cùng, Hạ Tưởng có gì mà làm cho y nhắm mắt theo sát như thế. Tôn Tập Dân khó hiểu thêm bất mãn, nhưng lại biết rõ, y và Chu Hồng Cơ là đồng môn, lại là cấp trên của Chu Hồng Cơ, nhưng thực tế trong mắt cấp cao, y vẫn không quan trọng bằng Chu Hồng Cơ. Hơn nữa, y cũng không có quyền yêu cầu Chu Hồng Cơ làm gì hay không làm gì. Ngay cả nha nội cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của Chu Hồng Cơ. Tuy nói nha nội là khách, nhưng dù sao gã vẫn là cấp cao nhất, cũng phải do gã tiếp lời, đành phải nói ra. Cũng được, Hồng Cơ anh làm việc trước đi. Bóng dáng Chu Hồng Cơ và Hạ Tưởng biến mất trong trụ sở tỉnh ủy, nha nội mới thôi nhìn, nói một câu mang chút châm biếm. Chu Hồng Cơ ở tỉnh Tề, thật sự rất cẩn trọng. Nhà nội tuy là con ông cháu cha, nhưng Tôn Tập Dân vẫn nhất định giữ vững nguyên tắc, không phải người trong quan trường tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện trong quan trường, cho nên y không tiếp lời nhà nội, chỉ thản nhiên nói. Chu Hồng Cơ không đi ăn, chúng ta đi ăn cũng được. Gặp gỡ một hồi đến khi cụt hứng ra về, bị Hạ Tưởng vô tình quấy rối, Tôn Tập Dân và nhà nội trong lòng đều không vui lắm. So sánh thì, tâm tình Hạ Tưởng coi như không tệ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến Trần Lập Bản gọi điện thoại, nói cho Hạ Tưởng một sự thật, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến dự định cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề chính thức hợp tác, về phía tỉnh Yến đã điều tra sự thật cục vụ muối, đề nghị phối hợp công tác với phía tỉnh Tề. Bởi Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đã nắm giữ chứng cứ xác thực, bắt giam Phó Cục trưởng Cục vụ muối Quản Cao Triều. Phía tỉnh Yến sở dĩ thúc đẩy công tác nhanh như vậy, đồng thời hành động quả quyết. Quả nhiên có liên can đến sự hỗn loạn bên trong hệ thống vụ muối ở tỉnh Yến, cũng có liên can đến việc Khâu Tự Phong tích cực thúc đẩy ở phía sau. Đương nhiên, sự ngầm thừa nhận của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến Trương Kiềm, cái gật đầu của chủ tịch Cao Tấn Chu, cũng là nhân tố vô cùng hữu hiệu. Còn một nguyên nhân cũng cần bàn tới, lẽ ra ngay từ đầu phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến vẫn thực sự nghĩ rằng vấn đề ban giám đốc vụ muối có ý đồ ẩn bên trong, nhưng về sau đột nhiên theo cửa ngõ nào đó phóng ra tin tức. Đại diện ban giám đốc vô cùng tức giận đối với kẻ đã giả danh nghĩ của họ làm ẩu làm càng, tin tức vừa đưa ra, cường độ âm thanh ở tỉnh Yến gia tăng rất mạnh, sự tình liền có tiến triển đột phá. Thực ra vấn đề muối ở tỉnh Yến tồn tại đã lâu, nhưng vẫn bỏ qua đến hiện tại không có cách giải quyết, nguyên nhân sâu xa và nhân tố còn sót lại không cần phải nói, mà hiện tại cũng là dao sắc chặt đay rối, xét đến cùng, vẫn là có liên can đến việc Ngô Nhược Thiên nhúng tay vào thị trường muối ở tỉnh Yến. Cũng chính vì Ngô Nhược Thiên can thiệp vào, muốn chia một bát canh từ thị trường muối ở tỉnh Yến, trước khi phê duyệt hoạt động, cơ bản coi như tất cả đều thuận lợi,
dù sao cũng có Khâu Tự Phong tiếp đón. Đã có phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý ra mặt, nhất định không cần làm phiền bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu, hơn nữa vốn đầu tư cũng không lớn, cho nên Ngô Nhược Thiên cũng không định kinh động đến Cao Tấn Chu. Nghiêm Tiểu thì sau đó cũng tham gia vào kinh doanh của Ngô Nhược Thiên, phụ trách bên ngoài, chủ yếu tiếp xúc với lãnh đạo bên cục vụ muối, tranh thủ hạn ngạch trên thế giới đất nước có chế độ hạn ngạch đã cực ít bởi muối là độc quyền, không có hạn ngạch thì không có tiêu thụ, không có tiêu thụ thì không có lợi nhuận. Trên cơ bản có thể nói tất cả đều thuận lợi, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, cửa ngõ đều đã được thông, vấn đề còn lại chính là chỉ cần sản xuất cung cấp đủ, lợi nhuận sẽ cuồn cuộn mà đến, mà sản xuất muối ăn vốn không cần công nghệ cao, so với nông dân trồng hoa màu còn dễ dàng hơn, cho nên gần như đoán được triển vọng tốt đẹp. Tuy nhiên trong nước có nhiều cán bộ vô lương cậy quyền cậy thế, ỷ quyền lực trong tay, vô pháp vô thiên, làm ẩu làm càng, hơn nữa lại háo sắc làm liều, nói cách khác, giết người phóng hỏa không dám trực tiếp làm, quá chén liền bạo dạn thẳng đến, Phó Cục trưởng Cục vụ muối tỉnh Yến Quản Cao Triều chính là một người trong số đó. Quản Cao Triều cũng là quá háo sắc, tiếp xúc với Nghiêm Tiểu thì vài lần, bị Nghiêm Tiểu thì mê hoặc, lại thấy Nghiêm Tiểu thì khôn khéo, linh hoạt, liền cho rằng Nghiêm Tiểu thì là loại phụ dễ có được. Tuy gã cũng biết Nghiêm Tiểu thì là cháu gái của bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng tiền nhiệm, nhưng Phạm Duệ Hằng ở tỉnh Yến đã không còn ảnh hưởng gì. Phượng Hoàng trụi lông không bằng con gà, hơn nữa, gã chỉ cần vung tay có thể làm cho Nghiêm Tiểu thì trong vòng một năm kiếm trên chục triệu, 10 triệu, còn mua không được Nghiêm Tiểu thì một buổi tối. Trong nước không có minh tinh nào xứng với giá trị này. Quản Cao Triều thăm dò vài lần, nguyên tưởng rằng Nghiêm Tiểu thì sẽ kín đáo đáp trả, không ngờ Nghiêm Tiểu thì nghiêm túc từ chối, hơn nữa còn tuyên bố nếu gã không an phận, tự gánh chịu hậu quả chọc giận Quản Cao Triều. Gã ngay lập tức lợi dụng quyền lực trong tay bóp chẹt gây khó dễ nhà máy sản xuất muối của Ngô Nhược Thiên. Nói thật, Ngô Nhược Thiên đến tỉnh Yến tham gia vào ngành sản xuất muối, cũng không trông đợi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, với thế lực nhà họ Ngô, lại đi để mắt tới nhà máy sản xuất muối tổng giá trị sản lượng một năm không hơn chục triệu tại tỉnh Yến sao. Chẳng qua là để cho Ngô Nhược Thiên có kinh nghiệm, để Ngô Nhược Thiên có việc để làm thôi. Không ngờ một phó cục trưởng vụ muối nho nhỏ lại dám chẹt họng. Thực sự nghĩ rằng nhà họ Ngô ai muốn đánh là có thể đánh. Thật đúng là chê cuộc sống quá dài. Dưới cơn giận dữ, Ngô Nhược Thiên còn chưa kịp mời Cao Tấn Chu ra mặt, đã xảy ra chuyện. Sau khi bị Nghiêm Tiểu thì cự tuyệt, Quản Cao Triều vẫn chưa từ bỏ ý định, thấy trên mạng không ít bài báo đưa tin sự thật về cán bộ các nơi đem nữ cấp dưới sau khi chuốt say rồi thực hiện chuyện đồi bại, đại bộ phận đạt thành sau đó, nữ cấp dưới không dám làm ầm lên, âm thầm giải quyết cho qua chuyện, tin được đưa lên. Cũng chỉ là một con số rất ít, gã liền tâm ngứa khó ức chế, thật sự vô cùng thèm muốn Nghiêm Tiểu thì, liền quyết định bí quá hóa liều. Cho nên nói, một người trước khi diệt vong, nhất định phải phát cuồng trước, nói thế thật sự không sai tí nào. Quản Cao Triều rất là chân thành mời Nghiêm Tiểu thì đi dự tiệc, nói là phải giải quyết vấn đề hạn ngạch, Nghiêm Tiểu thì vui vẻ đến dự. Trong bữa tiệc, Quản Cao Triều liên tiếp mời rượu, ý đồ chút Nghiêm Tiểu thì say khướt, sau đó thừa cơ hội chiếm đoạt. Nghiêm Tiểu thì là người thế nào, sao có thể không rõ ý đồ xấu xa của Quản Cao Triều. Cô sẽ không để Quản Cao Triều thực hiện được âm mưu, một mặt miễn cưỡng cho qua, một mặt ghi âm lại những lời nói thô tục của Quản Cao Triều, đồng thời âm thầm thông báo cho Ngô Nhược Thiên. Ngô Nhược Thiên đang chuẩn bị làm phiền Quản Cao Triều, không ngờ Quản Cao Triều chê mạng mình dài, y sao phải khách khí. Trực tiếp thông báo cho Vu Phồn Nhiên điều động cảnh sát thành phố Yến, dẫn người tới khách sạn. Cứu được Nghiêm Tiểu thì giả vờ say, cũng vừa vặn bắt được Quản Cao Triều đang chuẩn bị hạ thủ. Cuộc đời Quản Cao Triều từ đó đột nhiên dừng lại, y từ đây đã hoàn toàn rơi vào đáy vực. Quản Cao Triều cũng là một bao cỏ, vừa đi vào đã nói thẳng ra đủ loại bê bối và nhiều vụ tai tiếng ngày trước, thậm chí còn không chút do dự cắn cả người lãnh đạo trực tiếp của gã cục trưởng Trịnh Phong. Từ đó, một cơn lốc chống tham nhũng trong hệ thống vụ muối ở tỉnh Yến, cứ thế đã mở màn. Quản Cao Triều chẳng những công khai hành vi phạm pháp luật của cục trưởng, cũng đầu đuôi gốc ngọn tiết lộ tình hình bên trong việc điều phối muối ăn ở tỉnh Tề và tỉnh An của cục vụ muối tỉnh Yến. Đối với tỉnh An có thể nói không nhiều lắm, nhưng với tỉnh Tề, thì hoàn toàn là lợi ích thắt chặt, bởi vì muối ăn ở tỉnh Tề, chẳng những giá cả thấp hơn nhà máy muối ở tỉnh Yến, mà tiền hoa hồng còn lớn hơn nữa. Bởi tỉnh Tề có trợ cấp cho sản xuất muối, nên giá thành có thể hạ thấp hơn. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Tấn Chu lắng nghe báo cáo tình tiết vụ án, sau đó,
làm lời phê bình trọng yếu, vì thế, phía Tỉnh Yến lập tức hoạt động hết tốc lực, chém xuống nhát đầu tiên, hỏi tội hệ thống vụ muối. Hạ Tưởng cùng đi với Chu Hồng Cơ trở lại văn phòng, kết nối điện thoại đến Tỉnh Yến, qua một hồi hiệp thương, bước đầu quyết định Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Yến ngày mai sẽ phái Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Trần Lập Bản đứng đầu tổ chuyên án, đến Tỉnh Tề, hợp tác với Tỉnh Tề điều tra hệ thống vụ muối ở Tỉnh Tề, đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong tình trạng bảo mật. Chu Hồng Cơ hết sức vui mừng, lập tức chấp thuận, Tỉnh Tề sẽ phái Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Mục Chính Nhất đứng đầu tổ chuyên án kết hợp với phía Tỉnh Yến, cùng giải quyết vụ án lớn của hệ thống vụ muối hai tỉnh. Gió nổi lên ở Tỉnh Tề, dần lan đến Tỉnh Yến, hai khu sản xuất muối lớn nhất trong nước đồng thời thi hành án tử với hệ thống muối, hai tỉnh liên động, tin tức lan nhanh, không biết sau khi truyền tới Bắc Kinh, có người sẽ có cảm giác gì. Chẳng lẽ còn muốn tới Tỉnh Yến thị sát hay điều tra công tác? Tỉnh Yến là địa bàn của thế lực gia tộc, muốn tới Tỉnh Yến thị sát, thế lực gia tộc cũng sẽ không cản trở, nhưng lời cảnh cáo nói trước, khó đảm bảo là kết cục cuối cùng còn khó nuốt hơn việc thị sát ở Tỉnh Tề. Đương nhiên, cùng một thủ đoạn sẽ không dùng hai lần, về phần có người có ý nghĩ gì đối với cơn lốc chống tham ô trong hệ thống sản nghiệp muối được Tỉnh Yến và Tỉnh Tề cùng hành động, đã không ở trong vòng suy xét của Hạ Tưởng. Hắn làm việc bằng tấm lòng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ cầu không phụ lòng nhân dân, có người có cách nhìn gì khác đối với hắn, cho dù là thất vọng đối với hắn, hắn cũng không quản. Bởi vì có người khiến hắn mất lòng tin trước, hắn không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm đối với một số người. Giữa trưa, Hạ Tưởng cũng không về nhà ăn cơm, mà cùng Chu Hồng Cơ đến căn tin ăn một bữa đối phó. Người biết nội tình đều âm thầm phỏng đoán, Chu Hồng Cơ không đi ăn cùng với Tôn Tập Dân và nha nội, mà cùng Hạ Tưởng ăn cơm, trong đó lại có điều gì bí ẩn. Có điều bí ẩn hay không cũng không quan trọng, vì liền theo sau lại xảy ra một chuyện lớn khác, thu hút sự quan tâm của mọi người vào buổi chiều, cuối cùng từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương truyền đến tin tức, Phan Bảo Hoa đã xa lưới. Có thể nói, suốt một ngày, toàn bộ Tỉnh ủy Tỉnh Tề đều không yên lòng, không thể tập trung làm việc, đều đang đợi tin tức chính xác cuối cùng. Sự kiện Phan Bảo Hoa tác động đến tâm tư của tất cả thành viên trong bộ máy tỉnh ủy bao gồm cả Khâu Nhân Lễ. Không quan tâm không được, dù sao Phan Bảo Hoa cũng là phó chủ tịch tỉnh, trong lòng đều không tự tin, không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, cũng không rõ mức độ ảnh hưởng mạnh đến đâu, càng không rõ Phan Bảo Hoa rốt cuộc có chạy thoát hay không lấy tư cách cán bộ cấp cao của đảng, lúc chuẩn bị hướng tới cuộc sống mới, đã sớm đem mẹ ruột của đảng vứt lên 9 tầng mây. Nói thật, Tỉnh ủy Tỉnh Tề có không ít người trông chờ vào kế sách trốn chạy của Phan Bảo Hoa có thể thành công, phó chủ tịch tỉnh vừa đi, từ đây trăng sáng quê người, Tỉnh Tề sẽ không liên can nữa, đám người Tỉnh Tề, bất kể có cùng Phan Bảo Hoa cấu kết hay không, có liên quan hay không, đều vô tư kê cao gối, an tâm mà ngủ. Nếu chẳng may Phan Bảo Hoa xa lưới, ai cũng không dám bảo đảm Phan Bảo Hoa sẽ không là con chó điên cắn người bậy bạ, cho dù người đứng sau ra mặt xử lý ổn thỏa, nhưng cũng tốn kém đúng không? Ai muốn đem tiền tham ô vất vả có được tặng cho người, cho dù kẻ giật dây cũng không nỡ, đều muốn giữ lại dưỡng già. Chưa từng thấy ngày nào dài đằng đẵng như ngày này, trụ sở Tỉnh ủy Tỉnh Tề, suốt ngày hôm nay, mặc dù thời tiết rất đẹp, cũng rất ít người ra ngoài làm việc, có việc lớn cũng đều trì hoãn giải quyết sau, chỉ muốn chờ đợi ở văn phòng làm việc, muốn nghe được tin tức Phan Bảo Hoa chạy trốn hay xa lưới sớm nhất. Khiến nhiều người không còn hy vọng chính là, vào buổi chiều, điện thoại bàn làm việc của Khâu Nhân Lễ reo lên dồn dập, Khâu Nhân Lễ vừa nhìn đường dây nóng điện thoại, trong lòng liền đoán được vài phần, nhấc điện thoại, kính cẩn nghe chuyện. Sau khi trầm lặng trong chốc lát, Khâu Nhân Lễ chỉ bình tĩnh nói. Vâng, Tỉnh ủy Tỉnh Tề sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự việc Phan Bảo Hoa, xin chính quyền Trung ương cứ yên tâm. Bỏ điện thoại xuống, Khâu Nhân Lễ khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên bố quyết định của chính quyền Trung ương Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Trung ương chứng thực, đồng chí Phan Bảo Hoa tình nghi có dính líu nghiêm trọng đến vi phạm pháp luật, hiện đang tiếp nhận điều tra. Tin tức của Khâu Nhân Lễ tuyên bố khắp nơi, không ít người có mặt đều hơi biến sắc, mặc dù nằm trong dự tính, nhưng vài tên cán bộ địa phương Tỉnh Tề bao gồm cả Hà Giang Hải, đều cho rằng Phan Bảo Hoa đã trốn chạy thuận lợi, không nghĩ đến thời khắc cuối cùng thất bại, thật làm cho người ta không nói được lời nào mà còn xúi quẩy. Hà Giang Hải càng hết sức buồn bực, Phan Bảo Hoa làm sao lại xa lưới. Cả ngày, y còn tưởng rằng tin tức tốt lành truyền đến là Phan Bảo Hoa đã bắt đầu lại ở một nơi tị nạn nào đó,
không ngờ lại xa lưới tuy Khâu Nhân Lễ thông báo tin tức không tỉ mỉ, vẫn chưa nói cụ thể tiến trình, cũng không mảy may nói gì đến việc Phan Bảo Hoa trên đường chạy trốn bị tóm, hay bị chặn bắt ở phi trường. Ánh mắt Hà Giang Hải toát lên, trong lòng buồn bực, sự tình gần đây khó khăn khắp nơi, mọi chuyện buồn phiền, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ ưu thế thế lực địa phương khổng lồ của y dưới sự liên thủ của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, không còn sót lại chút gì? Không thể được, y phải đánh trả. Khiến Hà Giang Hải càng thêm bực bội là, Triệu Mẫu Đơn không ngờ bị người giành trước một bước bắt đi, tội danh lừa gạt kinh doanh nghĩ cũng không cần nghĩ, dám chắc có mưu mô của Hạ Tưởng ở phía sau đã chứng minh một điểm, Hạ Tưởng đã biết có người sau lưng tìm cách lợi dụng Triệu Mẫu Đơn để kéo Lý Đinh Sơn xuống nước. Nhưng, đừng tưởng rằng đã khống chế được Triệu Mẫu Đơn liền mọi sự không lo, Lục Hoa Thành có quay về phía Hạ Tưởng cũng không sợ, bên trong đại đa số cán bộ trung tầng cục công an thành phố, người của y rất nhiều, hoàn toàn có thể âm thầm tiếp tục làm việc với Triệu Mẫu Đơn, khiến Triệu Mẫu Đơn một ngụm cắn chết Lý Đinh Sơn. Hà Giang Hải đảo mắt mấy vòng, trong đầu hiện lên vài cái tên, Triệu Mẫu Đơn, Ngô Thiên Thiếu, Vương Trạch Nhân, Đới Kế Thần. Trong đầu hắn dần hình thành một mớ chú ý. Hơn nữa y cũng bước đầu điều tra rõ, sau lưng Chu Trấn Ba, quả nhiên có bóng dáng Vương Trạch Nhân. Ngô Thiên Thiếu hành sự khá thận trọng, tạm thời không để lại dấu vết, manh mối, nhưng Vương Trạch Nhân vẫn cố gắng để lộ dấu vết, y gần đây bố trí hàng loạt, cũng đã tới lúc thu hoạch, dưới, bắt Vương Trạch Nhân khai đao, trên, tiếp tục một kích phủ đầu Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng đừng tưởng rằng đã khống chế Triệu Mẫu Đơn hoàn toàn thì có thể ngăn chặn việc kéo Lý Đinh Sơn xuống nước, chỉ có điều đừng nói Hạ Tưởng, e rằng Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đều coi thường y, bởi y vì xử lý Lý Đinh Sơn. Bên cạnh việc làm thiệt hại nặng đến Hạ Tưởng, đã sớm nghĩ đến kế sách vẹn toàn, đồng thời làm một loạt cạm bẫy. Lý Đinh Sơn thoát được Triệu Mẫu Đơn, tránh không khỏi Lý Mẫu Đơn, Vương Mẫu Đơn, chính là những đóa hoa ở tỉnh Tề, Lý Đinh Sơn sớm muộn gì cũng sẽ dính phấn hoa toàn thân. Hà Giang Hải liếc Hạ Tưởng ngồi bên trái, thấy tinh thần Hạ Tưởng không tệ, dáng vẻ vui mừng, nghĩ thầm đừng tự đắc quá sớm, mày cứ chờ đấy, sẽ tới lúc mày phải khóc. Hạ Tưởng hồn nhiên không có cảm giác muốn khóc, sau cuộc họp, hắn lại giải quyết một số việc, dự định tan ca, Ôn Tử Tuyền lại tới báo cáo công tác. So với lúc trước, Ôn Tử Tuyền báo cáo rõ ràng, chi tiết hơn rất nhiều. Cũng có thể lý giải, những sự việc liên tục xảy ra gần đây, Ôn Tử Tuyền lại là phó trưởng ban thư ký của Hạ Tưởng, mỗi ngày đến văn phòng Hạ Tưởng cũng không việc gì. Cũng khiến Hạ Tưởng vui mừng chính là, hắn đến tỉnh Tề một thời gian. Tin đồn về mối quan hệ nam nữ bên trong tỉnh ủy cũng ít, đoán chừng có người nào đó giết chết tình nhân, tất cả cán bộ tỉnh Tề đều chấn động, chí ít ngoài mặt cũng rất trung thực. Phó Bí Thư Hạ, tư liệu về Triệu Mẫu Đơn đã được tổng hợp, Sắc Vi cũng chỉnh lý đôi chút, ý của tôi là, trước mắt tạm thời không lấy ra. Nói vừa xong, Ôn Tử Tuyền nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, chờ chỉ thị bước tiếp theo của Hạ Tưởng.